Cái này, cũng là một cái cực kỳ châm chọc hình ảnh, ít nhất tại tứ phương người quan chiến xem ra, bức họa này mặt rất châm chọc, nhiều cường giả như vậy, càng thêm tám tôn bán thần, đội hình tuyệt đối áp chế, tình trạng như thế, lại không người dám chiến, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, bọn hắn gặp đối thủ, đều không phải bình thường nhân vật, tâm cảnh uy hiếp, đã là một loại đả kích chí mạng. Thấy không có người đáp lời, ba người cùng nhau chuyển thân, đạp thiên mà đi. So sánh đối thủ, thần thái của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không lay động. Chính là bộ dạng này thần thái, rất tốt chiêu kỳ một phen, muốn chiến cái kia liền tới. Nhìn đầy trời cường giả, lại đều rất ăn ý tránh ra một con đường, không chỉ nhường đường ra, vẫn là một đường đưa mắt nhìn ba người càng lúc càng xa, không người dám ngăn đón, cũng không người dám truy. Mãi đến ba người bóng lưng biến mất ở phía chân trời, chúng mạnh mới thở dài một hơi, trận đại chiến này, đã cho bọn hắn đánh cử chỉ điên rồ, đều có một loại cảm giác, tại quỷ môn quan đi dạo một vòng. Thật lớn một cái lúng túng. Yếu ớt lão đạo cất tay, một lời lời nói ý vị sâu xa. Tại chỗ quần chúng, cũng là tâm cảnh như vậy. Chúng thánh địa nghiêu bức a, vì ba tiểu bối, khí thế hùng hổ mà đến, lại còn làm ra vô cùng thật lớn chiến trận, đến. Lại bị ba người giết không dám lên tiếng, không những không có cầm xuống Triệu Bân bọn hắn, còn thương vong thảm trọng, có thể không xấu hổ đi. Nói đến thương vong, sử quan nhóm nhớ kỹ tối rõ ràng, nhìn kia từng cái quyển sổ nhỏ, không biết viết bao nhiêu trang, mỗi một trang đều viết đầy tên người, mỗi một cái tên người, cũng là một tôn hàng thật giá thật tiên vương. Chuyện này không xong. Tám tôn bán thần tức giận kêu gào, vang dội đầy thần minh hải. Nhưng bọn hắn gào thét. Rơi vào thế nhân trong mắt, đó chính là một chê cười, người đều đi, còn gào cái gì nhiệt tình, đều nghiêu bức như vậy, vừa mới thế nào ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Chọc cười về chọc cười, nhưng chuyện này đích xác không xong. Lấy chúng thánh địa chi bản tính, có thể làm tốt mới là lạ. Chờ lấy cho ta. Chúng mạnh lúc đi, đều ngoái nhìn liếc mắt nhìn thần minh đảo, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Trận chiến này, như thần minh đảo chủ cho mượn thần khí. Bọn hắn gì đến đánh chật vật như vậy? Thần minh đảo chủ không nói, tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không thiếu sức mạnh. Thần minh đảo sừng sững tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ khi dễ. Đại chiến kết thúc, chưa thỏa mãn quần chúng, nhao nhao rút lui, có đăng thiên mà đi, cũng có lui vào thần minh đảo, không có ai làm loạn, có thể đi di tích cổ lắng nghe đạo âm. Nói tóm lại, lần này không uổng công, có vẻ như từ lĩnh phúc lợi hôm đó đến nay, vùng biển này. Bao quát tòa hòn đảo này, liền không có yên tĩnh qua, đặc sắc tên vở kịch là một cái tiếp một cái. Có náo nhiệt tốt, có náo nhiệt liền có sinh ý. Thương nhân đều nghĩ như vậy, bằng này phát tài. Bóng người tán đi, mênh mông thần minh hải, tức thì biến trống trải, nhưng nó bình tĩnh, lại nhuộm đầy máu tươi, từ xa đi xem, không biết, còn tưởng rằng là một cái biển máu. Chiếu đến tinh huy, kiếm thánh ba người riêng phần mình rơi vào một đỉnh núi. Ba người cách không tương vọng, giữa hai bên, đều cất giấu một vòng kiêng kỵ. Sau này còn gặp lại. Bá đao lưu lại một ngữ, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp sắc trời còn sớm, tìm chỗ cùng đồ đệ tâm sự hy vọng. Không lo cuối cùng liếc mắt nhìn, cũng phất tay áo rời đi. Trước khi đi, nàng còn cho Triệu công tử lưu lại một vật. Đó là một cái ngọc tịnh bình, trong đó chứa một tia huyết, vĩnh hằng linh thể bản nguyên huyết, ngày xưa đi thần minh đảo lúc. Chiếm được đảo chủ đồ nhi Lý Văn Kiệt, xem như đưa cho Triệu Bân cơ duyên, nàng cùng Vĩnh Hằng một mạch có ngọn nguồn, Vĩnh Hằng thể truyền thừa, sao có thể không chiếu cố. Đa tạ tiền bối cứu, Triệu công tử cuối cùng là bị phóng ra. Tạ thì không cần, trả lời ta một vấn đề liền tốt. Kiếm thánh cười nói, biết gì nói nấy. Ngươi cùng Nguyệt Thần, ra sao quan hệ, kiếm thánh nói lời này lúc, là nhìn không chớp mắt, đồng dạng mắt nhìn thẳng, còn có Vĩnh Hằng cánh cửa bên trong ma vương. Lúc trước Triệu Bân quá hư kiếp lúc, bọn hắn đều thấy rõ, cái kia vùng trời kiếp trong tiên vực, có Nguyệt Thần hư ảnh, không tầm thường thiên phạt, không tầm thường hư ảnh, đủ chứng minh Triệu Bân cùng Nguyệt Thần quan hệ không ít. Ta, chính là Nguyệt Thần đồ. Triệu Bân không giấu giếm, cũng là lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài, thừa nhận hắn cùng với Nguyệt Thần quan hệ, bởi vì cái này từng nhiều lần đã cứu tính mạng hắn kiếm đạo tiền bối, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Khó trách, kiếm thánh mỉm cười, nhiều một vòng thân thiết. Khó trách, ma vương lẩm bẩm ngữ, thì thiếu đi một vòng lệ khí. Năm nào như rảnh rỗi, có thể đi đúc kiếm thành tìm ta. Kiếm thánh cười chụp Triệu Bân bả vai, quay người rời đi, lưu cho Triệu Bân,
chỉ còn dư một đạo tang thương mà nhuốm máu bóng lưng. Đúc kiếm thành. Triệu Bân yên lặng để tâm ở giữa, tiện tay mở vực môn. Hắn không trở về Đại La Tiên Tông, chạy về phía chính là Phổ Thiên Tinh Thần. Nếu là vận khí tốt, khó tránh khỏi có thể tìm tới cái kia vĩnh hằng đạo thể. Siêu. Hắn vừa đi không bao lâu, thì thấy một bóng người xinh đẹp rơi vào phiến thiên địa này. Đó là Diệu Ngữ, một đường phong trần mà đến, tới Thần Minh Đảo tìm hắn tướng công. Đáng tiếc, nàng bỏ lỡ. Bỏ lỡ vĩnh hằng thể, nhưng nàng chưa từng sai vĩnh hằng đạo thể. Thật vừa đúng lúc, vĩnh hằng đạo thể cũng rơi vào phiến thiên địa này. Chỉ có điều, hắn được một kiện áo bào đen, toàn thân trên dưới, đều che cực kỳ chặt chẽ, không muốn để cho thế nhân thấy hắn chân dung. Không có cách nào, ai bảo hắn gương mặt này quá phát hỏa đâu. Hai tòa đỉnh núi, hai người cách không tương vọng. Diệu Ngữ liếc mắt nhìn, liền bước vào vực môn, không kịp chờ đợi đi Thần Minh Đảo. Ngược lại là vĩnh hằng đạo thể, lông mi hơi nhíu, không biết vì sao, cuối cùng cảm giác ở đâu gặp qua nữ tử kia, như bực này cảm giác, hắn mấy ngày nay càng ngày càng thường xuyên, tựa như xem ai đều rất quen mặt. Hắn không suy nghĩ nhiều, cũng tế một tòa vực môn. Mục đích giống nhau địa, hắn cũng tìm người giống nhau. Vực môn thông đạo, Triệu Bân ngồi xếp bằng. Không lo tiên tử Lưu Ngọc Tịnh Bình, đã bị hắn lấy ra, thông qua cái bình, có thể gặp trong đó một tia máu tươi, vàng óng ánh. Là vĩnh hằng linh thể bản nguyên huyết không thể nghi ngờ, tung bị phong ở trong bình, cũng ép không được hắn bản nguyên sao động, lắp ráp vĩnh hằng thể, chỉ thiếu linh kiện. Tạ tiền bối quà tặng. Triệu Bân phá phong ấn, đem linh huyết sáp nhập vào thể nội. Linh huyết nhập thể, liền bị bản nguyên cuốn đi, cường thế dung hợp. Đến nỗi cảm giác đi, tất nhiên là ấm áp. Đây là một cái cơ duyên, hắn bản nguyên lại tinh túy không thiếu. Phía sau mấy ngày, hắn đều là tại xa vào trung độ qua, tại trong xa vào ngộ đạo, cũng tại trong xa vào nặng liễm tâm cảnh, đã củng cố thái hư tu vi, thuận tiện, nền vững chắc tự thân căn cơ. Cái này lại là Nguyệt Thần Đồ Nhi. Hỗn Thiên Ma Vương lẩm bẩm ngữ. Chỉ một mình hắn nghe thấy. Hắn đã nhìn một đường, giống như nghiên cứu đồ cổ, trên dưới quét lượng Triệu Bân. Có lẽ là hắn nhìn lén, vượt qua một loại nào đó giới hạn, thậm chí xa vào Triệu Bân, không chỉ một lần mở con mắt, cuối cùng cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, hoặc có lẽ là có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Cái này còn có thể bị người để mắt tới. Triệu Bân một tiếng nói thầm, mặc niệm thiên cơ thuật, lấy thiên cơ chi lực che giấu tự thân. Đừng nói. Vẫn thật là dễ dùng, cũng không thể đã nói làm cho, tất cả bởi vì ma vương thu nhìn lén con mắt, bây giờ, đang ngồi xếp bằng tại vĩnh hằng chi môn, một người đặt cái kia lải nhải. Vực môn thông đạo bình tĩnh, nhưng ngoại giới lại phi thường náo nhiệt. Thần Minh Hải một trận chiến, đã truyền khắp tứ phương, toàn bộ hồng hoang đại lục, đều phá lệ làm ầm ĩ, như tám đại thánh địa, lại biến không an phận. Còn có La Sát cùng những cái kia, cũng là lửa giận thiêu đốt. Rất có liên hợp giết vào Bắc Hoang tư thế. Tên nhóc con ngươi, chạy đi đâu rồi? Ban đêm, lớn mập tiên cùng lão thần côn đi ở hư không, hùng hùng hổ hổ không xong, vừa mắng một bên vòng nhìn tứ phương, tựa như đang tìm cái gì người, tìm ai đâu? Tìm Đại La Thánh Tử. Hai cái này bảo tiêu, tâm tình quá phiền muộn, từ cái này không gian biến động, cùng Triệu Bân phân ly, bọn hắn là đầy hồng hoang tán loạn, đi hư ảo cổ thành, được cho biết đã đi đạo gia. Được cho biết cái kia hàng đi Thần Minh Đảo, tới Thần Minh Đảo, lại vồ hụt. Thiên ngôn vạn ngữ, bọn hắn chỉ còn dư chửi mẹ niệm đầu. A, hắt hơi. Triệu Bân lại xuất vực môn lúc, đã ở tinh không cùng hồng hoang đại lục tiếp giáp biên giới. Hắn liếc mắt nhìn tinh không đồ, lại một lần tế vực môn. Hắn cái này chân trước vừa đi, lúc minh hậu chân liền đổ bộ. Hắn so Triệu Bân càng kính nghiệp, đi đâu đều mang theo một cái quyển sổ nhỏ. Lại một tay cầm bút, đi một đường viết một đường. Lại nhìn trên sách vở nhỏ, viết đầy tên người. Những thứ này, cũng là cừu gia của hắn. Bị nhốt mấy trăm năm, tâm tình của hắn rất khó chịu, nhu cầu cấp bách tìm người vung vung hỏa nhi, mà trên sách vở nhỏ tên người, chính là hắn vung hỏa mục tiêu, không hủy tiên giới căn cơ, không có nghĩa là hắn không tìm người tính sổ sách. Ai? Chế tài giả thấy rõ, không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Hồng hoang đại lục sợ là lại muốn náo nhiệt, vừa đi một cái quỷ tinh nghịch, lại tới một cái càng không an phận, một khi bị hắn để mắt tới, mặc kệ là ai, chỉ cần tại tiên giới, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trong thông đạo, Triệu Bân đã nhấc lên một ngụm nồi sắt lớn.
thịt hầm là cái việc cần kỹ thuật, tuyển nguyên liệu nấu ăn tuyển gia vị đều rất có xem trọng. Mà hắn, liền không chỉ một lần nhìn Tử Phủ, nhìn cây kia đang khỏe mạnh trưởng thành tạo hóa chi thụ, nếu là ở trong canh thịt thêm vài miếng tạo hóa chi diệp mà nói, hương vị nên cực mỹ. Ao ao, tạo hóa thần thụ thân cành rung động, lại tại biểu đạt một loại nào đó kháng nghị. Cũng không thể lại lột liền trơ trọi. Triệu Bân một tiếng ho khan, bỏ đi ý nghĩ này, hắn thật là một cái bại gia tử, thật tốt một cái cây, lá cây sắp bị hắn hao hết, xét thấy tạo hóa thần thụ rất ủy khuất, hắn không tiếc dùng bản nguyên khí huyết tưới nước, ngụ ý rõ ràng, lanh lẹ lớn lên, mọc tốt ta tiếp tục lột. Không biết thứ mấy ngày, hắn mới đến phổ thiên tinh thần. Ngôi sao này cường đại vô cùng, nhưng tinh thần chi nguyên cực kỳ bạc nhược, là một khỏa phàm nhân cổ tinh. Hắn đi qua từng tòa cổ thành, hiếm thấy tu sĩ bóng dáng, mặc dù có, cũng là cảnh giới thấp đáng thương. Hẳn là cái này. Mộc lấy nguyệt quang, hắn rơi vào một đỉnh núi. Đây là một mảnh quần sơn, vòng mong bốn phía, nhiều núi cao dốc đứng sơn phong. Trừ này, chính là hủy hoại ngọn núi, đá vụn đầy đất, hoa cỏ cây cối cũng bừa bộn không chịu nổi. Đây là đại chiến tạo ra bừa bộn, hơn nữa, là tu sĩ ở giữa đại chiến. Triệu Bân tĩnh tâm ngưng khí, có thể ngửi được song sát khí tức. Lúc trước, song sát chính là ở đây, gặp vĩnh hằng đạo thể. Có thể kỳ quái là, hắn chỉ tìm được song sát lưu lại huyết khí, lại không bắt được một tia đạo thể thời cơ, nhìn qua mới biết, còn sót lại vết tích, nên bị người xóa sạch. Có thể xóa như vậy sạch sẽ, Triệu Bân trong lòng một lời, như cái du khách, trong núi vừa đi vừa về tản bộ, là tìm manh mối, cũng là tìm vết tích. Mãi đến một tòa vách đá phía trước, hắn mới yên lặng định thân. Này trên vách đá, có một đạo vết kiếm, còn nhuộm một tia kiếm ý, cẩn thận phân rõ, cũng không phải là song sát, vừa không phải song sát, đó chính là vĩnh hằng đạo thể kiệt tác. Liền ngươi, Triệu Bân nhiếp thủ vết kiếm bên trên kiếm ý, treo ở lòng bàn tay, ngón tay không ngừng kết động, lấy thôi diễn chi pháp, truy tung đạo thể vết tích. Tính toán như vậy, vẫn thật là bị hắn thấy được một đạo bóng lưng. Nhưng cũng chỉ là một đạo bóng lưng, mơ hồ không chịu nổi, khó gặp tôn dung, đến nỗi đạo thể đi đâu, còn ở hay không hành tinh cổ này, hắn không biết được, cũng trách hắn thôi diễn chi pháp tu không tới nơi tới chốn, nếu do đạo quân hoặc đạo tiên thôi diễn, khó tránh khỏi có thể tìm cái đại phương hướng. Oanh! Hắn đang suy tư lúc, chợt nghe thiên ngoại một tiếng oanh minh. Xong, thì thấy một đạo nhuốm máu bóng người từ thiên rơi xuống. Đó là một cái nữ tử áo trắng, chỉ có điều tiên y đều bị nhuộm thành huyết sắc. Triệu Bân nhìn rõ tích, có thể gặp nữ tử áo trắng, cũng có thể gặp truy sát nữ tử áo trắng người, là một cái huyết phát xanh năm cùng một cái lưng còng lão giả, tất cả tiên vương tu vi, đặc biệt là huyết phát xanh năm, ít nhất cũng có 800 tuổi, chỉ có điều, ăn vĩnh bảo thanh xuân đan dược, nhưng dù thế nào bảo trì, nhìn vẫn như cũng như cái cô nàng, cái kia một đôi mắt phượng, phá lệ ngay ngắn. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, nữ tử áo trắng rơi xuống trên mặt đất, đem một tòa sơn nhạc nguy nga, đập ầm vang sụp đổ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Triệu Bân thu con mắt, chui vào sơn lâm. Hắn che giấu bí mật, thậm chí từ trên trời giáng xuống huyết phát xanh năm cùng lưng còng lão giả, đều không có chút phát hiện nào, bọn hắn lực chú ý, có vẻ như đều tại nữ tử áo trắng trên thân. Giao Nguyệt cung thánh nữ, hương vị nên không tệ. Hai người cười, so lệ quỷ càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Lại trong mắt nhiều dâm. Tà chi quang, xem ra, cũng là thích trưng diện người. Giao Nguyệt cung, vừa chui vào rừng núi Triệu công tử, lại gạt trở về. Đã Giao Nguyệt cung người, vậy thì không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn trộm đạo tới gần, có thể xuyên thấu qua ảm đạm tinh huy, trông thấy thân hình lảo đảo nữ tử áo trắng, thương rất nhiều thảm liệt, hơn nữa mái tóc bạc hơn ti, xem ra, động đậy thiêu đốt tuổi thọ cấm pháp. Hẳn là Giao Nguyệt cung người. Triệu Bân hai mắt híp lại, có thể nhìn lén nữ tử áo trắng tu công pháp, cùng Giao Nguyệt như ra một triệt. Hắn xách ra Long Uyên, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát. Tiểu mỹ nhân, đến đây đi. Lưng còng lão giả âm hiểm cười, cách không dò xét tay. Giao Nguyệt thánh nữ một bước lảo đảo, muốn rút kiếm phá phong, làm gì tiên lực tán loạn. Thương tích quá nặng, nàng đã không nhấc lên được nửa phần chiến lực. Tối nay, nàng sợ là muốn chôn ở chỗ này. Nguyên nhân chính là có này giác ngộ, nàng con mắt mới ảm đạm không chịu nổi, trước mắt quang minh, đang bị hắc ám từng tấc thôn phệ, mông lung ở giữa, nàng bừng tỉnh cũng trông thấy tử thần đang hướng nàng phất tay. Sinh tử trong nháy mắt,
nàng trong mắt thoáng qua một vòng quyết tuyệt. Nàng là muốn chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho Giao Nguyệt Cung hổ thẹn. Tự sát, có lẽ là nàng bây giờ tối thể diện chết kiểu này. Nhưng, đang lúc nàng đang lúc tuyệt vọng, một đạo kim mang xẹt qua hắc ám. Tất nhiên là Triệu công tử, tiên nhãn thuấn thân không có gì lòe loẹt, xuất kiếm chính là tuyệt sát. Huyết quang đỏ tươi, nghênh không nở rộ, một giây trước còn âm trầm nhe răng cười lưng còng lão giả, cái này một giây, đã là đầu rơi xuống đất, kèm thêm hắn bản mệnh nguyên thần, cũng cùng nhau hủy diệt. Cái này, nhìn xem chính mình lung lay sắp đổ không đầu thân thể, lưng còng lão giả hai mắt, cực điểm nổi bật, hắn là một tôn hàng thật giá thật tiên vương a. Cái này mẹ nó là bị người dây sao? Hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng bất ngờ. Đồng dạng kinh ngạc, còn có huyết phát xanh năm, chính xác một mặt mộng. Con chim này không gảy phân sơn lâm, lại vẫn cất giấu một người khác. Ai, huyết phát xanh năm hét to, một bước trốn vào hư thiên. Cái nào chạy, Triệu Bân một cái không gian vượt qua, trong khoảnh khắc giết tới phụ cận. Huyết phát xanh năm biến sắc, muốn bay sau lưng đột. Hết lần này tới lần khác, tích tắc này hắn nhìn nhiều Triệu Bân một mắt. Chính là cái nhìn này. Triệu Bân trong mắt nở rộ màu trắng ngọn lửa, nhẹ nhõm đem hắn kéo vào huyễn cảnh, tuy chỉ một giây, nhưng đầy đủ tuyệt sát, chờ huyết phát xanh năm khôi phục thanh tỉnh, Triệu Bân sát kiếm đã đến, nhẹ nhõm chặt đầu của hắn, liền hắn nguyên thần chân thân, cùng nhau giết hết. Huyết phát xanh năm chết phiền muộn. Đến, hắn đều không thấy rõ đối phương là ai. Giao Nguyệt Thánh Nữ ngược lại là nhìn rõ ràng, làm gì Triệu Bân được áo bào đen, có thần bí sức mạnh che lấp, không nhìn thấy được chân dung. Chỉ biết người kia là cái thái hư cảnh, hơn nữa huyết mạch không tầm thường. Nàng hãi nhiên, nàng cũng khó che chấn kinh. Chỉ là một cái thái hư cảnh, lại một hai trong nháy mắt, tuần tự dây hai tôn tiên vương. Tại nàng mong nhìn xem, Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, trong tay còn mang theo hai túi chữ vật. Đánh nhau đi, sao có thể không có chiến lợi phẩm, hai tôn tiên vương tài vật đều ở trong đó, là một bút không nhỏ tài phú, đặc biệt là tiên vương pháp khí. Long Uyên kiếm tặc ưa thích, trước đó không gặm nổi, nhưng kể từ chủ nhân tiến giai thái hư cảnh, răng của nó miệng càng ngày càng dễ dùng. Tóm lại một câu nói, đi theo chủ nhân, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đa tạ đạo hữu cứu, Giao Nguyệt Thánh Nữ chắp tay cúi người. Tiện tay mà thôi, Triệu Bân nói, một bước tiến lên, đỡ lấy sắp tê liệt ngã xuống Giao Nguyệt Thánh Nữ, cô nương này thương rất nặng, cho dù bây giờ, còn có hai cỗ sát ý tại thể nội tàn phá bừa bãi. Bổn nhất trương mặt tuyệt mỹ gò má, đã là trắng bệch không huyết sắc. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Bân điều động bản nguyên, rót vào trong cơ thể. Vẫn là bản nguyên bá đạo, cường thế khử diệt sát ý. Thuận tiện, còn giúp Giao Nguyệt Thánh Nữ khép lại thể phách vết thương. Đây là, vĩnh hằng bản nguyên, Giao Nguyệt Thánh Nữ một lời lẩm bẩm. Nói đi, nàng lung la lung lay ngã xuống, không chỉ thương thảm trọng, còn mệt mỏi dị thường. Triệu Bân tế đám mây. Đem hắn đặt ở phía trên, tiếp tục dùng bản nguyên tẩy luyện, sát ý cùng vết thương tất cả việc nhỏ, Giao Nguyệt Thánh Nữ căn cơ, đã là cực điểm vỡ tan. May tới xảo. Triệu Bân trong lòng một lời, vận chuyển trường sinh quyết. Hắn lấy tái sinh chi lực, tái tạo Giao Nguyệt Thánh Nữ căn cơ. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, hắn đủ dùng 3 ngày, mới thay đổi càn khôn. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, giấy lên đống lửa, ngồi ở hỏa bờ kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai cái này tiên vương nên lai lịch không tầm thường, tài vật bên trong rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Suy nghĩ một chút cũng phải, tầm thường tam lưu thế lực, cũng không dám truy sát Giao Nguyệt Cung Thánh Nữ. Ăn ngon thật, tối nay Long Uyên kiếm, phá lệ hoạt động mạnh. Nó đã là thái hư cấp, liền hiếm có tiên vương pháp khí. Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa có phần khó chịu, cũng nghĩ đi lên gặm một cái. Chiếu đến tinh huy, hắn lại tại núi rừng bên trong đi dạo. Tiếp tục tìm đạo thể dấu vết. Hắn vận khí không ra thế nào hảo, tìm 3 năm ngày, cũng chưa thấy manh mối, đối phương nên cái cẩn thận hạng người, đem vết tích cùng thời cơ, đều lau sạch sẽ, thôi diễn cũng đuổi không kịp căn nguyên. Ngươi được lắm đấy. Đi một vòng lớn, Triệu Bân ỉu xìu không kéo mấy. Hắn thử nhiều loại phương pháp làm thôi diễn, chính là không tìm thấy người. Chẳng biết lúc nào, mới gặp Giao Nguyệt Thánh Nữ mở con mắt. Tứ phương im ắng. Chỉ đống lửa cháy hừng hực. Mơ hồ mấy cái nháy mắt, nàng mới chậm rãi đứng lên, trước tiên nội thị thể phách, sát ý đã bị khử diệt, vết thương cũng đã hợp, ngay cả vỡ tan căn cơ lại cũng tái tạo. Tỉnh,
Triệu Bân từ một phương mà đến. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Giao Nguyệt Thánh Nữ lại chắp tay. Nhà ngươi cung chủ đã cứu ta, toàn bộ làm như báo ân. Triệu Bân cười nói. Giao Nguyệt Thánh Nữ hơi có vẻ ngoài ý muốn, cũng không nghe sư tôn nói qua. Truy sát ngươi, là người nào? Triệu Bân xách ra bầu rượu. Huyết tộc, huyết tộc. Triệu Bân nhíu mày, tùy ý chút bỏ áo bào đen. Đối với huyết tộc, hắn cũng không lạ lắm, thế gian cùng hắc động gặp huyết ma, có vẻ như chính là huyết tộc một mạch chi nhánh, chính xác nói, là huyết tộc cùng ma tộc kết hợp mà đến truyền thừa. Huyết tộc truy sát Giao Nguyệt cung thánh nữ. Hai phe này thế lực, sợ là có cửu oán. Triệu Bân cất tay, một người nói nhỏ. Giao Nguyệt thánh nữ không nói, nhìn Triệu Bân ánh mắt có điểm lạ, lúc trước người này được áo bào đen, nàng nhìn không thấu, bây giờ chút bỏ áo bào đen, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy người này tôn dung. Nguyên nhân chính là nhìn rõ, nàng mới có bây giờ bộ dạng này thần thái. Triệu Bân giống như phát hiện khác thường, tiên tử vì cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi, cùng Vĩnh Hằng đạo thể ra sao quan hệ? Giao Nguyệt thánh nữ tính thăm dò hỏi. Ngươi gặp qua đạo thể? Từng có gặp mặt một lần. Có biết hắn đi chỗ nào? Triệu Bân vội vàng hoảng đạo. Không biết. Giao Nguyệt thánh nữ khẽ gật đầu, thần sắc kỳ quái hơn. Thế gian này, coi là thật có chuyện trùng hợp như vậy. Một cái Vĩnh Hằng thể một cái Vĩnh Hằng đạo thể, tất cả Vĩnh Hằng truyền thừa, sinh giống nhau như đúc, huynh đệ sinh đôi. Hay là bản tôn cùng hóa thân. Triệu Bân một mặt tiếc nuối, tiên giới mênh mông như vậy, tìm người cũng không thế nào dễ dàng. Từ đạo thể xóa đi vết tích liền biết, người kia rất cẩn thận, hơn nữa không hiện sơn bất lộ thủy, bằng không thì, vì đi không có đối phương nửa điểm nghe đồn, nếu cái kia hàng làm chút động tĩnh đi ra, vậy là tốt rồi tìm. Thật lâu, hắn mới thu suy nghĩ, lại nhìn Giao Nguyệt thánh nữ, nhà ngươi cung chủ vừa vặn rất tốt. Giao Nguyệt thánh nữ do dự phút chốc, mới hít sâu một hơi, đã mất tung nhiều ngày. Mất tích. Hôm đó huyết tộc xâm phạm, sư tôn cùng huyết phương chiến đến sâu trong tinh không, đại chiến kết thúc sau, Giao Nguyệt cung tằng đa phiên tìm, cũng chưa thấy sư tôn dấu vết, càng không nửa điểm tin tức. Khó trách nàng đi như vậy cấp bách. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nhớ rõ đêm đó tình trạng. Giao Nguyệt cung chủ là nhìn thấy một đạo tử quang, mới vội vã rời đi. Lần này xem ra, đạo kia tử quang hẳn là tín hiệu cầu cứu, là huyết tộc công phạt Giao Nguyệt cung. Hắn không suy nghĩ nhiều, lúc này nhắm mắt thi pháp, lấy tự thân mệnh cách làm căn cơ, thôi diễn Giao Nguyệt cung chủ, bọn hắn cùng là thiên sát cô tinh, tự có cảm ứng, hơn phân nửa có thể tìm được một chút dấu vết. Giao Nguyệt thánh nữ tầm mắt cực cao, gặp Triệu Bân thi pháp, lông mày xinh đẹp không khỏi khẽ nhăn mày. Nếu cảm giác không tệ, người này sử dụng chính là thiên cơ thuật, che lấp thể chất sức mạnh, là thiên cơ chi lực. Triệu Bân tĩnh như bàn thạch, lấy thôi diễn vén lên một tầng lại một tầng mê vụ. Hắn vẫn là đạo hạnh không tốt, cũng hoặc đối thiên cơ thuật tìm hiểu không đủ sâu, thậm chí thôi diễn lúc, cực kỳ tốn sức, dù có mệnh cách làm gốc, cũng tìm không thấy đầu nguồn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ mà nhuốm máu bóng hình xinh đẹp, hắn muốn thấy rõ, làm gì sâu xa thăm thẳm cách trở. Mở cho ta. Triệu Bân trong lòng một quát, cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu. Vì thế, hắn còn gặp thiên cơ thuật phản phệ, khóe miệng chảy máu không ngừng. Trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng là vén lên mê vụ, tại một chớp mắt kia, thấy rõ Giao Nguyệt thân ảnh, mặc dù không biết cụ thể tại chỗ nào, nhưng lại tìm ra một cái đại phương hướng. Phương Đông. Triệu Bân thông suốt mở con mắt, tùy theo tế vực môn. Giao Nguyệt thánh nữ vội vàng hoảng đuổi kịp. Trong mắt đa hy ký. Người này hơn phân nửa thôi diễn đến manh mối, khó tránh khỏi thật có thể tìm được sư tôn của nàng. Phốc. Triệu Bân ho ra máu không ngừng, bị thiên cơ phản phệ chỉnh rất khó chịu. Giao Nguyệt thánh nữ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên Triệu Bân đầu vai, rót vào một cỗ ôn lương tiên lực, chính là cỗ này tiên lực, để cho Triệu công tử tinh thần chấn động, phản phệ cũng theo đó yếu bớt. Thật kỳ dị sức mạnh, Triệu Bân thầm nghĩ, có thể suy yếu thiên cơ phản phệ. Ngươi là đạo gia người, Giao Nguyệt thánh nữ khẽ nói, tính thăm dò nhìn xem Triệu Bân. Ngươi ngày thường, không ra thế nào đi ra ngoài a? Triệu Bân cười cười. Ta đã tự phong nhiều năm, gần đây mới thức tỉnh. Giao Nguyệt thánh nữ không giấu giếm. Khó trách ngươi không nhận ra ta, Triệu Bân một lời thâm trầm. Lời này, nghe Giao Nguyệt thánh nữ có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Triệu Bân vài lần, là nàng tự phong quá lâu sao? Người này rất hỏa. Đâu chỉ hỏa, đều nhanh đốt. Nếu có người quen tại này,
nhất định có một phen như vậy. Ta chính là Đại La Thánh Tử, Triệu Bân không còn thừa nước đục thả câu. Giao Nguyệt Thánh Nữ càng kinh ngạc, hoặc có lẽ là ngoài ý muốn. Đại La Tiên Tông Thánh Tử, lại thông hiểu đạo gia thiên cơ thuật. Nàng sợ là thật sự tị thế quá lâu. Bây giờ đạo gia, khai sáng như vậy, bí mật bất truyền cũng truyền người ngoài. Bên này, Triệu Bân lại đóng hai con ngươi, tiếp tục làm thôi diễn. Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng thu tâm thần, tiếp tục quán thâu sức mạnh thần kỳ, giúp Triệu Bân suy yếu thiên cơ phản phệ, hai người phối hợp ăn ý, ít nhất, Triệu công tử không còn như vậy khó chịu. Phương hướng không tệ, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ không ngừng. Hắn rất khó hiểu, bằng mệnh cách có thể truy tìm Giao Nguyệt cung chủ, nhưng bằng huyết mạch, lại truy lùng không được vĩnh hằng đạo thể, tên kia đích xác rất cẩn thận, thời khắc đều tại xóa vết tích, hơn nữa, định tại thôi diễn lĩnh vực, có không cạn tạo nghệ. Thậm chí hắn xem bói, không cách nào đột phá che lấp. Chờ tìm được sư tôn, ta tiễn đưa đạo hữu một hồi tạo hóa. Giao Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên một lời. Gì tạo hóa? Triệu Bân thuận miệng hỏi, bước ra một bước vực môn, cảm giác một phen sau, lại trước tiên mở vực môn, vẫn như cũ chạy đông phương tinh không truyền tống, nếu đến nhất định phạm vi, nếu khoảng cách gần vừa đủ, hai cái thiên sát cô tinh, là có cảm ứng. Vĩnh hằng bản nguyên, Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói nở nụ cười. Đi theo vào vực môn. Cảm ơn trước tiên tử. Triệu Bân con mắt sáng như tuyết, có linh kiện liền có cơ duyên. Tinh không mênh mông, thâm thúy vô ngần. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt Thánh Nữ vừa đi vừa nghỉ. Mỗi cách một đoạn thời gian, hai người liền sẽ ra vực môn nhìn một chút. Tiếc nuối là, đến nay cũng không tìm được người. Người không tìm được, làm cho Triệu Bân thương không nhẹ. Cưỡng ép làm thôi diễn, phản vệ một lần so một lần bá liệt. May có Giao Nguyệt Thánh Nữ sức mạnh thần kỳ, bằng không thì, Triệu Bân hơn phân nửa đã ngã xuống. Đau có đau chỗ tốt. Nhiều phiên làm thôi diễn, mỗi lần đều là đối với thiên cơ thuật một loại ma luyện. Quen tay hay việc đi, bực này ma luyện, sẽ cực điểm mở rộng thôi diễn lộ. Hắn căn cơ, thật là hùng hậu a. Đây là Giao Nguyệt Thánh Nữ lẩm bẩm ngữ, nàng đã nhìn lén nhiều lần. Trong truyền thuyết vĩnh hằng huyết thống, thật không phải là dựng. Nếu người này chân chính trưởng thành, tuyệt đối có thể viễn siêu trường sinh tiên, nếu thời gian cho phép, định cũng có thể nhặt lại tiên tông năm đó huy hoàng. Tới gần, nhắm mắt Triệu Bân, toàn thân đều lập lòe tiên quang. Đó là thiên cơ sức mạnh, lấy quang hình thái bên ngoài hiện. Giao Nguyệt Thánh Nữ mở rộng tầm mắt, tự nhận nhìn không thấu, nàng Giao Nguyệt Cung cũng có thôi diễn loại bí pháp, nhưng cùng đạo gia thiên cơ thuật so sánh, kém rất xa, chỉ đổ thừa am hiểu lĩnh vực khác biệt. Ba ngày, lặng yên mà qua. Ba ngày ở giữa, Triệu Bân khóe miệng chảy máu không ngừng. Bên cạnh thân Giao Nguyệt Thánh Nữ, cũng là dung mạo tái nhợt, nàng lo liệu lực lượng là rất thần kỳ, nhưng cũng không chịu nổi một mực quán thâu, thời gian lâu dài, sức mạnh thần kỳ cũng có phản phệ. Nhưng, hai người đều đang cắn răng gượng chống. Vì mau chóng đem người tìm được, đau điểm rất có tất yếu. Đến ngày thứ năm, hai người mới đi ra khỏi vực môn. Đây là một mảnh mới tinh vực, có mênh mông chi khí mãnh liệt. Lần này, Triệu Bân cũng không mở vực môn, nhắm mắt tĩnh tâm cảm ứng. Là vùng tinh không này. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được thiên sát cô tinh. Bên này, Triệu Bân mở con mắt, đi đầu một bước vượt qua tinh không. Giao Nguyệt Thánh Nữ tùy theo đuổi kịp, trong mắt càng nhiều chờ mong. Có cảm ứng, chính là có phương hướng cùng vị trí, khoảng cách như gần vừa đủ. Triệu Bân còn có thể chính xác khóa chặt, đây cũng là thiên sát cô tinh, so cái kia truy tung phủ chú dễ dùng nhiều. Siêu! Triệu Bân như một đạo kinh mang, nhanh như thiểm điện. Giao Nguyệt Thánh Nữ như bóng với hình, đi một đường nhìn một đường. Tinh không nhiều người ảnh, không thiếu giết người cướp của hạng người. Hai người vận khí không tốt, vừa vượt qua một đầu tinh hà, liền bắt gặp một đám không giảng võ đức. Này, đường này là ta mở, cây này. Lan! Triệu Bân khá là cường thế, một tiếng lôi thần giận bá khí ầm ầm. Hắn không phải bình thường nguyên thần, hắn một tiếng gầm này, lực sát thương từ cũng hung hãn, thậm chí một đám tinh không thổ phỉ, vừa mới giết đi lên, không đợi khẩu hiệu hô xong, liền phần phật đổ một mảnh. Cũng là từ đầu này tinh hà, Triệu Bân sửa lại phương hướng. Hai người theo như tiên mang, theo tinh hà một đường ngược dòng tìm hiểu. Sau lưng, cái kia một đám cường đạo, thật sự lúng túng. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, hôm nay gặp được thép tấm, người cũng không thấy rõ như thế nào, hét to liền quật ngã một mảnh. Chính là đó,
Triệu Bân chỉ phía xa một phương. Mắt có thể bằng chi địa, đã gặp một khỏa khổng lồ cổ tinh. Này tinh, tại trên bản đồ tinh không có tiêu ký, xưng hắn ngân luận cổ tinh, chỉ vì cổ tinh ngoại vi, có một tầng màu bạc vầng sáng vần quanh, chợt nhìn nghĩ bánh xe, ngân luận bởi vậy đặt tên. Ngươi có thể tới qua cái này? Triệu Bân trách mắt hỏi. Tới qua, Giao Nguyệt Thánh Nữ khẽ gật đầu, thần sắc không ra thế nào dễ nhìn. Ngân luận cổ tinh cũng không phải bình thường tinh thần, trong đó có rất nhiều đại phái truyền thừa. Đang khi nói chuyện, hai người đã vào ngân luân tinh. Triệu Bân không làm dừng lại, chạy thẳng tới một vùng biển. Đến nước này, hắn đối với thiên sát cảm ứng đã mãnh liệt đến cực hạn. Xác định ở mảnh này hải vực, Giao Nguyệt Thánh Nữ lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Xác định, Triệu công tử giọng điệu, không một chút chất vấn. Đây là ngân luận lão tổ địa bàn, Giao Nguyệt Thánh Nữ lại nói. Giao Nguyệt cung chủ ở đây, hẳn không phải là uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Bân một lời do dự. Giao Nguyệt Thánh Nữ cũng là đồng dạng ngờ tới, nhà nàng sư tôn hơn phân nửa bị vây ở nơi đây. Coi là thật như thế, vậy bọn hắn đối với bên trên ngân luận lão tổ. Hắn tu vi gì? Triệu Bân hỏi. Đỉnh phong tiên vương, Giao Nguyệt Thánh một tiếng khẽ nói. Sau đó, nàng mới bổ nửa câu sau, người ta không phải đối thủ của hắn. Cũng không hẳn dễ nói. Triệu Bân nói, đem Giao Nguyệt Thánh Nữ thu vào tử phủ. Thật sự đối đầu đỉnh phong tiên vương, hắn tự nhiên chơi không lại. Nhưng, Giao Nguyệt cung chủ cũng ở đây, vậy thì nói khác. Hai cái thiên sát cổ tinh tại một phiến thiên địa, đưa ra thiên sát bí văn, là tối cường, cũng như hôm đó, hắn có thể mượn Giao Nguyệt cung chủ sức mạnh cùng tu vi. Ngày xưa hắn có thể cứng rắn làm thanh thiên chân nhân, tối nay cũng giống vậy có thể cùng ngân luận lão tổ so chiêu, dù sao cũng tốt hơn đợi viện quân. Nhiều trì hoãn một giây, Giao Nguyệt đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, đây đều là suy đoán của hắn. Nếu như, Giao Nguyệt thật là chạy tới uống trà nói chuyện phiếm, đàm kinh luận đạo, vậy tốt nhất bất quá, cũng tiết kiệm đánh nhau, người hảo ta tốt mọi người hảo. Chớ làm loạn, Giao Nguyệt Thánh Nữ nhắc nhở. Trong lòng ta biết rõ, Triệu Bân ánh mắt như đuốc, đã có thể trông thấy một hòn đảo, toàn thân hiện ra ánh sáng, như một khỏa linh châu, khảm nạm ở trong biển rộng, khí thế hùng vĩ tùy ý mãnh liệt. Giao Nguyệt cung chủ ngay tại trong đó, hắn có thể cực điểm khóa chặt vị trí. Đồng dạng cảm ứng, Giao Nguyệt cung chủ từ cũng có. Đích xác, nàng không phải tới uống trà nói chuyện trời đất, là bị vây ở nơi đây, hơn nữa, tình trạng rất tồi tệ. Nàng bị giam giữ lại ở một tòa trên tế đàn, có rất nhiều phù văn dây xích khóa lại nàng. Trừ này, chính là lực lượng đáng sợ, một lần lại một lần đem nàng bao phủ, đó là luyện hóa chi lực, ngân luận lão tổ muốn đem nàng luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sống không qua tối nay. Nói đến ngân luận lão tổ, tự nhiên cũng tại, đứng trước tại tế đàn bên ngoài, lần lượt huy sái sức mạnh, cặp kia xâm nhiên con mắt, chiếu đến ánh trăng trong ngần, biểu lộ ra khá là dữ tợn. Giao Nguyệt, chớ trách lão phu, ngân luận lão tổ u cười. Giao Nguyệt cung chủ không thèm để ý, đã đóng con mắt. Triệu Bân có thể cảm ứng được nàng, nàng đồng dạng có thể cảm ứng được Triệu Bân. Một cái khác thiên sát cô tinh tới, này cục có thể phá. Nàng tuy bị nhốt, nhưng Triệu Bân lại là tự do thân. Mượn hắn tu vi cùng sức mạnh, có thể kiềm chế ngân luận lão tổ. Kém nhất, cũng có thể đem nàng cứu ra ngoài. Đơn đả độc đấu không đáng chú ý, vậy liền nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Gặp Giao Nguyệt nhắm mắt, ngân luận lão tổ cười có phần thoải mái. Hắn là vận khí tốt a, nếu không phải Giao Nguyệt cùng huyết phương đại chiến bị thương nặng, hắn cũng nhặt không đến cái tiện nghi này, chờ đem luyện hóa, chờ đem hắn thôn phệ, hắn có khả năng phá vỡ mà vào bán thần cảnh, nếu là cơ duyên và tạo hóa nghịch thiên, một hơi phong thần cũng không phải không có khả năng. Ân, hắn đang muốn chuyện tốt lúc. Chợt nghe ngoài đảo tiên lực ba động. Trách mắt nhìn lên, là một cái hắc bào nhân, đã treo ở ngoài đảo. Đạo hữu lấy chén trà uống, Triệu Bân cách không gọi hàng. Lan, ngân luận lão tổ thu con mắt, không thèm để ý Triệu Bân. Cái này mấu chốt bên trên, gì đều không luyện hóa Giao Nguyệt trọng yếu. Đến nỗi lấy trà cái vị kia, sợ là đầu óc nước vào, hơn nửa đêm chạy cái này tìm vui vẻ. Siêu, Triệu Bân không nói nhảm. Tiện tay lui lại áo bào đen, không che giấu khí tức. Thật sao, vừa mới thu con mắt ngân luận lão tổ, lại thông suốt hướng ngoài đảo xem ra, một đôi lão con mắt, cực nóng như lửa, cái kia mẹ nó chính là vĩnh hằng thể A. Đại La Tiên Tông tiểu thánh tử,
đạo hữu, lấy chén trà uống. Lời giống vậy, Triệu Bân lại hỏi một lần. Lời này vừa nói ra, hắn tử phủ bên trong Giao Nguyệt Thánh Nữ, cả người cũng không tốt. Đại La Tiên Tông Thánh Tử, ngày thường đều làm việc như vậy sao? Cái này như bị bắt đi vào, nhưng là không phải uống trà tán gẫu đơn giản như vậy. Ngân Luận Lão Tổ làm người, nàng vẫn là hơi có nghe thấy, cơ bản liền không có làm qua cái gì ánh sáng màu chuyện, bây giờ Vĩnh Hằng truyền thừa hiển lộ thân phận, hắn không dậy nổi ý đồ xấu mới là lạ. Đích xác, đang nhìn gặp Triệu Bân một chớp mắt kia, Ngân Luận Lão Tổ liền đã có giết người cướp của ý niệm. So sánh Giao Nguyệt Cung Chủ, cái kia tiểu thánh tử có vẻ như càng hương. Nếu đem hai người cùng nhau luyện hóa, nếu cùng nhau thôn phệ, chớ nói trợ hắn tiến giai bán thần, trực tiếp phong thần cũng có thể. Mặc dù lòng có ngấp nghé, nhưng hắn cũng không lúc này ra tay, chủ yếu là tối nay cái này tên vở kịch, có chút không ra thế nào bình thường, Triệu Bân không tại Tiên Tông đợi, lại xa xôi ngàn dặm chạy hắn cái này đến đòi uống trà, trong bóng tối lộ ra quỷ dị. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Hắn phải cẩn thận lại cẩn thận, tiết kiệm lật thuyền trong mương. Tiền bối, Triệu Bân lại một tiếng kêu gọi. Tiểu hữu chờ chốc lát, chờ lão phu luyện xong lò đan này. Ngân Luận Lão Tổ tùy tiện giật một câu. Hắn ánh mắt như đuốc, cực điểm nhìn lén ngoài đảo càn khôn. Triệu Bân tốt xấu là một mạch thánh tử, đi xa nhà như vậy, có thể không mang theo mấy cái bảo tiêu. Nhưng, hắn xem xét một vòng lớn, liền nhìn lén tiên trận đều mở, cũng chưa thấy có đạo thứ hai bóng người. Chẳng lẽ, giấu ở tử phủ? Ngân Luận Lão Tổ hai mắt híp lại, lấy bí pháp nhìn lén trong cơ thể của Triệu Bân tiểu thế giới. Triệu công tử cũng là có ý tứ, sớm đã triệt bỏ thiên cơ chi lực cùng rất nhiều che lấp, tùy ý Ngân Luận Lão Tổ nhìn lén. Chỉ có đối phương buông lỏng cảnh giác, mới có thể thả hắn đi vào. Chỉ có tiến vào hòn đảo, mới có thể tìm tòi hư thực. Không có, Ngân Luận Lão Tổ còn tại nhìn lén. Một chốc lát này, đã đem Triệu Bân nhìn cái thông thấu. Ngoại trừ tử phủ cất giấu một tên tiểu bối, cũng không gặp những cường giả khác. Nói đến tên tiểu bối kia, hắn là càng xem càng quen mặt. Giao Nguyệt Cung Thánh Nữ. Gì tình huống? Dù là Ngân Luận Lão Tổ tâm cảnh, cũng xem không hiểu bây giờ cục diện này. Đại La Thánh Tử cùng Giao Nguyệt Thánh Nữ là đầu óc nước vào sao? Không có lão bối bảo hộ, cũng dám tới hắn cái này đi dạo, không sợ hắn giết người cướp của. Dù sao, hắn không phải là một cái đồ chơi hay. Bắt giữ lại nói. Ngân Luận Lão Tổ tham lam, cuối cùng là lấn át nghi hoặc cùng cẩn thận. Hắn một cái nhẹ phẩy tay áo, mở hòn đảo kết giới, mà hắn, thì hóa ra một chính mình khác, tương tự với đạo thân, nhưng thừa kế hắn tám thành chiến lực. Đến nỗi bản tôn, thì tiếp tục luyện hóa Giao Nguyệt Cung Chủ. Như thế, hai chuyện đều không chậm trễ. Kiến đảo môn mở rộng, Triệu Bân vừa bước một bước vào. Những gì thấy trong mắt, chính là một phương đại thế giới. Trong đảo nhiều núi xuyên, thiên địa linh lực dị thường nồng đậm, nhiều thành mưa bụi, mờ mịt mông lung, thêm nữa rời xa ồn ào náo động, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Đại La Thánh Tử đường xa mà đến, lão phu hết sức vinh hạnh. Ngân Luận Lão Tổ đạo thân hiển hóa, đúng như một cái hòa ái dễ gần lão gia gia, cười hiền lành ôn hòa. Bất quá, Triệu công tử thế nhưng là tu thiên cơ thuật, đối với nhìn tướng mạo, rất có nghiên cứu, đừng nhìn hàng này mặt mũi hiền lành. Kỳ thực, thiếu lý tàng đao, không phải gì người tốt. Cũng không phải là bản tôn. Triệu Bân hai mắt một cái chớp mắt híp lại, liếc mắt nhìn ra. Không quan trọng, chỉ cần thả hắn đi vào, gì đều dễ nói. Hảo huyết mạch, Ngân Luận Lão Tổ ánh mắt cực nóng. Trong truyền thuyết Vĩnh Hằng huyết thống, coi là thật bất phàm. Nghe qua tiền bối đại danh, chuyên tới để bái phỏng. Triệu Bân có phần biết chuyện, đánh thật xa liền chắp tay cúi người. Đối phương là cái hí kịch tinh, hắn phải bồi tiếp diễn không phải. Thỉnh, Ngân Luận Lão Tổ cười nói. Dễ nói, Triệu Bân nhanh chân mà đến, một đường trái nhìn nhìn phải. Mà Ngân Luận Lão Tổ, cũng không nhàn rỗi, lại là một cái phất tay áo, khép lại hòn đảo kết giới, gặp Triệu Bân không chút nào phòng bị, hắn hơi kém liền ra tay rồi, nho nhỏ thái hư cảnh, một cái tay liền có thể đem hắn bắt giữ. Hắn không vội, đi vào cũng đừng nghĩ đi. Tiền bối đảo này, quả thực hảo càn khôn. Cùng Đại La Tiên Tông so sánh, không đáng giá nhắc tới. Một cái hí kịch tinh, một cái vua màn ảnh, người một lời ta một lời, vừa đi vừa nói, sau này đi xem, nghiễm nhiên một đôi hận gặp nhau chế bạn vong niên. Nhưng bức tranh này mặt, rơi vào Giao Nguyệt Thánh Nữ trong mắt, liền phá lệ khiếp người,
thật không biết Đại La Thánh Tử nghĩ như thế nào, đi vào như vậy, không phải dê vào hang hổ. Tự chui đầu vào lưới sao? Sao Nguyệt? Triệu Bân mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, tự mình lại tại lấy mệnh cách cảm ứng kêu gọi Giao Nguyệt cung chủ. Trước tiên cần phải hỏi tình huống một chút, đắc kế hoạch chu toàn, mới có thể không lộ vẻ như vậy bị động, hắn cái này mới đến, quỷ hiểu được trên tòa đảo này, có phải hay không còn có những cường giả khác. Ta tại, Giao Nguyệt có hồi âm, lại là vô cùng suy yếu. Người bị nhốt rồi đúng không? Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Đang bị luyện hóa, Giao Nguyệt tiếng nói, rất nhiều đau đớn. Trên đảo này, nhưng còn có những cường giả khác. Chỉ một mình hắn. Vậy thì dễ làm rồi. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, ẩn giấu sát ý. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới một tòa đình nghỉ mát. Tiểu Hữu thỉnh. Ngân Luận lão tổ đạo thân nở nụ cười, cái này cũng không là bình thường đình nghỉ mát, trong đó có cấm chế, hơn nữa, vẫn là không gian loại cấm chế. Triệu Bân một khi bước vào, vĩnh hằng giới cũng không dễ sử dụng. Đáp lại hắn, nhưng là vèo một thanh âm vang lên. Triệu Bân như kinh hồng, chạy thẳng tới chỗ sâu rừng trúc. Hắn cử động này tới đột ngột, Ngân Luận lão tổ đạo thân bất ngờ. Chờ một cái chớp mắt phản ứng, hắn lúc này lấy tay, cách không chụp vào Triệu Bân. Tiểu Hữu, sao không hiểu quy củ như vậy? Triệu Bân không đáp lời, một cái không gian vượt qua, tránh khỏi đại thủ bắt. Ngân Luận lão tổ đạo thân mi già trao lên, cái này thằng danh con chân rất trơn tru đi. Hắn không che giấu nữa, trong mắt hiển lộ xâm nhiên chi quang, một bước vượt qua hư không, lăng không một trưởng che xuống, to lớn giấu năm ngón tay, như sơn nhạc trầm trọng, rộng rãi bàng bạc. Ta đột! Triệu Bân không chút nào ham chiến, lại một cái không gian vượt qua. Ngân Luận lão tổ cũng không chậm, tế một ngụm chuông lớn màu vàng óng. Chuông lớn một tiếng ông rung động, từ thiên tre lên xuống. Triệu Bân kêu đau một tiếng, lấy hồn ngự kiếm, cưỡng ép chảm lui chuông lớn. Tốc độ của hắn không giảm, cũng lười cùng đạo thân tính toán, như một đạo kinh hồng đi xuyên tại giữa ngọn núi. Khá lắm vĩnh hằng thể. Ngân Luận lão tổ cười lạnh, sau này đuổi sát không buông. Thấy hắn ống tay áo hô liệt, có một đạo tiên mang bắn ra, chính là một tôn màu bạc tiểu tháp lung linh, cực tốc biến khổng lồ, luận uy áp cùng cực phẩm. Còn càng lớn chuông lớn màu vàng óng. Lan. Triệu Bân lại ngự động Long Uyên, đánh cho linh lung tháp ong ong thẳng run. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn lại vượt qua không gian, cưỡng ép chui ra khỏi vùng thế giới kia. Đi đâu? Ngân Luận lão tổ đạo thân một tay bấm niệm pháp quyết, hồi phục trong đảo trận pháp. Càn khôn tùy theo biến động, có không gian lực lượng rong chơi ở giữa thiên địa. Phi độn Triệu Bân, tựa như đọa thân bùn trạch, còn có trọng lực đè người. Sao không chạy, Ngân Luận lão tổ đạo thân từ trên trời giáng xuống. Cũng là tích tắc này, Triệu Bân như thác nước tóc đen, hóa thành trắng như tuyết, mi tâm còn khắc ra một đạo cổ lão bí văn, đó là thiên sát bí văn, theo này bí văn khắc ra, hắn chi chiến lực cùng tu vi, thẳng bức đỉnh phong tiên vương. Những thứ này, cũng là mượn từ Giao Nguyệt. Đương nhiên, cái này cũng nhìn hắn tự thân tu vi, cảnh giới hắn càng cao, mượn tu vi và sức mạnh thì càng nhiều, đây cũng là thiên sát cùng trời sát ở giữa. Đặc hữu một loại cấm pháp. Ngươi, thiên sát cô tinh, Giao Nguyệt thánh nữ sững sờ. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Ngân Luận lão tổ đạo thân, Đại La Tiên Tông thánh tử, vĩnh hằng một mạch truyền thừa, lại vẫn là cái thiên sát cô tinh, nhưng cho dù là thiên sát, cho dù mở cô tinh bí pháp, một cái thái hư cảnh, cũng không khả năng có sức mạnh lớn như vậy a. Làm sao có thể, Ngân Luận lão tổ bản tôn ngơ ngác một chút. Không bằng hắn phản ứng, thì thấy bị vây ở trên tế đàn Giao Nguyệt. Thay đổi hình thái, ba búi tóc đen, tức thì hóa thành trắng như tuyết, mi tâm, cũng có một đạo cổ lão bí văn, lực lượng, cũng là một cái chớp mắt bạo tăng. Thần Long bãi vĩ, Triệu Bân vừa quát âm vang, cưỡng ép phá không gian giam cầm, kèm thêm từ thiên xuống Ngân Luận lão tổ, cũng cùng nhau vung lộn ra ngoài. Oanh! Sâu trong rừng trúc, cũng có tiếng oanh minh vang vọng. Xong việc, thì thấy Ngân Luận lão tổ bản tôn hoành lật ra tới, cũng như hắn đạo thân, chật vật không chịu nổi. Hắn là một mặt mộng bức, thấy một cái thiên sát cô tinh, liền đầy đủ hắn kinh ngạc, không nghĩ, Giao Nguyệt cung cung chủ, lại cũng là thiên sát cô tinh, đối phương trong nháy mắt sức mạnh bạo tăng, không chỉ phá phong ấn, còn một chưởng đánh hắn trở tay không kịp. Phanh! Giao Nguyệt bước ra một bước dừng trúc, bước liên tục lúc rơi xuống, đạp càn khôn động rung động. Nàng mái tóc xóa, như tuyết trắng noãn, cuồn cuộn sát khí, tịch thiên quyển địa, vô luận từ chỗ nào nhìn,
cũng giống như một tôn nữ ma đầu, chung quanh hoa cỏ cây cối, đều bởi vì nàng tàn lụi khô héo. Sư tôn cũng là thiên sát cô tinh, Giao Nguyệt thánh nữ ngọc miệng khẽ nhếch. Nàng có chút mơ hồ, theo sư tôn lâu như vậy, cũng không biết sư tôn, là bực này mệnh cách, như vậy vấn đề tới, Giao Nguyệt cung những người khác. Biết không? Không thể nào biết. Cái này, lại là Giao Nguyệt trả lời. Nàng công tác bảo mật, làm vẫn là rất chu toàn. Toàn bộ Giao Nguyệt cung, biết nàng mệnh cách chỉ lão tổ một người. Khó trách ngươi có thể tìm được sư tôn. Khó trách ngươi dám xâm nhập hang hổ. Giao Nguyệt thánh nữ cuối cùng là khai khiếu, cùng là thiên sát cô tinh, giữa lẫn nhau tự có cảm ứng, không chỉ có cảm ứng, còn có thể cùng khai thiên sát bí văn, tu vi yếu như Triệu Bân, trong thời gian ngắn, có thể vô hạn mượn sư tôn sức mạnh, có vương bài như vậy, từ không sợ ngân luận lão tổ. Thật có ý tứ. Thân ở vĩnh hằng chi môn ma vương, cái kia thổn thức chặt lưỡi a. Thiên sát cô tinh vạn cổ khó gặp, thời đại này lại mẹ nó ra hai cái, lại là một nam một nữ, như thế, thế gian này, liền lại tìm không ra một đôi. So với bọn hắn càng xứng. Thiên sát phối thiên sát, khó tránh khỏi có thể bỏ mệnh cách. Thiên sát phối thiên sát, khó tránh khỏi có thể tạo ra nghịch thiên huyết thống. Ma vương tinh thần tỉnh táo, hoặc có lẽ là đang suy nghĩ sau giải quyết, nếu hai người dựng dục ra một cái bé con, nếu cái kia bé con, giao cho hắn tới điều. Dạy, hắn có lòng tin dạy dỗ một tôn tuyệt đại ngoan nhân, tưởng tượng như vậy, rất kích động có hay không? Tiểu tướng công, nghĩ tới ta không có. Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ta vẫn quen thuộc ngươi kêu ta Triệu Bân. Triệu Bân một tiếng gượng cười. Cùng nhau, tướng công, người nói vô tâm, người nghe có ý, thân ở Triệu Bân tử phủ Giao Nguyệt thánh nữ, đã là lông mày xinh đẹp chọn lão cao, Giao Nguyệt cung quy củ, nàng là biết đến, sư tôn rõ ràng phạm vào môn quy, hơn nữa, đối phương vẫn là một tên tiểu bối. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng cũng bình thường trở lại. Hiếm thấy hai cái thiên sát cô tinh cùng chỗ một thế, sao có thể không góp một đôi. Đến nỗi môn quy đi, nếu không thì sửa đổi một chút. Oanh, phanh, ngân luận lão tổ bản tôn cùng đạo thân, chẳng phân biệt được tuần tự rơi xuống đất. Hai người sinh giống nhau như đúc, thần thái cũng là không có sai biệt dữ tợn. Bị chơi xỏ, bọn hắn bị chơi xỏ. Khó trách Triệu Bân dám đi vào, thì ra có dấu át chủ bài. Là bọn hắn mắt mờ. Không để ý mắc lừa, đã nói xong hai không lầm, cái này chỉnh, bản tôn không có luyện hóa Giao Nguyệt cung chủ, đạo thân cũng không bắt giữ Đại La Thánh Tử, biến cố như thế, là bọn hắn chưa từng ngờ tới, nói cho cùng, vẫn là tham lam gây họa, hắn tôn này cẩn thận nhiều năm đỉnh phong tiên vương, vẫn là tại trong tiểu cống ngầm lật ra thuyền. Đối diện, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt đứng sóng vai, 360 độ không góc chết xứng. Sát khí của bọn họ, càng băng lãnh cô quạnh. Càng dùng nhiều hơn thảo khô héo tàn lụi. Giao Nguyệt, lão phu thật sự coi thường ngươi. Ngân luận lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Xem thường bản cung, hậu quả rất nghiêm trọng. Giao Nguyệt cung chủ sách ra tiên kiếm. Thật sự cho rằng phá vỡ phong ấn, liền có thể rời đi tòa hòn đảo này. Ngân luận lão tổ nhe răng cười, cùng đạo thân cùng nhau bấm niệm pháp quyết, hồi phục đảo này trận pháp, đây chính là hắn sân nhà. Ngừng lại, thiên khung sấm sét vang dội. Rất nhiều đao quang kiếm mang bay múa. Không hổ đỉnh phong tiên vương, tạo ra sát trận, uy lực chính là cường hãn. Nếu không thì, ra ngoài đánh, mắt thấy sát trận trải rộng, Triệu Bân không khỏi một tiếng ho khan, ở đối phương sân nhà cứng rắn làm, không chết cũng phải ném nửa cái mạng, ngân luận lão tổ nội tình rất mạnh. Mở vĩnh hằng chi môn, Giao Nguyệt khẽ nói nở nụ cười, so người nào đó bình tĩnh nhiều. Triệu công tử hiểu ý, lúc này chắp tay trước ngực. Kình thiên cửa lớn tùy theo kiên quyết ngoi lên mà ra. Mở. Giao Nguyệt thì một tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó, thì thấy khép lại vĩnh hằng chi môn, ầm vang mở rộng. Thấy thế, không chỉ Triệu Bân cùng Giao Nguyệt thánh nữ, ngay cả Hỗn Thiên Ma Vương đều chọn lấy lông mày, này nương môn nhi đại thần thông a. Có thể thao túng vĩnh hằng chi môn, nhìn qua mới biết, nàng dùng chính là thiên sát chi lực, ai bảo nàng cùng Triệu Bân, bây giờ là khế ước trạng thái đâu. Ta. Phải ẩn nấp cho kỹ. Ma vương một lời thâm trầm, giấu đi cực kỳ chặt chẽ. Lúc trước, hắn đem hết toàn lực nghĩ ra được. Bây giờ đi, nghiễm nhiên một cái ôn thuận con cừu nhỏ. Không có cách nào, lực lượng của hắn còn chưa quay về, vẫn như cũ không đầy đủ vô cùng, cũng không thể tùy tiện chạy đến tản bộ. Triệu Bân không đáng sợ, đáng sợ là Giao Nguyệt cung chủ, đánh hắn rất nhẹ nhàng. Nhìn ngân luận lão tổ,
trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi quang. Vĩnh Hằng một mạch tiên tàng, mỗi người mỗi vẻ, như Vĩnh Hằng chi môn, chính là tuyệt đối công phạt, hắn chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại, quả như nghe đồn lời nói, mang theo cuốn là hủy diệt sức mạnh, dù hắn nội tình, cũng nhịn không được tim đập nhanh, bởi vì tòa kia môn, thật có thể làm bị thương hắn, không chỉ có thể làm bị thương, khó tránh khỏi còn có thể đem hắn oanh thành một mảnh cho bụi. Oanh! Vĩnh Hằng chi môn ông rung động, Vĩnh Hằng quang huy từ môn bên trong hoành phô đi ra, nó không chỉ rực rỡ lóa mắt, còn lực sát thương vô song, phàm Vĩnh Hằng quang chỗ đến, tất cả bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Hỗn Thiên Ma Vương từng chứng kiến, có chút bình tĩnh. Giao Nguyệt cung chủ kiến, thì hít sâu một hơi. Như thế hủy diệt sức mạnh, liền nàng cũng cảm thấy run sợ. Còn có Giao Nguyệt thánh nữ, cũng là đầy mắt vẻ kinh ngạc, thường người Vĩnh Hằng chi môn tuyệt đối công phạt, tiền bối thật không lừa nàng, chỉ cái này nhất kích, đủ có thể đưa nàng trong nháy mắt gạt bỏ. Đồng dạng sợ hãi, còn có Ngân Luận lão tổ. Hắn không dám ngạnh kháng, cùng đạo thân đăng thiên bỏ chạy. Bọn hắn mặc dù né tránh, nhưng tòa hòn đảo này lại gặp ương, sơn nhạc bị một tòa tiếp một tòa san bằng, trong đảo Càn Khôn, cũng bị phá hủy, còn có hồi phục sát trận, cũng tận số sụp đổ. Thật tốt một hòn đảo, bị nhất kích đánh thành phế tích. Cường đại công phạt, tự có cường đại tiêu hao. Vô luận Triệu Bân vẫn là Giao Nguyệt, đều kêu đau một tiếng. Mượn tới tu vi, dù sao không phải là bản mệnh cảnh giới, hao tổn sức mạnh vô cùng cực lớn. Còn tốt, hai người cùng là thiên sát, khí ước không tiêu tan, sức mạnh liền liên tục không ngừng. Để mạng lại, không còn sát trận uy hiếp, Giao Nguyệt rút kiếm sát nhập vào hư không. Ngươi đã gần chết chi thân, thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Ngân Luận lão tổ quát to một tiếng, mang theo cuốn một mảnh tiên hải mà đến, đối đầu nửa tàn Giao Nguyệt, hắn chưa chắc sẽ thua. Để mạng lại, Triệu Bân cũng không chậm, phong tỏa Ngân Luận đạo thân. Giết, đạo thân diện mục, so bản tôn càng dữ tợn, hoặc có lẽ là, đó chính là bản tôn thần thái, đó là đối với Triệu Bân giận, nếu không phải Triệu Bân, cũng sẽ không có cái này biến cố. Đại chiến, kéo ra màn che. Hai đối hai đi, công bằng. Giao Nguyệt Thánh Nữ là quần chúng, Hỗn Thiên Ma Vương cũng là quần chúng. Trận chiến này không lo lắng. Ngân Luận lão tổ cùng đạo thân tất cả rơi xuống hạ phong. Thiên sát cô tinh quả nhiên tà dị. Đây là hai vị khách xem lẩm bẩm ngữ, không nói khác, liền nói độ mượn tu vi và sức mạnh, cũng rất mơ hồ, bị hai cái thiên sát cô tinh đánh đôi hỗn hợp, sợ là không có mấy người đỡ được. Cho nên nói, hai người bọn họ rất xứng, trời sinh liền có tướng phu thê. Nhìn cái kia bản tôn cùng cái kia đạo thân, cũng rất lúng túng. Từ khai chiến, hai người bọn họ là tập thể bị bạo trùy, tung Giao ngày rằm tử chi thân, mạnh như nhau không biên giới, tung Triệu Bân là mượn sức mạnh, một dạng điều khiển tự nhiên, chủ yếu nhất là, hắn có vô địch đấu chiến tâm cảnh. Năm nào, ta nhất định chém ngươi. Ngân Luận lão tổ túng, quay người mở chui, trước khi đi vẫn không quên nói dọa. Giao Nguyệt cười lạnh một tiếng, đều tình trạng như vậy, người mẹ nó còn nghĩ còn sống rời đi. Giẫm chết ngươi. Triệu Bân mở Vĩnh Hằng kim thân, cực lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. Ngân Luận đạo thân mới đứng vững, liền bị một cước đạp xuống hư không. Tùy theo, chính là vang một tiếng bang. Phế tích một dạng đại địa, bị dẫm ra một cái to lớn bàn chân ấn. Ngân Luận đạo thân quỳ, bị sinh sinh dẫm trở thành xương máu, nhuộm đỏ đại địa. Phốc, đạo thân táng diệt, thân là bản tôn Ngân Luận lão tổ, gặp cái phản phệ. Không đợi hắn thở một ngụm, Giao Nguyệt liền đến, tuyệt diệt nhất kiếm hoành quán Vân Tiêu. Triệu công tử già thiên đại thủ, cũng tới vừa đúng, vừa mới chịu một kiếm Ngân Luận lão tổ, bị hắn vỗ xuống một trường hư không, lại cho đại địa thêm một đạo dấu năm ngón tay. A, à, Ngân Luận lão tổ tóc tai bù xù, cưỡng ép nhô lên kim thân đại thủ. Nhưng, gào vang dội không có treo dùng, nên bị đánh, chiếu chịu không lầm. Oanh, phanh, nam nữ đánh đôi hỗn hợp tên vở kịch, vẫn là rất đẹp mắt. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt phối hợp ăn ý, thật đem Ngân Luân Trùy không gặp người hình, mỗi muốn bỏ chạy, đều bị sẽ chắn trở về, thật tốt một tôn tiên vương, tiên khu bị hủy đi thất linh bát lạc. Đi đường bình an, Triệu Bân tiếng quát chấn thiên, một trưởng vỗ diệt Ngân Luận nhục thân. Giao Nguyệt tuyệt sát, sau đó liền đến, hủy Ngân Luận nguyên thần. Đến nước này, chấn thiên oanh minh mới chính thức chôn vùi. Ngân Luận lão tổ chết phiền muộn, không cam lòng cũng phẫn nộ. Vốn là một hồi tốt đẹp tạo hóa, xứng sở bởi vì biến cố bị quấy hiếm nát,
không những không có đọ sức tới cơ duyên, còn rơi vào thân hủy thần diệt hiện trường, cho dù là lên hoàng tuyền lộ, cũng khó có thể tiêu tan. Đích xác, đây là một cái xui xẻo hài tử. Ít nhất, chế tài giả là cho là như vậy. Nếu Triệu Bân không tới, Ngân Luận lão tổ thật có thể phá vỡ mà vào bán thần, nếu ngay cả Triệu Bân một khối nuốt, tên kia nhưng là không phải tiến giai bán thần, hắn phong thần khả năng tính chất, chừng tám thành. Cái này, cũng không phải nói chuyện giật gân. Nuốt hai thiên sát cô tinh, tạo hóa vô tận. Ngân Luận lão tổ táng diệt, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt nhao nhao lui đi thiên sát bí văn, này trạng thái mặc dù bá đạo, nhưng phản phệ cũng rất khủng bố, thời gian càng lâu, phản phệ càng đáng sợ, nói trắng ra là, tiêu hao sức mạnh. Triệu công tử còn tốt, trước kia cũng không thương thế, cho dù động thiên sát, vẫn như cũ khí huyết bàng bạc. Nhìn Giao Nguyệt, trạng thái liền hơi có vẻ không xong, phía trước một cái chớp mắt mới tản thiên sát, cái này một giây liền lảo đảo muốn ngã, chính như Ngân Luận lời nói, bị luyện hóa nhiều ngày, đã là gần chết chi thân, nếu không phải như thế, đánh một cái Ngân Luận lão tổ, làm sao cần Triệu Bân hỗ trợ. Tiền bối, Triệu Bân vội vàng hoảng tiến lên, nâng sắp ngã xuống Giao Nguyệt. Như thế nào, đau lòng ta? Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cánh tay ngọc vần quanh, ôm Triệu Bân cổ, gương mặt còn tùy theo xẻ tới, muốn tiễn đưa tiểu tướng công một vòng môi đỏ. Đừng như vậy, có người. Nào có người? Ta tử phủ. Triệu Bân lời này vừa nói ra, Giao Nguyệt vội vàng hoảng buông ra, vô ý thức trong mắt, mong nhìn Triệu Bân tiểu thế giới, xem xét như vậy, bên trong thật là có cá nhân, hơn nữa, vẫn là nàng đồ nhi. Cục diện như vậy, dù là tâm cảnh của nàng, cũng không khỏi sững sờ. Là nàng bị Ngân Luận phong ấn quá lâu sao? Hai cái này thế nào góp một khối? Giao Nguyệt thánh nữ ho khan, đi ra Triệu Bân tử phủ. Giao Nguyệt cả người cũng không tốt, lần trước là không niệm thiên, lần này là nàng đồ nhi, cái này họ Triệu nhân tài, ra ngoài tản bộ lúc, có phải hay không đều phải phóng mỹ nữ tại tử phủ. Gặp qua sư tôn, Giao Nguyệt thánh nữ mang mang hành lễ. Ân, Giao Nguyệt đáp lại, vẫn là rất quan phương, chủ yếu nhất là thần thái, vừa mới còn y như là chim non nép vào người, lúc này, nàng đã chắp tay sau lưng, đã hơi hơi ngước mắt, nhìn phía không thiết thực Thương Miểu, đem thân là sư tôn uy nghiêm, chỉnh ra dáng. Nhưng, mặc nàng như thế nào che giấu, cũng che không được trên gương mặt cái kia xóa mê người ánh nắng chiều đỏ, bị nhà mình đồ nhi gặp được, quá lung túng cũng quá mắc cỡ, may không có cởi quần áo, bằng không thì. Gặp sư tôn như thế, Giao Nguyệt thánh nữ nhịn không được che miệng cười trộm, từ nàng vào Giao Nguyệt cung, từ nàng bái nhập sư tôn môn hạ, vẫn là đầu hẹn gặp lại sư tôn tư thái như vậy, rất giống cô vợ nhỏ. Ta, đi nhặt bảo bối, Triệu Bân một tiếng gượng cười, thật sự chạy tới càn quét chiến lợi phẩm, đây chính là một tôn đỉnh phong tiên vương hang ổ, có thể không có đáng tiền đồ chơi. Ta đi hỗ trợ, Giao Nguyệt thánh nữ có phần biết chuyện, trơn tru đi theo Triệu Bân. Giao Nguyệt vẫn là ra dáng, thế nhưng nóng hừng hực dung mạo, cũng đã hồng thấu. Siêu, siêu. Bên này, Triệu Bân đã hóa ra mảng lớn phân thân. Hòn đảo quá lớn, đã thành một vùng phế tích, nhiều người dễ làm chuyện. Thân là bản tôn, hắn tử cũng không nhàn rỗi, không nhặt phí cơ hội đi. Giao Nguyệt thánh nữ xông tới, trộm đạo chọc chọc Triệu Bân. Người cùng ta sư tôn, ra sao quan hệ? Hảo hữu, Triệu Bân nghiêm túc nói. Trên giường hảo hữu. Đừng tán gẫu như vậy. Giao Nguyệt thánh nữ lại cười trộm, sư tôn tiểu tướng công, rất có ý tứ. Nàng không phải loại người cổ hủ, tu đạo chi lộ dài rằng giặc mà long đong, dám yêu dám hận mới là thật tính tình, trời đất tạo nên một đôi, nên một cọc mỹ hảo nhân duyên. Ngươi nói vĩnh hằng bản nguyên, ở đâu, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Ngân Hà cổ địa, cách này không xa, Giao Nguyệt thánh nữ nói, còn lấy ra tinh không đồ, đại khái chỉ vị trí. Sớm đi thiên lộ quá hạn, từng nhìn thấy qua dị tượng. Phanh! Giao Nguyệt thánh nữ thoại phương rơi, liền nghe hư vô một tiếng oanh minh. Triệu Bân vô ý thức ngửa đầu, lại gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết tiếng ầm ầm, một hồi tiếp một hồi, nghe âm sắc, nên có người ở đại chiến, nhưng hắn vô tận thị lực, cũng chưa thấy bóng người. Không gian hắc động. Giao Nguyệt lẩm bẩm, đôi mắt đẹp cực điểm híp lại. Đích thật là đại chiến, nhưng chiến trường là cái kia vô biên bóng tối vô tận. Làm gì, nàng tầm mắt có hạn, chỉ biết đại chiến, không biết là ai tại chiến. Thiên ma. Hỗn thiên ma vương con mắt, liền phá lệ thâm thúy. Hắn mặc dù sức mạnh không tốt, nhưng tầm mắt cao hơn Giao Nguyệt, có thể mơ hồ trông thấy trong bóng tối đại chiến,
trong đó một phương, chính là trong truyền thuyết thiên ma. Đến nỗi một phương khác, là một thanh niên, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chợt nhìn, rất quen mặt, cẩn thận một nhìn, thật đúng là một cái người quen, Cửu U Tà Quân. Hắn không phải sớm đã táng diệt sao? Sao còn sống? Ma vương thần sắc kỳ quái. Đây chính là một tôn cái thế ngoan nhân, bị thế nhân ca tụng là thần minh mạnh nhất giả, chỉ vì người kia, từng tàn sát qua không chỉ một vị thần minh, cho đến tận này, còn không người đánh vỡ hắn chiến tích. Không đúng, là Hoạt Tử Nhân, ma vương trong lòng một lời, nhìn Tà Quân hai tròng mắt trống rỗng cùng đần độn thần thái, liền biết không phải hoàn chỉnh người sống, ngược lại càng giống một tôn không có tình cảm khôi lỗi. Tại hắn mong nhìn xem, Tà Quân cùng trời ma chiến đến sâu trong bóng tối. Có lẽ là quá tối, có lẽ là khoảng cách quá xa, tung hắn có thể so với thần minh tầm mắt, cũng lại thấy không rõ. Tiếng ầm ầm tiêu diệt, hư vô lại thành một mảnh tĩnh mịch. Triệu Bân thứ nhất thu con mắt, thúc giục phân thân trơn chu càn quét. Giao Nguyệt ánh mắt sáng tối chập chờn, nàng mặc dù không nhìn thấy được không gian hắc động, thế nhưng mảnh hắc ám, lại cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Quỷ hiểu được bên trong giấu bao nhiêu đáng sợ chi vật. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới triệu hồi hắn phân thân. Một phiếu này làm tốt lắm, lại là một bút tài sản lớn. Ông, Giao Nguyệt tế vực môn, ba người cùng nhau bước vào. Trước khi đi, Triệu Bân còn chém ra một kiếm, đem cái này tàn phá hòn đảo, bổ cái nát bấy, đây là tiên vương hang ổ, cũng sẽ là tiên vương phần mộ, cũng coi như lá rụng về cội. Trong thông đạo bầu không khí, biểu lộ ra khá là lúng túng. Giao Nguyệt trên gương mặt ánh nắng chiều đỏ, còn chưa tan đi đi. Mà Giao Nguyệt thánh nữ, nhưng là một đường trái nhìn nhìn phải. Tôi không có tim không có phổi là Triệu Bân, còn đặt cái kia kiểm kê chiến lợi phẩm. Đêm đó phân biệt sau, hắn đến tột cùng được bao nhiêu tạo hóa. Giao Nguyệt không chỉ một lần nhìn Triệu Bân, lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã phá vỡ mà vào thái hư cảnh, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần. Tất cả toàn phương vị đại niết bàn, lại nói chiến lực, nghiễm nhiên đã vượt qua cùng thời kỳ trường sinh tiên, đại la tiên tông mặc dù con đường phía trước hắc ám, nhưng chưa hẳn không có quật khởi hy vọng. Ba người ra thông đạo lúc, đã là hai ngày sau. Giao Nguyệt Hoàn nhìn một chút, lại phật tay tế vực môn. Ta trước về Giao Nguyệt cung, Giao Nguyệt thánh nữ cười cười, quay người không còn hình bóng, nói thực ra, làm bóng đèn cảm giác, không thế nào tốt, có chút cái chương trình đặc biệt. Nàng có vẻ như không thích hợp tại chỗ. Đồ nhi đi, Giao Nguyệt không hiểu thở dài một hơi, đích xác rất lúng túng, nàng toàn nhiều năm tốt đẹp hình tượng, ở trong mắt đồ nhi, sợ đã vỡ đầy đất. Ta có một loại dự cảm, thành tiên lộ nhanh mở. Triệu Bân đưa tới một bầu rượu. Thành tiên lộ mở ra, chưa chắc là chuyện tốt. Giao Nguyệt cung chủ tiện tay tiếp nhận bầu rượu. Chưa chắc là chuyện tốt. Triệu Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiên phàm thông đạo mở ra. Thần tiên lưỡng giới che chắn, không lâu cũng biết giải trừ. Giao Nguyệt chậm chậm nói. Triệu Bân nghe xong nhíu mày, có thể đọc ra Giao Nguyệt lời nói bên trong ngụ ý, phàm nhân thành tiên, có lẽ không có gì, nếu thần giới đại lão, cũng chạy tiên giới tới tản bộ, hơn phân nửa chính là một hồi hỏa loạn. Giao Nguyệt cũng ngồi xuống, kéo Triệu Bân cánh tay, gương mặt cũng lệch qua Triệu Bân đầu vai, nàng có lẽ là rất mệt mỏi, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, làm nên một cái rất đẹp mộng, thậm chí ngủ say lúc. Cười rất thơm ngọt, nữ tử đặc hữu nhu tình, cũng triển lộ không bỏ sót. Triệu Bân không quấy rầy, trong trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn như vậy, đem vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, cấp bách trên nhảy dưới tránh, như vậy đêm đẹp cảnh đẹp, không tìm chỗ ngồi tạo em bé, quả thực lãng phí thời gian quý báu, hắn vẫn chờ nhìn trực tiếp đâu. Vẫn chờ búp bê giáng sinh đâu, hắn cam đoan đem tiểu gia hỏa kia, bồi dưỡng siêu quần bạt tủy. Không có hiện trường trực tiếp. Cũng không hương, diễm hình ảnh, màu sắc sặc sỡ vực môn thông đạo, chỉ an lành yên tĩnh. Ma vương cũng không đặt cái kia nhảy nhót, chuyên tâm nhìn hai người mệnh cách, cùng là thiên sát cô tinh, hai người ở cùng một chỗ, thật có thể dẫn mệnh cách biến hóa, nhưng cũng chỉ là biến hóa, nếu muốn sửa đổi, còn được dường tâm sự hy vọng, đây là hắn có khả năng nghĩ tới trực tiếp nhất phương pháp. Đương nhiên, cho dù hai người kết hợp, cũng chưa chắc có thể cải mệnh cách. Dù sao, hai ngày sát cùng ở một thời đại, sử thượng cũng không tiền lệ. Ngày thứ sáu, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt mới ra vực môn. Ngóng nhìn mà đi, mắt có thể bằng chi địa, chính là từng mảnh tiên thổ, hoặc có lẽ là treo ở tinh không từng khối tiểu lục địa, lớn nhỏ không đều, có một đầu ngân hà chảy tràn trong đó.
Cái kia, chính là Ngân Hà cổ địa. Hai người cùng nhau, chân đạp tinh không mà đi. Ngân Hà cổ địa niên đại lâu đời, cách thật xa, liền cảm giác cổ lão khí tang thương. Tương truyền, một khối này khối tiểu lục địa, đều là từng khỏa cổ tinh diễn hóa mà thành, tựa như vạn cổ phía trước hồng hoang cổ tinh, vỡ vụn sau, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, thành hồng hoang đại lục. Ngân Hà cổ địa hiếm thấy bóng người, bọn hắn cùng nhau đi tới, chớ nói người, liền một con chim cũng không nhìn thấy. Nhìn nơi đây càn khôn, liền biết nguyên do, Ngân Hà cổ địa không giống như hồng hoang đại lục, tinh thần vỡ vụn lúc, tinh thần chi nguyên đáng diệt hầu như không còn, thậm chí nơi này thiên địa linh khí, dị thường mỏng manh, căn bản vốn không thích hợp tu luyện. Thật nhiều oán linh a. Triệu Bân ánh mắt thâm thúy, một đường đều tại nhìn, Ngân Hà cổ địa không thấy bóng dáng, tà ma khắp nơi có thể thấy được, như từng cái u linh, xuất quỷ nhập thần. Vạn cổ phía trước, vùng tinh không này từng có kinh thế hỗn chiến. Giao Nguyệt khẽ nói. Khó trách, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Liền nói đi, êm đẹp, tinh thần sẽ không vô duyên vô cớ nổ tung, nhất định là chiến loạn sở trí, thậm chí cổ tinh bên trên sinh linh, cũng theo đó chôn cùng, cùng với tang thương tuế nguyệt, mới tẩm bổ ra tà ma, thế nhân không tới đây tu luyện, cái này hơn phân nửa cũng là nguyên do một trong, tiết kiệm không để ý bị tà ma tha đi. Nhưng cảm giác được, Giao Nguyệt hỏi. Triệu Bân khẽ gật đầu, cầm tinh không đổ xem đi xem lại. Giao Nguyệt Thánh Nữ đi lên, chừa cho hắn đại khái vị trí, nhưng hắn dùng bản nguyên thăm dò, cũng không nửa chút cảm ứng, có thể là khoảng cách quá xa, cũng hoặc vĩnh hằng bản nguyên bị tà ma chi lực che giấu. Hai người vừa đi vừa nghỉ, một cái tiếp một cái tìm. Tiếc nuối là, đủ tìm 3 năm ngày, cũng chưa thấy vĩnh hằng bản nguyên dị tượng, ngược lại là tà ma cùng ác linh, thấy một tổ lại một tổ, không thiếu cường đại, ẩn sâu lục địa bên trong. Không có. Triệu Bân đứng ở Ngân Hà chi bản, biểu lộ ra khá là phiền muộn. Nơi này có quá nhiều sao khoảng không tiểu lục địa, như vậy một cái tiếp một cái tìm, muốn tìm tới ngày tháng năm nào. Ô ô, hắn phiền muộn thời điểm, chợt nghe lệ quỷ tiếng kêu rên. Vẫn là tà ma nhóm tại làm loạn, hơn nửa đêm không yên ổn. Triệu Bân trách mắt mong nhìn, có thể gặp chỗ sâu có quang mang lóe sáng, nhuộm vĩnh hằng màu sắc, tuy chỉ thoáng hiện, nhưng hắn nhìn rõ ràng. Tuyệt đối là vĩnh hằng bản nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên này, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, từng bước đi qua Ngân Hà. Giao Nguyệt Liên bộ nhẹ nhàng, không nhanh không chậm theo ở phía sau, như cái nhàn tản du khách, xem nhìn chỗ này một chút cái kia, khi thì còn ngước mắt, nhìn một chút hư vô. Thực sự là tuế nguyệt quá xa xưa, Ngân Hà cổ địa đã tự thành càn khôn, nếu không có tà ma. Cái này lại là một cái tị thế ẩn tu nơi tốt, linh khí mỏng manh không sao, muốn là ngộ đạo tâm cảnh. Không lâu, hai người bước lên một mảnh lục địa. Ở đây nhiều núi nhạc, cũng có dải xuyên ngang dọc, không thấy hoa cỏ cây cối, toàn bộ thiên địa đều lờ mờ tối tăm, có lẽ là nhiều năm chưa có người đặt chân, thậm chí không thấy nửa chút người sống khí. Trừ này, chính là nửa đậy ở trong bùn đất hài cốt. Có gió thổi qua, hài cốt nhiều thành cho bụi. Là bị tuế nguyệt ăn mòn quá lâu. Trước kia, có vĩnh hằng một mạch nhân xâm chiến. Triệu Bân trong lòng một lời, không phải không có khả năng này, bằng không thì, con chim này không gãy phân Ngân Hà cổ địa, vì sao lại có vĩnh hằng bản nguyên lưu lại. Siêu. Giao Nguyệt nhẹ phẩy tay, tự hắc âm thầm bắt ra một cái tà linh. Này tà linh sinh quái dị, cơ thể rất nhỏ, đầu vô cùng lớn. Có thể thấy được vĩnh hằng bản nguyên. Giao Nguyệt hỏi. Tà linh ý thức ngây ngô, không biết Giao Nguyệt tại nói gì, chỉ biết người này rất mạnh, hơi chút dùng sức, liền có thể đưa nó bóp nát. Giao Nguyệt không có cảm phiền nó, lại đem thả. Phía sau một đường, hai người như bắt cá, phàm gặp tà linh, liền sẽ bắt tới hỏi hỏi một chút. Đáng tiếc, không một người biết, rất có linh trí tà linh, sợ là sớm tránh không còn hình bóng. Gì tình huống? Tìm lâu không có kết quả, Triệu Bân leo lên một đỉnh núi. Cực điểm thị lực nhìn lén sau đó, chứng kiến hết thảy tất cả lờ mờ. Đến nỗi vĩnh hằng hào quang, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Bất đắc dĩ, hắn đành phải hóa ra từng đạo phân thân, lấy ngọn núi này làm trung tâm, hướng tứ phương tìm, dù là một vòng vĩnh hằng quang, liền có thể xác định vị trí. Ban đêm Ngân Hà cổ địa, rất là khiếp người, ô ô kêu rên, đi đâu đều có thể nghe, còn có không đứng đắn tà linh, cũng là chạy tới chạy lui, nhát gan người. Định sẽ không tới cái này du lịch. Oanh! Hai người đang lúc đi, lại ngửi hư vô oanh minh. Trước tiên ngước mắt nhìn,
là Hỗn Thiên Ma Vương. Vẫn là đại chiến động tĩnh, vẫn là xuất từ không gian hắc động. Chỉ có điều, đại chiến cũng không phải là thiên ma cùng cửu u tà quân, mà là hai cái cổ quái kỳ lạ tà vật, lại cường đại dị thường, không biết vì sao mà chiến, chỉ biết động tĩnh vô cùng hùng vĩ. May là tại hắc động, nếu tại ngân hà cổ địa, một khối này khối tinh không lục địa, đều sẽ bị đánh thành tuế nguyệt bụi trần. Ở đâu ra oanh minh? Triệu Bân hỏi. Không gian hắc động, Giao Nguyệt lại hai mắt híp lại. Triệu Bân nghe chi, không khỏi hít sâu một hơi, cũng không khỏi nhớ lại ngày xưa tại hắc động tao ngộ. Cái kia vô biên bóng tối vô tận, cất giấu cơ duyên tạo hóa, cũng cất giấu ách nạn kiếp số, đáng sợ chi vật, nhất định rất nhiều, có thể sánh vai cửu u tà quân, định cũng không phải số ít. Hai người như quần chúng, ngửa đầu nhìn thật lâu. Ai tại đại chiến, gì cũng không nhìn thấy, nhưng ầm ầm thanh âm, lại dị thường mãnh liệt, thậm chí mảnh này hư vô, đều nổ tung sấm chớp, dọa đến một loại yêu túy, đều giấu vào lòng đất. Lão đại, ở chỗ này đây. Chỗ sâu, truyền đến phân thân kêu gọi. Triệu Bân vội vàng hoàng thu con mắt, như một đạo kinh hồng thẳng đến phương kia. Giao Nguyệt cuối cùng liếc mắt nhìn, cũng một bước vượt ngang. Trong mờ tối, có ánh sáng ảm đạm hoa lấp lóe, cũng không thể nói ảm đạm, chỉ vì tà ma chi lực quá nồng nặc, che giấu quang huy. Hai người lúc rơi xuống, có thể gặp một mảnh ao nước nhỏ. Trong đó, ánh vàng rực rỡ một mảnh, có bàng bạc tinh khí mãnh liệt, sở dĩ không có tiết ra ngoài, là bởi vì nơi đây càn khôn, hỗn loạn lạ thường, thêm nữa ô bảy, tám đen tà ma chi lực, đem thiên quang cùng khí tức, đều ngăn ở phiến thiên địa này. Khó trách tìm người tốn sức như vậy, Triệu Bân cách không dò xét tay. Coi chừng, Giao Nguyệt cũng ra tay, lôi kéo Triệu Bân phi tốc lui lại. Không đợi hai người định thân, thì thấy một đạo đen nhánh bóng người, từ lòng đất thoát ra, tay cầm một thanh huyết kiếm, chém càn khôn băng liệt. Ách ma, hai người chăm miệng một lời. Không tệ, là một tôn ách ma, không có đặc biệt hình thái, cơ thể vặn vẹo không chịu nổi, con mắt cũng tinh hồng đáng sợ, trên người hắn, nhuộm vĩnh hằng quang, chính xác nói, là vĩnh hằng bản nguyên. Rất rõ ràng, hàng này đang hấp thu vĩnh hằng bản nguyên. Nguyên lai là người đang làm trò quỷ. Triệu Bân hai mắt híp lại, che lấp vĩnh hằng quang, không chỉ là hỗn loạn càn khôn cùng tà ma chi lực, còn có ách ma sức mạnh, nếu không phải hắn phân thân đầy đủ kinh nghiệm, thật đúng là không dễ dàng tìm được. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Ách ma một lời u cười. Dứt lời, thì thấy nơi đây phong lôi đại tác, hỗn loạn càn khôn, trong nháy mắt dừng lại. Mà Triệu Bân cùng Giao Nguyệt tình cảnh trước mắt, cũng tức thì đại biến. Tựa như tự thành một phương đại giới, nếu như ma thổ, ma khí tàn phá bừa bãi, càng có ma tính tinh thần, tô điểm tại tinh không. Đây là, Triệu Bân tiện tay xách ra Long Uyên. Dị không gian, Giao Nguyệt nhìn rõ ràng, lông mày xinh đẹp cũng khẽ nhăn mày. Cái này ách ma cũng là có ý tứ, trốn ở ngân hà cổ địa, lại thủ đoạn không tầm thường. Giống, cùng với một tiếng long ngâm, hai đầu ác long từ hư vô hiển hóa. Đó là ma khí sở tạo. Mang theo cuốn rộng rãi bàng bạc ma lực. Mở. Hai người nghĩ cũng không nghĩ, liền mở thiên sát bí văn. Mượn lực lượng cùng tu vi Triệu Bân, lại mở vĩnh hằng kim thân, rút kiếm sát nhập vào hư không, một kiếm đem ma long đánh thành hai nửa. Giao Nguyệt cường thế hơn, một trường đả diệt bên kia ma long. Thiên sát cô tinh. Mở tối, có ách ma kinh ngạc. Không khó nghe ra, hắn kinh ngạc âm thanh bên trong, cất giấu cuồng hỉ. Không cần đi xem, liền biết nó tên kia xâm nhiên đáng sợ con mắt, nở rộ là tham lam chi quang, so sánh vĩnh hằng bản nguyên, hai cái này thiên sát cô tinh, có vẻ như càng ăn ngon hơn, đặc biệt là cái kia vĩnh hằng thể, khí huyết không phải bình thường bàng bạc. Phá! Giao Nguyệt nhất kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà, muốn phá vỡ dị không gian. Nhưng, nàng một kiếm mặc dù bá đạo, nhưng trong kiếm sức mạnh đều bị quỷ dị ma lực hóa giải, tựa như, một kiếm này như đánh vào không trung. Không những không có bể mở không gian, liền nửa điểm gợn sóng cũng không nổi lên. Thần minh dị không gian, Giao Nguyệt thì thào một lời. Đã đoán đúng, ách ma u nở nụ cười. Theo nó dứt lời, hư vô phía trên, có một vòng huyết sắc thái dương diễn hóa, trôi tràn ma khí, nhuộm thần minh khí uẩn, phổ chiếu ma vương, thì mang theo cuốn lực lượng hủy diệt. Người giỏi lắm ách ma, liền bản vương đều lừa gạt. Hỗn thiên ma vương hít sâu một hơi. Đến nay mới gặp manh mối. Tôn này ách ma, tuyệt đối cùng thần minh có liên quan, khó tránh khỏi, chính là thần minh huyết hoặc thần minh bản nguyên diễn hóa mà đến.
điểm này, cùng hắn giống nhau. Bất đồng chính là, hàng này nấp tại cái này hèn mọn phát dục. Mà hắn, hơi kém đem chính mình lãng không còn. Diệt! Triệu Bân lấy bản nguyên hóa cung, lấy lực chi pháp tác hóa tiễn, dương cung như trăng tròn, bắn về phía huyết sắc thái dương. Một tiễn này, lực sát thương đủ mạnh, thật sự bắn thủng thái dương, nhưng, cũng vẻn vẹn bắn thủng, thái dương cũng không băng diệt, ngược lại chiếu xạ ma quang, càng nhiều lực lượng hủy diệt. Giao Nguyệt bước lên trời, diễn xuất một vầng trăng, màu tím mặt trăng. Huyết sắc thái dương quỷ dị, nàng cái này màu tím mặt trăng, cũng là ngang hàng bất phàm. Dương quang cùng Nguyệt quang xen lẫn, mặt trăng bị ăn mòn, thái dương cũng tại sụp đổ. Diệt! Giao Nguyệt hét lên một tiếng, màu tím mặt trăng tiên hoa bao phủ. Đây là một loại tuyệt diệt công phạt, dù là huyết sắc thái dương ma huy vạn đạo, cũng không thể che hết Nguyệt trong sáng, cứ thế bị mộng ảo Nguyệt quang, từng tấc ma diệt, mãi đến sụp đổ tiêu vong. Thái dương mặc dù hủy diệt, nhưng sự tình không xong, nhìn cái kia ngôi sao đầy trời, đều lóe lên ma tính quang, huyết lâm tinh huy, như địa ngục tới màu sắc, lồng muộn mở tối thiên địa. Tranh! Triệu Bân tay cầm Long Uyên, một kiếm đâm vào Thương Miểu. Kiếm thể quang huy vô hạn kéo dài, hoành quán toàn bộ tinh không. Hắn cầm kiếm khuấy động càn khôn, quấy tinh không sấm sét vang dội, thậm chí tô điểm trong đó tinh thần, một viên tiếp nối một viên nổ diệt, tựa như từng đóa nhuốm máu pháo hoa, đầy trời nở rộ. Xem thường các ngươi! Ách Ma U tiếng cười, âm trầm cô quạnh. Dứt lời, toàn bộ thiên địa đều giấy lên liệt diễm. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt tất cả nhíu mày, đây không phải chân chính hỏa diễm, là một loại đáng sợ bí pháp, chỉ có điều, là lấy hỏa hình thái lộ ra, thân ở trong đó, bọn hắn bản nguyên tiên lực, bị liên miên luyện diệt, Ách Ma mục đích rõ ràng, muốn đem hai bọn họ luyện hóa nơi này. Một cái hố thật lớn a. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, lần lượt vận chuyển tâm pháp. Chuyện giống vậy, Giao Nguyệt cung chủ cũng tại làm. Nhưng, mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển bí thuật huyền pháp, lại đều không thể nghịch chuyển, càng kiềm chế không được tiên lực kéo dài diệt vong, chiếu tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ luyện hóa. Tử cục a. Hỗn Thiên Ma Vương sắc mặt, cực kỳ khó coi. Cái kia không là bình thường ách ma, cái này cũng không là bình thường không gian, lại càng không là bình thường phương pháp luyện hóa, trong cơ thể đối phương có thần minh sức mạnh, đây mới là điểm chết người là. Nếu hắn có hoàn hảo sức mạnh, nhất kích có thể phá chi. Hết lần này tới lần khác, hắn không đầy đủ không chịu nổi. Nhược Giao Nguyệt tại trạng thái đỉnh phong, một dạng có thể cưỡng ép giết ra. Chỉ tiếc, tiểu nữ oa này lúc trước bị ngân luận luyện hóa, đến nay vẫn là tàn tật chi thân, không có hơn nửa năm, là không khôi phục lại được. Bây giờ cái này tình trạng, hai người rõ ràng chống đỡ không đến lúc kia. Ông! Triệu Bân đã mở vĩnh hằng chi môn. Phá không gian không khó. Dùng tuyệt đối sức mạnh oanh mở liền tốt. Vĩnh hằng hào quang, vẫn là như vậy rực rỡ, mang theo cuốn bẻ gãy nghiền nát lực lượng hủy diệt. Nhưng, quang minh cũng không xé mở hắc ám. Lại đến, Triệu Bân ánh mắt như đuốc, vĩnh hằng chi môn lại thiên mang bắn ra bốn phía. Ách ma có thần minh sức mạnh, không làm được. Giao Nguyệt phất tay áo, thay Triệu Bân rút lui vĩnh hằng chi môn. Vĩnh hằng chi môn uy lực, nàng cũng không chất vấn, nhưng lực sát thương. Có một cái phán định tiêu chuẩn gì đâu. Thi thuật giả nội tình. Triệu Bân mặc dù cho mượn lực lượng của nàng cùng tu vi, nhưng lại không cải biến được thân là thái hư cảnh sự thật. Trạng thái như vậy vĩnh hằng thể, chỗ sử dụng vĩnh hằng chi môn, căn bản không phá nổi thần minh không gian. Tuyệt vọng sao? Ách ma cười, giống như ma chú vô hạn vang vọng. Mà trong bóng tối hỏa diễm, thì cùng với hắn u cười, càng đốt càng vượt, đỉnh phong tiên vương như Giao Nguyệt. Khí huyết bàng bạc như vĩnh hằng thể, đều nhịn không được hắn nung khô, đáng sợ luyện hóa chi lực, như người bình thường lực không cách nào ngăn trở dòng lũ, cường thế thôn tính tiêu diệt lấy bọn hắn tinh nguyên. Tử cục sao, lời như thế, Giao Nguyệt cũng tại nói. Cái này đích xác là một cái hố to, lấy hai bọn họ chi lực, căn bản không phá nổi. Triệu Bân không nói, con mắt trên dưới trái phải chuyển động, cực điểm nhìn lén nơi đây càn khôn, thần minh không gian đoạt thiên tạo hóa, càn khôn thời khắc đang thay đổi. Tìm không được đầu nguồn, càng tìm không ra sơ hở. Có loại phóng bọn ta ra ngoài, đơn đấu, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa nhảy ra ngoài, vần quanh Triệu Bân tả hữu, trách trách hô hô không xong, nhưng phép khích tướng của bọn nó, có vẻ như không dễ xử, ách ma căn bản không có lý tới, chỉ vang vọng không dứt âm hiểm cười, quanh quẩn trong bóng đêm. Ông, Triệu Bân lại giơ lên cao Long Uyên,
động thái sơ thiên lôi quyết, muốn dẫn lôi phá phong. Trong bóng tối không thấy lôi đình, cũng không gặp sấm sét xé rách, mọi việc đều thuận lợi thái sơ thiên lôi quyết, tại cái này có vẻ như vô hiệu, cũng không thể nói vô hiệu, bởi vì có một chút thiên uy tại rong chơi. Một chút thiên uy cũng là thiên uy, không phải bầy nhìn, mặc dù không phá nổi thần minh không gian, lại bước ra trong bóng tối một tia sáng, nó giống như như ngầm hiện, như biển cả bên trong lông châu, nếu không phải vô tận thị lực, căn bản khó mà bắt giữ. Nhưng chính là một tia sáng như vậy, để cho Triệu Bân cùng Giao Nguyệt con mắt, đều biến thâm thúy một phần, thần minh không gian có khuyết điểm, cái kia một tia sáng, chính là một vết nứt. Có hy vọng, hai người đều tới tinh thần, tại cùng một trong nháy mắt, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Làm gì, hắc ám vô cùng vô tận, thêm nữa càn khôn cách trở, trong nháy mắt che giấu cái kia một tia sáng, thậm chí hai người công phạt, xa sở không đến khe hở, nó quá nhỏ bé cũng quá xa vời. Còn có gì dựa dẫm? Gặp hai người ăn quả đắng, ách ma cười trêu tức nghiền ngẫm. Không tệ, thần minh không gian có khuyết điểm, nhưng cái này lại như thế nào, lấy tu vi của hai người cùng trạng thái, ra nhiều hơn nữa công phạt cũng vô dụng, trong bóng tối càn khôn, chính là thần minh cấp hộ thuẫn. Cần thần minh sức mạnh mới được, Giao Nguyệt nói, nhìn phía Triệu Bân. Đã nhìn ra, Triệu công tử có phần tự giác, tiện tay xách ra Mặc Thiên ban chỉ. Thần minh pháp tắc cũng thuộc về thần minh sức mạnh, nhắm chuẩn khe hở tới nhất kích, hơn phân nửa có thể xé mở hắc ám, điều kiện tiên quyết là hắn có thể dẫn động thần minh pháp tắc, nếu đối phương không nể mặt mũi, cái kia cũng không tốt. Thấy Mặc Thiên ban chỉ, ách ma u cười, ít đi một phần sức mạnh, cái kia ban chỉ cũng không bình thường. Chính xác nói, là trong đó giấu sức mạnh không tầm thường, nếu không nhìn lầm, đó là thần minh pháp tắc. Làm cho ngươi quên. Cực độ phiền muộn ma vương, ngừng lại vui vẻ ra mặt. Tử cục bên trong có dấu sinh lộ, thần minh pháp tắc chính là hy vọng. Liền nói đi, hắn xinh đẹp trai như vậy, như thế nào gãy tại ách ma trong tay. Tiểu bảo bối nhi, giúp đỡ chút thôi. Tối nay ánh trăng không tồi, đi ra đi loanh quanh. Ta chính là Đại La Thánh Tử, người phải cho cái mặt mũi. Bên này, Triệu công tử cùng Giao Nguyệt đã ngồi xổm trên mặt đất, đầu đội lên đầu, người một lời ta một lời, như tự nói tướng thanh, mà Mặc Thiên ban chỉ, liền treo ở giữa hai người, khi thì lóe sáng tang thương chi quang. Một màn kia, tại Ma Vương xem ra tặc có ý tứ, một cái Đại La Thánh Tử, một cái Giao Nguyệt cung chủ, bây giờ giống như hai lưu manh, đang lừa dối một cái không dành thế sự tiểu khả ái. Đừng nói. Trải qua hai người bọn họ phen này lừa gạt, Mặc Thiên ban chỉ thật có phản ứng, giấu tại trong đó thần minh pháp tắc, thật sự bay ra, chỉ có điều, đi dạo một vòng lại trở về đi. Đừng làm rộn, Triệu Bân cầm ban chỉ, như đập tẩu thuốc khói bụi, trên mặt đất dập đầu mấy lần, tốt xấu là Đại La Thủy Tổ pháp tắc, thời khắc mấu chốt, cũng không thể như xe bị tuột xích. Nếu không thì, cho nó tích trừ tà. Ở giờ phút quan trọng này, Giao Nguyệt cung chủ não động, vẫn là rất thanh kỳ, Đại La Tiên Tông thánh vật. Liền phải cho nó tới điểm kích thích mới được. Ta không có đồng tử nước tiểu. Triệu Bân một tiếng ho khan, theo con mắt còn nhìn Giao Nguyệt một mắt. Ngược lại là quên, ngươi là người có con dâu. Giao Nguyệt cung chủ ý vị thâm trường nói. Hai cái này đậu bức, ma vương là quần chúng, sạch nhìn hai người nói chuyện vớ vẩn, còn có thần minh pháp tắc, cũng thật bất cận nhân tình, chờ nó phá cục đâu. Hết lần này tới lần khác trốn ở trong nhẫn đánh xì dầu. Giúp ta phá phong, đợi đến khoảng không, ta cho thủy tổ đốt thêm mấy bộ đồ tết. Triệu Bân tay nâng lấy Mặc Thiên ban chỉ, thần sắc gọi là một cái chân thành tha thiết, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, chớ nói đồ tết, đốt cái mỹ nam tử cũng không phải nói đùa. Siêu, Mặc Thiên ban chỉ run lên, thần minh pháp tắc thật chạy ra ngoài. Triệu Bân gặp chi, lông mày trao lên, thủy tổ là dạng gì thần? Hắn không biết, nhưng pháp tắc, tuyệt đối là người trong tính tình. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ma vương một lời lời nói ý vị sâu xa, cùng một ít người tại một khối ở lâu, chớ nói người, pháp tắc đều cho mang lệch, như hắn, tại Vĩnh Hằng trong cánh cửa ở lâu, bây giờ cảm giác cũng rất mát mẻ. Đồ tết, gì đồ tết? Kiến thức rộng Giao Nguyệt cung chủ, nhưng là một mặt hiếu kỳ. Có thể dẫn động thần minh pháp tắc, Triệu Bân trong miệng đồ tết, tất nhiên bất phàm. Oanh! Hắc ám thế giới một tiếng ông rung động. Lửa nóng hừng hực đốt càng thịnh vượng. Là ách ma tại điều động, muốn mạnh mẽ luyện hóa hai người, chỉ vì hắn từ thần minh pháp tắc bên trên, ngửi được một nguồn sức mạnh hủy diệt, mà cỗ lực lượng này, sợ là thật có thể phá thần minh không gian. Liệt diễm như biển lửa,
trong nháy mắt nuốt hết Triệu Bân cùng Giao Nguyệt. Ách ma phát hung ác, phương pháp luyện hóa thật sự mạnh đến cực hạn. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân vừa quát âm vang, một đạo Chu Tiên Quyết nghênh thiên phá không. Kiếm mang quấn quanh lấy thần minh pháp tắc, phá vỡ biển lửa, như một đạo kim sắc kinh hồng, xẹt qua vô biên hắc ám, nhuộm thần minh chi quang, bắn về phía đạo kia xa xôi vô cùng khe hở, nó không chỉ rực rỡ sinh huy, còn mang theo cuốn lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho ta phá. Ách ma tê uống, ngữ khí là biểu lộ ra khá là dồn dập. Hắn phải ngăn lại đạo kiếm mang kia, bằng không thì thần minh không gian nhất định hủy. Oanh! Ầm ầm! Bên trong thế giới hắc ám, nhất thời sấm sét vang dội. Đó là càn khôn bên ngoài hiện, muốn cản thần minh pháp tắc. Đáng tiếc, không dễ xử. Thần minh pháp tắc uy lực vô tận, hắc ám càn khôn tất cả thành bài trí. Vừa không cản được, cái kia khó chịu chính là thần minh không gian, Triệu Bân ba người là mắt thấy kim sắc kiếm mang, đem cái kia một tia khe hở, đâm trở thành lỗ thủng lớn, cường thế xé ra hắc ám. Phốc! Thần minh cấp phản phệ, hơi kém đem ách ma mang hộ đi. Không đợi hắn đứng vững, Triệu công tử cùng Giao Nguyệt liền giết đi ra, vẫn là nam nữ đánh đôi hỗn hợp, một người một kiếm, bổ diệt ách ma nhục thân, kèm thêm hắn nguyên thần, cùng nhau trọng thương. A! À, ách ma kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân che trời đại thủ, suýt nữa đem hắn nguyên thần, phách diệt thành cho, phía sau Giao Nguyệt, nhưng là một kiếm tuyệt diệt, chính là chuyên công nguyên thần sát sinh đại thuật. Ông! Tích tắc này, ách ma thể bày tỏ phủ một tầng đen nhánh chi lực. Đó là thần minh sức mạnh, thành một bộ áo giáp, che lại hắn chân thân, thậm chí là, Giao Nguyệt tuyệt sát nhất kiếm, sững sờ bị tháo hết kiếm uy, không thể trước tiên đem hắn đả diệt. Các ngươi đáng chết! Ách ma phẫn nộ gào thét, lấy thần minh sức mạnh làm căn cơ, chống ra một lồng ánh sáng. Đúng lúc gặp Triệu Bân cùng Giao Nguyệt sát đến, đụng cái ngay ngắn, một trái một phải hoành lật ra đi. Có lẽ là thương tích quá nặng, ách ma không chút nào ham chiến, quay người độn không còn hình bóng. Triệu Bân nhíu mày, Giao Nguyệt thì hai mắt híp lại, chỉ có Hỗn Thiên Ma Vương, vô ý thức giơ lên con mắt, tôn này ách ma đại thần thông a. Lại mẹ nó không nhìn sâu xa thăm thẳm cách trở, trốn vào hắc động. Người biết không thiếu đi, Triệu Bân ngửa mặt nhìn Thương Miểu, phá lệ phiền muộn. Giao Nguyệt thần thái, cũng không đẹp mắt như vậy, trốn vào hắc động liền không có triệt. Nếu đạo tiên ở đây, vậy thì dễ làm rồi, tiểu tử kia thường xuyên đi hắc động tản bộ. Ai? Giao Nguyệt một tiếng thở dài, Triệu Bân thì một mặt đau lòng. Ách ma chạy trốn không sao, liền vĩnh hằng bản nguyên cũng cùng nhau cuốn đi. Hơn nửa đêm tới một chuyến, đến, gì cũng không mò lấy. Có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Giao Nguyệt cuối cùng khẽ nói nở nụ cười, đưa tay tế vực môn. Cái này một lần, quả thực hung hiểm, hơi kém gãy ở đây. Oanh! Hai người chân trước vừa bước vào truyền tống vực môn, chân sau thì thấy một người từ hư vô ngã ra. Cẩn thận một nhìn, càng là khi trước ách ma, xem ra, là bị người đánh ra. Ai nha! Gặp ách ma ngã ra hắc động, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt lại nhảy ra vực môn. Ách ma nên bị đánh quá ác, cả người đều mơ hồ, thậm chí Triệu Bân cùng Giao Nguyệt sát đến lúc đó, hắn còn đặt cái kia vung đầu, hơn nữa, dưới chân như đạp bọt biển, đứng cũng không vững, tình trạng như thế, chớ nói Triệu Bân cùng Giao Nguyệt, ngay cả Hỗn Thiên Ma Vương, đều lông mày cao gầy, hắn là có thể xem thấu hắc động, nhưng ở hắc động đánh ách ma vị kia, hắn là thực sự không thấy rõ, chỉ thấy một đạo kiếm quang. Suýt nữa đem ách ma sinh bổ, liền thủ hộ hắn thần minh sức mạnh, đều băng diệt không ít. Đều ngăn lại cái kia cỗ hủy diệt kiếm ý. Phốc! Giao Nguyệt trước tiên giết đến, một đạo tiên hà bổ diệt ách ma nửa cái nguyên thần. Triệu Bân cũng không chậm, một cái đại la thiên tay, đem ách ma nhấn trên mặt đất. Ách ma còn tại trong mơ hồ, ý thức biểu lộ ra khá là ngây ngô, so sánh Giao Nguyệt tiên hà, so sánh vĩnh hằng thể một trường. Hắn tại không gian hắc động bị một kiếm kia, mới là thật thật sự đau. Phong! Giao Nguyệt một tay bấm niệm pháp quyết, hư ảo phù chú lăng thiên phủ xuống. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh ách ma, tại chỗ bị phong ấn. Đi ra cho ta a! Triệu Bân tay mắt lanh lẹ, cưỡng ép đoạt lại vĩnh hằng bản nguyên. Cũng là tích tắc này, hư vô Thương Miểu lại là một tiếng oanh minh. Xong, thì thấy một bóng người ngã ra tới, càng là một tôn thiên ma. Hình thái chật vật không chịu nổi, xem ra, cũng là bị người đánh ra hắc động, cũng như ách ma, thương cực thảm. Ách ma chi sau, còn có hai quái vật,
một cái sinh ba cái đầu, một cái sinh sáu đầu cánh tay, hình thể tất cả nguy nga, tất cả mang theo cuốn rộng rãi bàng bạc chi thế, đập không gian sụp đổ. Cái này, ngửa mặt lên trời nhìn Triệu Bân, thần sắc ngơ ngẩn. Bên cạnh thân Giao Nguyệt cung chủ, cũng biểu lộ kinh ngạc, tối nay ngân hà cổ địa, thật náo nhiệt a. Phía trước có ách ma, sau có thiên ma, bây giờ, lại là hai nhìn không ra là gì quái vật. Ai cường hãn như thế? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, cái này cũng là Giao Nguyệt muốn hỏi, vô luận là thiên ma, vẫn là hai tôn quái vật, cũng là bán thần cấp cái khác, ách ma mặc dù còn tại tiên vương lĩnh vực, lại có thần minh sức mạnh, có thể đem bốn vị này tuần tự đánh ra, thân ở trong lỗ đen cái vị kia, nên đáng sợ bao nhiêu. Nói vị kia thật sự đi ra. Đó là một thanh niên, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Cửu U Tà Quân, Triệu Bân gặp chi, trong nháy mắt nhận ra. Cửu U Tà Quân, lời nói tương tự, Giao Nguyệt cũng tại nói, chỉ có điều, nàng là khó có thể tin ngữ khí, trong truyền thuyết Cửu U Tà Quân, không phải sớm tại trong thần chiến táng diệt sao? Sao còn sống? Không đúng, là hoạt tử nhân, Giao Nguyệt đôi mắt đẹp híp lại, không khó coi ra Tà Quân trạng thái, hai mắt trống rỗng, thần sắc thất thần, rất giống một tôn khôi lỗi. Oanh! Bên này, Tà Quân nhất nhất bộ rơi xuống. Không hổ là tàn sát qua thần minh ngoan nhân, bước cách chính là chói mắt, bước chân chính là trầm trọng, đạp không gian nổ tung, cũng đạp càn khôn sụp đổ, thậm chí toàn bộ ngân hà cổ địa, đều kịch liệt lắc lư. Giết! Thiên ma khôi phục thanh tỉnh, nghịch thiên xông tới. Ba đầu quái vật cùng sáu tay quái vật cũng đầy mắt bạo ngược, một trái một phải đánh vào hư thiên. Oanh! Phanh! Ba đánh một kinh thiên hỗn chiến, tức thì kéo ra màn che. Sa thiên đi xem, hỗn loạn càn khôn. Thành tê liệt sấm sét, hủy diệt hào quang, một đạo tiếp một đạo chiếu rọi, lăng không mưa máu, thì như tiên ánh sáng, vung vãi lờ mở thiên. Tà Quân bá thiên tuyệt địa, một người độc chiến ba tôn bán thần, còn chiếm tận thượng phong. Nhìn bị trùy ba vị kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn, một chút ngăn không được Tà Quân công phạt. Lại trở nên mạnh mẽ, Triệu Bân trong lòng một lời. Ngày xưa, hắn tại Hắc Động là được chứng kiến Tà Quân chiến lực. Bây giờ hai hai so sánh, Cửu U Tà Quân so ngày xưa càng đáng sợ. Ý thức ngây ngô, đều có thể đánh như vậy, nếu Tà Quân có thanh minh thần trí, chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn, tàn sát qua không chỉ một vị thần minh ngoan nhân, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệt! Giao Nguyệt vỗ xuống một trường, chấm dứt bị phong ách ma. Nàng không bao lâu sau lưu, lôi Triệu Bân phi sau lưng đột, phiến thiên địa này càn khôn, đã triệt để hỗn loạn, cho dù đại chiến dư ba. Cũng giấu đầy hủy diệt, đi xa một chút so sánh an toàn. Tới. Thiên ma một tiếng kêu gào, chấn thiên địa động rung động. Theo hắn dứt lời, ách ma táng diệt chi địa, có từng sợi ma quang trùng tiêu. Đó là thần minh sức mạnh, ách ma mặc dù táng diệt, lại có thần minh sức mạnh còn sót lại. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt nhìn lên, đang gặp từng sợi ma quang, dung nhập thiên ma thể nổi. Thật sao, được thần minh sức mạnh gia trì, tên kia chiến lực tức thì bạo tăng. Mặc dù vẫn như cũ không bằng Tà Quân, nhưng hắn công phạt, lại tại Tà Quân trên thân, lưu lại từng đạo huyết khe. Đó là cái gì chủng loại? Triệu Bân hỏi, nói là cái kia hai quái vật. Chưa từng thấy qua, Giao Nguyệt khẽ gật đầu, đã Hắc Động đi ra ngoài, vậy nhất định là hy hữu chủng loại, khó tránh khỏi, chính là tà niệm nhuốm máu thuế biến, lại không phải bình thường tà niệm, cũng không phải bình thường máu tươi, nếu không phải như thế, vì sao lại có bán thần cảnh giới? Vẫn là ma vương nhìn thông thấu, Hắc Động sản xuất nhiều dị loại, hắn sớm đã được chứng kiến. Như hắn, cũng coi như trong đó một loại, chỉ có điều, hắn lột xác so sánh hoàn chỉnh, ít nhất, hắn có ý thức tự chủ, cũng có đấu chiến tâm cảnh, càng có ma thần không thiếu ký ức, cũng không phải cái kia hai quái vật có thể so sánh, thật muốn khai chiến, thời kỳ đỉnh phong hắn, một dạng có thể một chọi ba. Phốc! Hai người mong nhìn lên, có huyết quang chiếu rọi hư không? Là Tà Quân đẫm máu, chịu thiên ma một đạo ma quang, lồng ngực bị xuyên thủng. Chính là đạo này ma quang, Tà Quân khí thế, rơi xuống không thiếu. Giao Nguyệt lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, nhìn rất nhiều rõ ràng, thiên ma tại dùng thần minh sức mạnh, cưỡng ép suy yếu Tà Quân, dù sao, thời khắc này Tà Quân trạng thái không tốt, thần minh sức mạnh thật có thể hủy hắn. Không ổn a, Triệu Bân cũng lông mi nhíu chặt, Tà Quân chiến lực giảm lớn, thiên ma cùng hai quái vật, lại càng đánh càng mạnh. Ba người quần ẩu một cái, trước hết nhất ngã xuống, nhất định là Tà Quân. Giúp hắn một tay, Triệu Bân lúc này chắp tay trước ngực,
bực này tình trạng, mở vĩnh hằng chi môn, thuận tiện phóng cái đại chiêu, vẫn rất có cần thiết. Nhưng, không đợi hắn mở cửa, thì thấy Mạc Thiên Ban chỉ ông rung động, thần minh pháp tắc lại bay ra, như vậy không trải qua triệu hoán chạy đến, Triệu Bân vẫn là đầu hẹn gặp lại. Giao Nguyệt chết mắt lúc, thần minh pháp tắc đã dung nhập trong cơ thể của Triệu Bân. Nó đi vào không sao, Triệu Bân toàn thân đều đốt thần minh chi quang, này cũng coi là thần minh sức mạnh, đem Triệu Bân khí thế, một đường đẩy đi lên, thậm chí còn lấn át Giao Nguyệt. Người quá biết chuyện, Triệu Bân ánh mắt như đuốc, nhìn đến xuất thần minh pháp tắc ngụ ý, đây là muốn để hắn giết đi qua tham chiến cái nào. Giúp cửu U tà quân, đối kháng thiên ma cùng hai quái vật. Chiến! Triệu Bân tay cầm Long Uyên, một bước vượt qua Ngân Hà. Sau lưng, Giao Nguyệt thì ngồi xếp bằng, mi tâm thiên sát bí văn, chiếu ra lướt qua một cái huyết quang, tiếp tục vì Triệu Bân cung cấp sức mạnh cùng tu vi, nói trắng ra là hai bọn họ đồng thời chiến đấu. Nho nhỏ thái hư cảnh, cũng dám công ta. Thiên ma cười gần một tiếng, lật tay một chưởng quét ngang hư không. Triệu Bân cũng là cường thế, một quyền bá liệt vô song, đánh xuyên càn khôn, cũng đánh xuyên thiên ma đại thủ, đánh thiên ma một mặt mộng, là hắn trong bóng đêm ở lâu sao. Bây giờ thái hư cảnh, đều có thể đánh như vậy. Nhìn qua mới biết, mẹ nó, thần minh pháp tắc, tự tìm cái chết như vậy, bản tôn thành toàn ngươi. Thiên ma diện mục hung tàn, lúc này bỏ cửu U tà quân, thẳng đến Triệu Bân đánh tới, bao phủ đen nhánh ma sát, che thiên lấp mặt đất, che mất càn khôn, cũng nuốt sống Triệu Bân. Mở, Triệu Bân như một đầu dao long vọt người mà ra, lật tay một đạo dấu năm ngón tay phủ xuống. Kim thân trạng thái đại la thiên tay, tăng thêm Giao Nguyệt tu vi, tăng thêm thần minh pháp tắc sức mạnh, trưởng uy đầy đủ bá đạo, tựa như núi cao trầm trọng, dù là cường đại thiên ma, đều bị đánh một hồi lảo đảo. Hảo, rất tốt. Thiên ma giận quá thành cười, chống ra bản mệnh dị tượng. Đó là một mảnh thi cốt chồng chất thành núi ma thổ, càng có từng cái máu đỏ tươi sông ngang dọc, không biết giam cầm bao nhiêu chết oan vong linh, ô ô tiếng kêu rên, so lệ quỷ càng đau thương hơn. Ngô. Lần này đổi Triệu Bân lảo đảo, kêu đau một tiếng ảm đạm, suýt nữa rơi xuống thương khung, may có thần minh pháp tắc chống đỡ, bằng không thì, vẻn vẹn dị tượng liền có thể đem hắn trong nháy mắt ép thành một vũng máu bùn. Chết đi! Thiên ma lạnh quát, dị tượng đại giới ma uy rộng rãi. Vĩnh hằng tiên vực, mở, Triệu Bân cắn chặt hàm răng, mạnh mở vĩnh hằng dị tượng. Mênh mông cổ lão đại thế giới, ầm vang lộ ra, trong đó sơn sơn thủy thủy, tất cả nhuộm vĩnh hằng hào quang. Bởi vì chí tôn pháp tắc, còn phủ một tầng thần minh chi quang, phá lệ rực rỡ. Tiên vực vạn vật đang diễn hóa, đạo âm tại vô hạn vang vọng. Sừng sững mà đứng hắn, thật sự như một tôn quan sát hạo vũ thần. Oanh! Ma thổ đại giới bị phá tan, thành núi huyết cốt vỡ nát. Thiên ma đạp một bước lui lại, huyết sắc trong mắt, giấu đầy chấn kinh. Cái này mẹ nó là thái hư cảnh, cho dù cho mượn tu vi, mặc dù có thần minh pháp tắc trợ uy, cũng không khả năng mạnh như vậy a. Hắn đường đường bán thần, chấp trưởng bản mệnh dị tượng, tung đỉnh phong tiên vương tới cũng phải quỳ, lại ép không được cái này gà mờ vĩnh hằng thể. Chân áp, Triệu Bân tiếng quát âm vang, lấy vĩnh hằng tiên vực đè diệt ma thổ đại giới. Thân ở trong đó thiên ma, lại là một hồi lảo đảo, mãnh liệt ma sát, đều diệt vong không thiếu. Thật là bá đạo thần minh pháp tắc. Vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, hoảng sợ không thôi. Phải biết, Triệu Bân đối thủ thế nhưng là bán thần cấp thiên ma, mặc dù nội tình kém chút ý tứ, nhưng cũng không phải đỉnh phong tiên vương có thể so sánh, lại liên tiếp tại trong tay Triệu Bân ăn quả đắng, có thể thấy được thần minh pháp tắc khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên, không phải bình thường thần minh, nguyên nhân chính là không phải bình thường, kỳ pháp tắc mới phá lệ đáng sợ đến có thể để cho một cái mượn tu vi thái hư cảnh. Chính diện cứng rắn bán thần cấp. Ngươi! Chọc giận tới ta, thiên ma hai tay kình thiên, càng là cứng rắn xé nát vĩnh hằng tiên vực, kèm thêm trong đó diễn hóa vạn vật, cũng cùng nhau đánh một cái băng diệt. Phốc, Triệu Bân phun máu, nghênh trời lật bay ra ngoài. Không đợi hắn quyết định thân hình, thiên ma tựa như quỷ mị giết tới, nhuốm máu ma thủ, thăm dò vào Triệu Bân thể phách, muốn đem thần minh pháp tắc phân ly, không có pháp tắc trợ uy, này vĩnh hằng thể cùng sâu kiến không khác. Hắn ý tưởng này là rất tốt. Bí thuật cũng đầy đủ tà dị, lại không thể tách ra thần minh pháp tắc, không những không thể phân ly, còn gặp thần minh pháp tắc mâu thuẫn, thậm chí thăm dò vào trong cơ thể của Triệu Bân ma thủ, bị nhất kích chém dụng. Thần long bãi vĩ.
Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kim Cự Long xoay quanh mà ra. Bất ngờ không kịp đề phòng thiên ma, tại chỗ bị quăng lật ra đi. Tùy theo, chính là một đạo chói tai kiếm minh. Là Triệu Bân làm thuấn thân, trong khoảnh khắc giết tới. Thiên ma cũng không phải dựng, có thể đuổi kịp thuấn thân tốc độ, hoặc có lẽ là, hắn đối không gian rất có tạo nghệ, nhẹ nhõm né qua tuyệt sát, hắn con mắt tinh hồng muốn đẫm máu, có một thanh ma đao bổ ra, không nhìn nhục thân phòng ngự, công kích trực tiếp Triệu Bân bản mệnh nguyên thần. Triệu Bân mi tâm phá huyết, nhưng nguyên thần cũng không vết thương, may có thần minh pháp tắc thủ hộ, bằng không, thiên ma một đao này, liền đầy đủ hắn hồn phi phách tán. Diệt! Thiên ma một bước đi ngang qua không gian, giết đến Triệu Bân sau lưng, bàn tay như thần đao, lăng thiên đánh xuống. Ta độn! Triệu Bân cũng vượt qua không gian, cưỡng ép né qua, một bước xông lên trời. Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, mang theo chảy cuồn cuộn lăn ma sát, sát nhập vào hư thiên. Oanh, phanh! Hai người tại thiên khung đại chiến, lại tạo hỗn loạn tưng bừng càn khôn. Giao Nguyệt nhìn rõ ràng, toàn bộ hạo vũ đều bị ma sát che lấp, dù là tầm mắt của nàng, đều thấy không rõ đấu chiến giả chân tướng, chỉ thấy hai đạo bóng người mơ hồ, tung hoành ở trong bóng tối, mỗi có một lần va chạm, tất có một áng lửa nổ tung, tất có một đạo hủy diệt vầng sáng lan tràn, nghiền không gian từng khúc sụp đổ, liền mảnh này ngân hà cổ địa, cũng rất có sụp đổ hiện ra. Thiên ma tại đẫm máu, Triệu Bân cũng nhiều lần bị thương nặng. Thần minh sức mạnh đối với thần minh pháp tắc, hai người đều có dựa dẫm. Cái này vừa đánh hừng hực khí thế, một phương khác cũng chiến khí thế ngất trời, không có thiên ma trợ chiến, một chọi hai tà quân, đã chiếm hết thượng phong, đánh hai tôn quái vật huyết cốt bắn bay. Giống. Hai quái vật kêu gào, nếu như oanh lôi, rung động càn khôn. Giao Nguyệt nhìn lại lúc, đang gặp ba đầu quái vật miệng máu mở lớn, lại thôn phệ ngân hà cổ địa tà ma, dùng cái này ra chỉ sức mạnh. Chuyện giống vậy, sáu tay quái vật cũng tại làm. Không có người biết bọn chúng nuốt bao nhiêu, chỉ biết hai hàng này khí thế, đang tại một đường kéo lên, đến cái nào đó giới hạn, thậm chí còn vượt trên cửu u tà quân. Tà ma là phiền muộn, đặc biệt là cường đại tà ma, bọn hắn lắng động vạn cổ, mới sinh sôi ra linh trí, không đợi thêm một bước thuế biến, liền bị hai cái này nuốt, trở thành quái vật chất dinh dưỡng. Có sức mạnh gia trì, hai quái vật đại triển thần uy, từng một trận áp chế tà quân. Cái này đè ép chế không sao, cửu u tà quân trống rỗng trong mắt, lại lóe lên một vòng ánh mắt, còn có cái kia thất thần cùng ngây ngô thần thái, lại cũng nhiều một tia mê mang cùng băng lãnh. Ai nha? Hỗn thiên ma vương gặp chi, ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Người chết sống lại trạng thái tà quân, có vẻ như đang thức tỉnh ý thức. Đây là một cái triệu chứng thật là tốt. Khó tránh khỏi, tà quân thật có thể quay về thế gian. Phốc, hư không gặp lại huyết quang, có màu vàng cũng có màu đen. Thiên ma lại một lần đẫm máu, bị Triệu Bân tháo một tay, Triệu công tử cũng không tốt gì, lồng ngực bị đánh ra một cái lỗ máu, sán sán gân cốt lộ ra ngoài, còn có ma quang nhiễm. Đây là gì quái thai? Thiên ma giữ tợn thần thái, càng nhiều chấn kinh ý vị. Đại chiến đến nước này, hắn là càng đánh càng phiền muộn. Nhưng đối diện cái kia gà mờ vĩnh hằng thể, lại là càng đánh càng hung hãn, thậm chí hắn lá bài tẩy này ra hết, cứ thế đặt xuống không ngã một tên tiểu bối. Phách thiên trảm, Triệu Bân lăng thiên nhất kiếm, trăm trượng tia sáng. Thiên ma cũng không ngạnh hám, càng là quay người chui, chính xác nói, hắn là đánh tới ngân hà bỉ ngạn Giao Nguyệt. Hắn nhìn thông thấu, cùng hắn đấu chiến vĩnh hằng thể, chịu tải hai đại thần cấp treo, một là thần minh pháp tắc, một cái khác, chính là thiên sát khế ước. Mượn chính là cái kia nữ tiên vương tu vi. Đã phân ly không xuất thần minh pháp tắc, vậy liền phá hủy thiên sát. Giao Nguyệt cung chủ vững vàng ngồi xếp bằng, cũng không mảy may sợ hãi. Nàng mặc dù gần chết chi thân, nhưng cũng không phải như vậy dễ nắm. Đang khi nói chuyện, thiên ma đã giết đến, giả thiên ma thủ ầm vang rơi xuống. Tới, cái này mát mẻ. Triệu Bân cũng giết đến, tiên nhãn nhắm ngay thiên ma, cưỡng ép cùng với đổi cho nhau vị trí. Vì thế, hắn tiêu hao hết tiên nhãn đồng lực, đây vẫn là tại thần minh pháp tác gia chỉ điều kiện tiên quyết, nếu tại ngày xưa, nếu là trạng thái bình thường, hắn là không lay động được một tôn bán thần. Thiên ma tùy bị rời đi, không chút nào không trở ngại hắn ma thủ rơi xuống. Minh mông đại địa, cứ thế bị hắn một trưởng vỗ ra một cái ngũ chỉ đại ấn. Mà tích tắc này, Triệu Bân đã phất tay, đem Giao Nguyệt quấn vào hắn tử phủ. Thiên ma một bước định thân, giận đều phát hỏa. Hai mắt có liệt diễm đang phun xạ.
Khí thế của hắn đang ngã xuống, là hút vào thần minh sức mạnh tại tán loạn. Trái lại Triệu công tử, thì chiến ý dâng cao, sán sán mắt vàng cũng hỏa diễm thiêu đốt. Tới, hiếm thấy cùng bán thần ác chiến, Triệu Bân có phần phấn khởi. Hắn phấn khởi, để cho thiên ma tức giận, lại thiêu đốt bản nguyên, lấy ra chỉ tự thân ma lực, đến nỗi thần minh sức mạnh tán loạn, hắn căn bản ngăn không được, bởi vì ách ma đã táng diệt. Hai người cây kim so với cọng dâu, lại một lần kéo ra huyết chiến mở màn. Minh mông hư thiên, vẫn là bọn hắn chiến trường, đánh thiên địa lay động. So sánh hai người bọn họ, một phương khác động tính càng lớn, bị buộc ra một chút ý thức tà quân, đã là chiến lực đại bạo phát, nhuộm tà tính chi quang tiên khí, như một mảnh mãnh liệt lăn lộn uông. Dương, che mất toàn bộ ngân hà cổ địa, đem hai tôn quái vật hủy đi thất linh bát lạc. Ổn, hỗn thiên ma vương đạp tay đạo, có thể nhìn ra tà quân ý thức, còn tại khôi phục. Nếu như, tới là một tôn thần minh, tà quân ý thức hơn phân nửa hồi phục càng nhanh. Nói cho cùng, tà quân cần áp lực cường đại, một khi bị bước đến tuyệt cảnh, ý thức nhất định khôi phục, đương nhiên, nếu áp lực quá mạnh, siêu việt cực hạn của hắn, có táng diệt khả năng. Bây giờ cục diện này liền rất tốt, tiết kiệm tà quân lại xuất ngoài ý muốn. Từ cái này phương thu mâu, ma vương chuyên chú Triệu Bân cùng thiên ma bên này. Thiên ma khí thế giảm lớn, Triệu Bân chiến lực, cũng đồng dạng đang giảm xuống, đây là một hồi siêu gánh vác đại chiến, thần minh pháp tắc chịu đựng được, nhưng Triệu Bân cùng Giao Nguyệt lại nhịn không được. Triệu Bân giống như biết chính mình tình cảnh, mới đánh rất nhiều điên cuồng, không có chút nào phòng thủ, liều mạng công phạt, không cho thiên ma thời gian thở dốc, chỉ nguyện tại thiên sát tán đi phía trước, đem thiên ma quật ngã. Hắn điên cuồng, để cho thiên ma rất khó chịu, đối phương có thương, hắn trạng thái một dạng không tốt, bằng không thì, cũng sẽ không nấp tại không gian hắc động, vốn định hèn mọn phát dục, hết lần này tới lần khác đụng tà quân. Oanh! Triệu Bân một cái đại xuất bi thủ, đem hắn vung mạnh lộn tới lên 9 tầng mây. Không thấy thiên ma rơi xuống, bởi vì cái kia hàng chạy, lại trốn vào hắc động. Đi đâu? Triệu Bân mang theo Long Uyên kiếm, cũng đi theo sát nhập vào hắc động. Không tệ, hắn tiến vào, là thần minh pháp tắc thay hắn mở đường. Tiên tông thủy tổ, sợ là cùng trời ma có thù. Giao Nguyệt một tiếng nói thầm, nếu không phải có cửu oán, kỳ pháp tắc như thế nào như vậy ghi hận thiên ma, tung đối phương trốn vào trống giống hắc động, nó cũng muốn trợ Triệu Bân truy sát, rõ ràng nếu không thì không chết thôi. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, đuổi vào hắc động liền chơi bạc mạng đánh. Thiên ma liền phá lệ phát hỏa. Vốn muốn tìm cái chỗ ngồi mát mẻ, thuận tiện lại hèn mọn phát dục một phen, ai có thể nghĩ, thế hệ này vĩnh hằng thể thẳng thắn, liền nhìn chăm chú vào hắn không thả. Trong bóng tối đại chiến, sau ngoại giới càng thêm huyết tinh. Triệu Bân dũng mãnh phi thường vô cùng, một đường đuổi theo thiên ma bạo trùy. Nam nữ phối hợp, làm không ngừng nghỉ đi. Hai ngày sát góp một khối, chính là thần kỳ như vậy. Mỗi cái thành công nam nhân sau lưng, đều có mấy cái cô em xinh đẹp. Ma vương là quần chúng, mở miệng chính là đại học vấn, như Triệu Bân, thủy tổ là thần minh, sư phó là chí tôn, con dâu là thiên sát cô tinh, vẻn vẹn ba người này, chắc chắn hắn tiên lộ bất phàm, bạo trùy bán thần chuyện nhỏ. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Thiên ma trong bóng tối kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Vĩnh hằng thể điên cuồng, hắn cũng bị ép phát cuồng, tại liều mạng trốn chạy. Triệu Bân không có phản ứng đến hắn. Chỉ lấy cường đại công phạt đáp lại. Tú Nhi từng nói qua, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mà bây giờ thiên ma, trạng thái cũng rất không tốt, quỷ hiểu được lúc trước gặp tà quân bao nhiêu tầng sáng tạo, thương rất nhiều thảm liệt, hiếm thấy tốt như vậy cơ hội, từ không thể giữ lại cái kia hàng ăn Tết. Đánh, nện chết hắn. Vĩnh hằng cánh cửa bên trong hỗn thiên ma vương, lại đặt cái kia trên nhảy dưới tránh. Không bị ràng buộc thiên cùng trời ma có hay không thù hận, hắn không xác định. Nhưng hỗn thiên ma thần cùng trời ma, là thật sự đối thủ một mất một còn, bản tôn ký ức, hắn kế thừa không thiếu, bản tôn tình cảm, hắn cũng kéo dài rất nhiều, trong đó, liền bao quát đối thiên ma cửu hận, tựa như lạc ấn đồng dạng, điều khác trong linh hồn của hắn. Không cần ma vương gào to, Triệu Bân cũng dũng mãnh vô song. Giết tới một vùng tăm tối, thiên ma nửa cái thân thể, đã bị đả diệt thành tro. A, à, thiên ma lửa giận, đốt đầy tâm cảnh. Hắn nổi giận, để cho hắn rơi vào điên cuồng. Hắn không lại trốn chạy, oanh một tiếng đứng vững, tại một tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, phía sau hắn, diễn xuất một tôn huyết sắc ma tượng, nguy nga như sơn nhạc,
cuồn cuộn ma sát, như hải dương mãnh liệt, lại khí thế rộng rãi bàng bạc, đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, tại chỗ bị đụng đổ ra ngoài. Rất rõ ràng, thiên ma muốn thả đại chiêu. Mà Triệu Bân cùng Giao Nguyệt, cũng đều đã ngửi được một nguồn sức mạnh hủy diệt. Nhanh, mở vĩnh hằng chi môn. Giao Nguyệt vội vàng hoảng đạo. Tại hắc động, không mở được vĩnh hằng chi môn. Triệu Bân một tiếng ho khan. Ai nói với ngươi không mở được? Đạo tiên nói. Đừng nghe hắn nói linh tinh. Giao Nguyệt nói, mi tâm thiên sát bí văn lại nở rộ ánh sáng. Đến nỗi vĩnh hằng chi môn, đích xác không mở được. Nhưng, nếu có thần minh pháp tắc, vậy thì nói khác. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Bân vừa quát âm vang, thật sự giữ cửa gọi ra tới. Không hổ vĩnh hằng tiên tàng, vẻn vẹn luận kích thước, liền so thiên ma ma tượng nguy nga. Chờ vĩnh hằng chi môn mở ra, bao phủ cũng là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Giết! Thiên ma gào thét. Ra lệnh, phía sau hắn ma tượng, thì lộ ra đại thủ, bàn tay ở giữa, có đen nhánh ma văn khắc họa, càng có khô diệt ma quang hoàn nhiễu, nhìn Giao Nguyệt cung chủ đều rất cảm thấy tim đập nhanh. Oanh! Vĩnh hằng chi môn cự chiến, tiên quang đại thịnh. Vĩnh hằng hào quang, vẫn là bẻ gãy nghiền nát bá đạo, trong khoảnh khắc tồi diệt ma tượng đại thủ, kèm thêm ma tượng thân thể, thiên ma còn sót lại nửa cái nhục thân, cũng cùng nhau đánh nát. Chờ quang huy tan hết, thiên ma chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, chịu vĩnh hằng chi môn nhất kích, hắn là vô cùng khó chịu, thêm nữa hắn ma tượng sụp đổ chỗ bị phản phệ, càng là thê thảm. Kết thúc. Triệu Bân rút kiếm mà đến, tám đạo phách thiên trảm thức thì hợp nhất. Thiên ma nguyên thần vặn vẹo, dữ tợn trong mắt, hiển lộ là vẻ sợ hãi. Hắn bây giờ trạng thái, đã không chặn được một đao này. Bán thần đi, suy nghĩ trong lòng, tất nhiên là trở thành sự thật. Theo trăm trượng tia sáng rơi xuống, thiên ma trong nháy mắt bị đánh diệt thành tro. Hắn chết phiền muộn, lại bị một cái thái hư cảnh diệt. Sớm biết như vậy, còn không bằng chôn ở cửu U tà quân trong tay. Hắc động, bởi vì thiên ma táng diệt mà rơi vào bình tĩnh. Triệu Bân không trì hoãn, mang theo kiếm liền muốn giết trở lại ngân hà cổ địa, cho tà quân trợ chiến. Đoàng, dạng này âm thanh, hoàn toàn như trước đây êm tai. Triệu công tử như trở ngại, đụng là đầu rơi máu chảy. Đợi hắn nội thị thể phách, thần minh pháp tắc đã vọt trở về Mặc Thiên ban chỉ. Không chỉ hắn, liền Giao Nguyệt cùng Ma Vương đều giật khóe miệng, có ý gì, bỏ gánh không làm. Thần minh pháp tắc yên lặng không sao, đem Triệu Bân gạt đó. Không pháp tắc mở đường, mảnh này, đều rét lạnh không ít. Đi ra, Triệu Bân cầm ban chỉ, lần lượt kêu gọi. Nhưng, thần minh pháp tắc như ngủ thiếp đi, dứt khoát không để ý. Cho ngươi đốt thêm mấy bộ đồ Tết, Giao Nguyệt cũng đi ra. Hai người lại ngồi xổm đó, lại đầu đội lên đầu, mở lừa gạt hình thức. Đến, cũng không thấy thần minh pháp tắc đi ra tản bộ. Sắc mặt hai người đều tối, cũng không muốn trở tại hắc động. Vẫn là Ma Vương nhìn rõ ràng, thần minh pháp tắc không phải là không muốn phản ứng đến hắn hai, là pháp tắc như có như không ý thức, bởi vì Triệu Bân cùng thiên ma một trận chiến này, ngã vào ngủ say trạng thái. Sự tình chính là loại chuyện này, mặt đen cũng vô dụng. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt kêu gọi không có kết quả, đồng thời tản thiên sát bí văn. Có lẽ là hao tổn sức mạnh quá nhiều, hai người đều biến vô cùng suy yếu, đặc biệt là Triệu Bân, ngoại trừ thiên sát hao tổn, còn có vĩnh hằng kim thân, một hơi thở gấp thuận, tại chỗ co quắp đó. Nhanh chóng khôi phục, Giao Nguyệt bàn đầu gối mà ngồi. Canh gác, Triệu Bân thì gọi ra tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa. Đây là tại không gian hắc động, cũng không phải tranh thủ chữa thương đi. Quỷ hiểu được trong bóng tối vô biên, còn cất giấu bao nhiêu nhân vật đáng sợ, đến nỗi tà quân, bọn hắn không giúp được gì. Nói đến cửu U tà quân, ngân hà cổ địa vẫn như cũ náo nhiệt. Bởi vì tà quân ý thức khôi phục, chiến lực còn tại kéo dài tăng cường. Nhìn cái kia hai quái vật, thì càng đánh càng không đầy đủ, một cái bị tháo hai cái đầu người, một cái bị chặt bốn cái cánh tay, vốn là bộ dáng quái dị, bây giờ, không gặp lại nửa chút hình thái. Tiếng ầm ầm, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Ba đầu quái vật quỳ, bị tà quân đánh thành một mảnh xương máu. Sáu tay quái vật cũng quỳ, nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau hôi phi yên diệt. Tà quân không vào hắc động, hắn như một tôn cái xác không hồn, vượt qua ngân hà, từng bước một càng lúc càng xa, không khó nhìn thấy, hắn trong tròng mắt ánh mắt, đã tán đi, trên gương mặt hoang mang, bây giờ cũng không còn sót lại chút gì, hắn vẫn là người chết sống lại, tại vũ trụ mênh mông phóng đãng.
phải, thật bị nhốt cái này. Mắt thấy Tà Quân rời đi, Ma Vương Yên không thiếu. Không có pháp tắc mở đường, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt đều phải kẹt ở hắc động. Ô ô, hắc ám cũng không bình tĩnh, khi thì có lệ quỷ tiếng kêu rên. Nhắm mắt chữa thương Triệu Bân cùng Giao Nguyệt, không chỉ một lần nhíu mày, cuối cùng cảm giác sâu trong bóng tối, có một đôi hiện ra u quang con mắt, đang ngó chừng bọn hắn nhìn, thậm chí sau lưng gió mát từng trận. Lạnh quá a, à, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa đều đang run. Bọn chúng đều theo Triệu Bân mau chóng, hắc động cũng không phải gì nơi tốt. Đủ 3 năm ngày, Triệu Bân mới chậm rãi mở con mắt. Hắn vẫn như cũ suy yếu, khóe miệng khi thì tại chảy máu. Hắn sở dĩ mở con mắt, sở dĩ không còn chữa thương, là bởi vì trong bóng tối có quỷ dị đồ vật tới gần, nhuộm một vòng mùi máu tanh, nhìn chằm chằm chính là bọn hắn. Đồ chơi gì? Triệu Bân cực điểm thị lực, bằng mùi máu tanh ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Nhìn qua mới biết, là một đầu ô 7, 8 đen đại mãng, giấu ở sâu trong bóng tối, hướng về phía cái này phương nhả lưỡi rắn, xâm nhiên mắt rắn, còn hiện ra yêu dị chi quang, bạo ngược cũng hung tàn. Triệu Bân không biết gì chủng loại, liền đặt cái kia chăm chú nhìn. Đại mãng cũng là có chỗ kiêng kỵ, liền cuộn tại cái kia không đi. Lan! Giao Nguyệt hét lên một tiếng, chứa đầy nguyên thần chi lực. Vẫn là đỉnh phong tiên vương dễ dùng, một lời rất có uy hiếp. Đại mãng có chỗ e ngại, lại xám xịt rút vào hắc ám. Triệu Bân lại ngồi trở lại tại chỗ, thể nội bay ra từng sợi khói xanh, hóa thành từng đạo phân thân, lấy bọn hắn mảnh này hắc ám làm trung tâm, hướng tứ phương khuếch tán, vẫn là canh gác. Thật mát nhanh a. Băng lãnh cô quạnh hắc động, rất nhiều bực này lời nói. Chính là Triệu Bân các phân thân, canh gác lúc vẫn không quên lải nhải. Đích xác, hắc động rất mát mẻ, không thấy quang minh thế giới, cho dù là một tia gió nhẹ, cũng như đến từ địa ngục, băng lãnh thấu xương, chớ nói phân thân, liền Giao Nguyệt cung chủ đều rất cảm thấy gió mát siêu siêu. Bên này, Triệu Bân đã lấy ra từ ách ma cái kia giành được vĩnh hằng bản nguyên. Một phen phân biệt sau, mới biết là linh thể bản nguyên, cùng tiên thể cùng thần thể bản nguyên bất đồng chính là, thử linh thể bản nguyên bên trong, ẩn giấu một vòng ý chí, dĩ nhiên không phải ách ma, là vĩnh hằng linh thể, tang thương mà cổ lão, ách ma chi cho nên không dám cưỡng ép thôn phệ, nguyên do hơn phân nửa ở đây, hoàn mỹ dung hợp còn tốt, nếu bị ý chí phản phệ, vậy sẽ rất khó thụ. So sánh ách ma, hắn liền không có cái này cố kỵ, ai bảo hắn là vĩnh hằng truyền thừa đâu. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng đem bản nguyên sáp nhập vào thể nội. Như hắn sở liệu, tiềm ẩn bên trong ý chí, cũng không phản phệ, không những không phản phệ, còn đem Triệu Bân tâm thần, kéo vào một cái cổ lão ý cảnh, đó là ý chí bên trong chỗ còn sót lại ký ức hình ảnh, là một mảnh vũ trụ mênh mông, cũng là một vùng chiến trường đỏ ngòm. Cái này, Triệu Bân thần sắc kinh ngạc, tại ý cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, là đầy trời thần ma, không biết vì sao đại chiến, chỉ biết uy thế còn dư tác động đến càn khôn. Thậm chí toàn bộ tinh không đều sấm sét vang dội, máu đỏ tươi sắc, lồng muộn từng mảnh tiên thổ, vô số sinh linh cổ tinh, bởi vì nổ nát vụn, dù là hắn thân là quần chúng, đều rất cảm thấy tim đập nhanh, chỉ vì cái kia mỗi một đạo quang, đều nhuộm hủy diệt màu sắc. Hắn trông thấy vĩnh hằng linh thể, mặc dù thấy không rõ tôn dung, lại có thể gặp hắn vĩ ngạn bóng lưng, tay cầm một cây chảy máu đại kích, tại mênh mông hư vô ác chiến, đồ không chỉ một vị thần minh. Oanh, phanh. Trong ý cảnh mỗi một âm thanh ầm ầm, cũng như vạn cổ lôi đình, rung động hạo vũ tiên khung. Đại chiến dị thường thảm liệt, tung thần linh cao cao tại thượng, cũng khó chỉ lo thân mình, một tôn tiếp một tôn vẫn lạc, chỉ vì, đó là cấp chí tôn đại hỗn chiến. Thân là hậu thế quần chúng, Triệu Bân là tận mắt chứng kiến vũ trụ mênh mông. Từ quang minh rơi vào hắc ám, tung thần minh hào quang, cũng khó đem hắn xé rách. Đây là cái nào niên đại hạo kiếp? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Tâm cảnh rung động không thôi. Hắn thoại phương rơi, thì thấy tinh không một hồi lắc lư, có một đạo bóng hình xinh đẹp, từ xa xôi thiên ngoại mà đến, chính là một tôn tựa như ảo mộng nữ thần minh, quanh thân có kiểu diễm hoa tung bay. Đó là Nguyệt Thần, chính xác nói, là tam thế Nguyệt Thần, từng đóa hoa bỉ ngạn, nhuộm thần minh huyết, tách ra đầy toàn bộ tinh không, nàng vô cùng cường đại, mạnh đến đầy trời thần ma, cũng không có người dám cùng với tranh tài. Triệu Bân ánh mắt như đuốc. Nhìn thần sắc ngơ ngẩn. Trước kia trận kia loạn lạc, Nguyệt Thần cũng tham dự. Tú Nhi. Tung biết là hư ảo, nhưng Triệu Bân vẫn là hô lên âm thanh. Ngoại giới, bàn ở bên người Giao Nguyệt, đột nhiên mở con mắt,
ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Bân, Tú Nhi. Cái kia Tú Nhi, vợ ngươi. Nhìn qua mới biết, Triệu Bân là vô ý thức trạng thái. Bản nguyên mang ý cảnh, Giao Nguyệt trong mắt, nhìn lén Triệu Bân bản nguyên, có thể mơ hồ bắt được một vòng ý chí, nên linh thể bản nguyên còn sót lại, Triệu Bân hẳn là bởi vì tâm thần xa vào. Nàng không quấy dày, cũng hóa ra rất nhiều phân thân, liệt tại tứ phương đi canh gác. Hắc động quá nhiều không biết mà nhân vật đáng sợ, miễn cho đột nhiên giết tới quấy rối. Ngô! Triệu Bân kêu rên, có dấu đau đớn ý vị. Hắn thần thái như vậy, đủ kéo dài 3 năm ngày. Giao Nguyệt lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, tiểu tử này sợ là làm ác mộng. Cũng có lẽ, là Xuân, Mộng, Hỗn Thiên Ma Vương não động thanh kỳ, có độc đáo kiến giải, hắn đều đếm lấy đâu. Như Tú Nhi cái tên này, Triệu Bân đã hô hơn 800 lượt. Liền cái này, cái kia hàng còn tại hô. Đồng dạng đang kêu, còn có Triệu Bân các phân thân, địch tập. Không cần bọn chúng gào to, Giao Nguyệt cũng đã lên thân, đôi mắt đẹp hơi híp mong nhìn sâu trong bóng tối. Vẫn là đầu kia đại mãng, lại cuộn tại nơi đó, phun đỏ tươi lưỡi rắn. Ngoại trừ đại mãng, còn có một cái nguy nga quái vật như núi, hình thái giống con mực, từng chiếc xúc tu, dương nanh múa vuốt, như vại nước khổng lồ con mắt, cũng nhìn chằm chằm nhìn bên này. Lan, Giao Nguyệt thản nhiên nói. Nhưng, nàng lần này khẽ quát, có vẻ như không dùng được. Đại mãng còn đặt cái kia cuộn lại, không có ý tứ muốn đi, mà cái kia nguy nga con mực như núi, thì phá lệ phách lối, đã mang theo cuốn đen như mực nhuốm máu sương mù, hướng cái này cuốn tới. Giao Nguyệt không nói nhảm, diễn xuất màu tím mặt trăng. Thật sao, thấy cái này luận trăng tròn, con mực trong nháy mắt đổi góc, lại rút về trong bóng tối, cuộn tại kia đại mãng, chạy còn nhanh hơn nó, này nương môn nhi không thế nào tốt gây. Có đột phá dấu hiệu. Ma Vương ngước mắt, nhìn chính là Giao Nguyệt màu tím mặt trăng. Chỉ tiếc, Giao ngày rằm tử chi thân, dù có may mắn đột phá, cũng chỉ có thể đến bán thần, nếu không có ngân luận luyện hóa cái kia việc sự tình, Giao Nguyệt có nhất cử phong thần tiềm chất. Cái này, chính là một cái khác thiên sát cô tinh, mang cho nàng tạo hóa. Đồng dạng, sự tồn tại của nàng, cũng sẽ là Triệu Bân cơ duyên. Hai người ở cùng một chỗ, không cần lâu ngày sinh tình, cũng có thể lẫn nhau thành tựu đối phương. Giao Nguyệt không lùi, màu tím mặt trăng vẫn như cũ trong sáng. Đại mãng cùng con mực mặc dù đi, nhưng hắc ám chỗ sâu, vẫn còn cất giấu một tôn cường đại hơn, có lẽ là khoảng cách quá xa xôi, nhìn không quá rõ ràng, không biết tên kia là gì cái quái vật. Ngày thứ 6, linh thể bản nguyên mới hoàn toàn dung hợp. Một ngày này, vĩnh hằng quang huy chiếu khắp hắc ám, càng có vĩnh hằng dị tượng diễn hóa. Một ngày này, hắc động rất không bình tĩnh. Bởi vì vĩnh hằng dị tượng và khí huyết, rước lấy không thiếu quái vật, hình thái khác nhau, có hình người cũng có thú loại, có tà ma cũng có oán linh, không thiếu tồn tại cường đại, liền Giao Nguyệt đều kiêng dè không thôi. Nàng không dám ở lâu, mang theo Triệu Bân trốn xa một phương. Ngày thứ 7, Triệu Bân tại trong xa vào tiến giai tu vi. Không hổ vĩnh hằng truyền thừa, nội tình hùng hậu, hắn cái này nhất trọng tu vi tiến giai, không phải bình thường người có thể so sánh, bàng bạc khí huyết. Lại bao phủ một vùng tăm tối, lại dẫn xuất cái động tĩnh lớn. Giao Nguyệt có phần lúng túng, mang theo hắn một đường ẩn núp. Ngày thứ 9, mới gặp Triệu Bân tỉnh lại, tuy là mở con mắt, nhưng rất mơ hồ, thật lâu đều không ngôn ngữ, chỉ nhíu mày, không biết là vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là gặp một loại nào đó đả kích. Tại Giao Nguyệt xem ra, sợ là hai loại khả năng đều có. Nàng cũng đoán không giả, Triệu Bân hơn phân nửa tâm thần. Đích xác còn rong chơi tại ý cảnh bên trong, mà hắn, cũng đích xác gặp đả kích, kiến thức cấp chí tôn đại chiến, hắn mới biết tự thân nhỏ bé, lấy cảnh giới của hắn hôm nay đạo hạnh, liền làm con chốt thí tư cách cũng không có. Triệu Bân, Giao Nguyệt đưa tay, tại Triệu Bân trước mắt lung lay. Thật dài một giấc mộng a. Triệu Bân dụi dụi mắt, tâm thần triệt để quay về. Ý chí còn sót lại ký ức, cũng không hoàn chỉnh. Đến, hắn đều không nhìn thấy thần chiến kết thúc. Có một chút có thể chắc chắn, vĩnh hằng linh thể chôn ở trận kia trong hỗn chiến. Còn có tam thế nguyệt thần, định cũng giữ nhiều lành ít, bởi vì tham chiến chí tôn, rất nhiều, nói vùng tinh không kia là thần minh mồ, cũng không quá đáng chút nào, mà ngân hà cổ địa, cũng chỉ là thần minh mồ một góc của băng sơn, chỉ vì tuế nguyệt quá xa xưa, quá nhiều di tích đều thành lịch sử bụi trần. Tú Nhi là ai? Giao Nguyệt tò mò hỏi. Sư phụ ta, Triệu Bân một bên nội thị thể phách một bên trả lời. Giao Nguyệt nghe xong trao lên lông mày,
không niệm thiên còn có như thế cái nhã xưng. Ma vương cũng tại nói thầm, vẫn như cũ có độc đáo kiến giải, cái kia gọi Tú Nhi sư phó, làm không tốt là chỉ nguyệt thần, cô nàng kia cũng không là bình thường thần, đi đâu đều có thể tú lật toàn trường, có liên quan nàng nghe đồn, tùy tiện sách ra một cái, đều có thể xưng khoáng thế thần thoại. Tỉnh ngủ không có. Triệu Bân đã sách ra Mặc Thiên ban chỉ, trước tiên hà ra từng hơi, xong việc, liền dùng ống tay áo lau, cho người ta xoa bóng loáng. Lúng túng chính là, thần minh pháp tắc không có chút nào động tĩnh. Hai người cực độ phiền muộn, như vậy bị nhốt hắc ám, quả thực nói nhảm. Giống. Đang lúc đi, chợt nghe một tiếng dã thú kêu gào. Sao Nguyệt còn tốt, tiên vương nội tình hùng hậu. Ngược lại là Triệu công tử, nghe xong tiếng gào này, bị chấn nguyên thần cự chiến. Không đợi khôi phục tỉnh táo, thì thấy sâu trong bóng tối, có một cái biển máu cuốn tới, lăn lộn sóng biển, đầy đủ cao vạn trượng lớn, hai người đứng ở đó, tựa như giống như con kiến. Bán thần, Giao Nguyệt nhíu mày, có thể bằng huyết hải phân biệt cấp bậc. So tôn kia thiên ma mạnh, Triệu Bân sắc mặt cũng không ra thế nào dễ nhìn, không có pháp tắc trợ chiến, tung bọn hắn khai thiên sát bí văn, đối đầu một tôn bán thần, cũng chỉ có chịu trùy phần. Đi. Hai người nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Sau lưng, cái kia phiến huyết hải thì đuổi theo bọn hắn một đường lăn lộn. Trong đó, cất giấu một đầu đen nhánh ác long. Hỗn thiên ma vương gặp chi, không khỏi hít sâu một hơi, lại là một cái đồng loại, đầu này ác long tiền thân, cũng là một tôn thần minh, hẳn là tà niệm nhuốm máu, mới thành bây giờ hình thái như vậy, chỉ có điều, linh trí cùng ý thức không thuế biến hoàn chỉnh, thậm chí bạo ngược không chịu nổi. Giống. Ác long gào thét, trong miệng có huyết mang bổ ra. Giao Nguyệt lôi kéo Triệu Bân, một bước na di ra ngoài. Dù vậy, nàng vẫn là gặp huyết mang uy thế còn dư, đầu vai bị vạch ra một đạo xâm nhiên huyết khe, có quỷ quyệt chi lực xâm nhập thể phách, không nhìn bí pháp phòng ngự, đánh thẳng bản mệnh căn cơ. Diệt! Giao Nguyệt một tiếng lạnh quát, cưỡng ép đánh nát quỷ quyệt chi lực. Ác long tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đuổi tới mảnh này hắc ám. Triệu Bân vung cánh tay lên một cái, hàng trăm hàng ngàn phù chú bao phủ đi ra. Bùa chú của hắn lực sát thương tuy mạnh, lại không thể dung chuyển ác long một chút. Chanh! Giao Nguyệt huy kiếm, trong bóng đêm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Đúng lúc gặp ác long truy đến, bị tinh hà đánh cho một hồi lảo đảo. Cũng chính là một kiếm này, đem ác long chọc giận, nguy nga thân rồng, ngừng lại ô mang đại thịnh, mỗi một đạo ô mang, cũng như một thanh vô kiên bất tồi kiếm, tiềm ẩn lực lượng hủy diệt. Vĩnh hằng tiên vực. Khác mở, không cần. Vẫn là Giao Nguyệt tự giác, giống như kinh hồng phi đột, thuận tay còn đem Triệu Bân thu vào nàng tử phủ, vĩnh hằng tiên vực là huyền ảo, nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, đây đều là bài trí. Giống. Ác long như thuốc cao da chó, ở phía sau đuổi sát không buông. Nó không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, một đường truy một đường đánh. Nó thật sự so tôn kia thiên ma mạnh, mạnh còn không chỉ một tinh nửa chút. Giao Nguyệt tự biết mình, chớ nói nàng gần chết chi thân. Cho dù nàng tại trạng thái đỉnh phong, cũng giống vậy không phải ác long đối thủ, bán thần cũng chia mạnh yếu, vị này rõ ràng không phải bình thường nhân vật. Siêu quần bạt tụy a. Ma vương cũng có sợ thời điểm, tự nhận chiến không được ác long. Bọn hắn đều xuất từ thần minh, hắn tuy có hoàn chỉnh ý thức, cũng không thần minh sức mạnh, ác long trùng hợp tương phản, ý thức mặc dù không hoàn chỉnh, lại kế thừa có thần minh sức mạnh, lại dị thường bàng bạc. Giống. Trong bóng tối truy sát. Đi đâu đều có tiếng long ngâm vang vọng. Đen nhánh ác long như thẳng thắn, liền nhìn chăm chú vào Giao Nguyệt không thả, thậm chí nàng đoạn đường này, đều trốn vô cùng gian khổ, dù sao đây là hắc động, khác biệt ra giới, rất nhiều bí pháp cũng vô hiệu, tựa như cực điểm không gian xuyên toa, phần lớn thời gian, nàng cũng là bằng cước lực phi độn. Tỉnh! Triệu Bân nắm Mặc Thiên ban chỉ, gõ lại gõ, muốn tỉnh lại thần minh pháp tắc. Nếu có pháp tắc trợ chiến, lại thêm thiên sát. Bọn hắn liền có thể cùng ác long chính diện ngạnh chiến, tung không thắng được, cũng có thể đánh lui tên kia, ít nhất có thể chứng minh, bọn hắn không phải dễ khi dễ. Làm gì, không như mong muốn. Pháp tắc yên lặng như nước, nửa chút phản ứng đều không. Thực sự cho ngươi thích trừ tà. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, hắn không có đồng tử nước tiểu, nhưng Giao Nguyệt có a. Nói đến Giao Nguyệt, bây giờ đã là cực độ chật vật. Nàng cũng không phải là không một chiến chi lực. Nhưng đánh cùng không đánh không có gì khác nhau, nàng chặt ác long nhất kiếm, đối phương cái gì vậy không có, nếu đối phương chặt nàng một kiếm, vậy thì không phải là đau chuyện.
Ô ô, hắc ám cũng không bình tĩnh, lệ quỷ tiếng kêu rên liên tiếp. Có lẽ là bởi vì ác long quá mạnh quá kinh khủng, thậm chí hắc động không biết tồn tại, đều rất cảm thấy kiềm chế, hoặc bỏ chạy hoặc ẩn núp, không dám chút nào tới gần, ngay cả tiếng giống đều mang e ngại ý vị. Phía trước, kinh hiện một đạo hồ quang. À không đúng, đó là một đầu tinh hà, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết hướng chảy phương nào, chỉ biết đặt tại trong bóng tối, phá lệ bắt mắt, tiên vương tâm cảnh như giao nguyệt, đều đôi mắt đẹp mông lung, chỉ vì tinh hà rong chơi quang, có một loại thu hút tâm thần người ta ma lực. Phá! Giao nguyệt tâm bên trong một quát, cưỡng ép xua tan tạp niệm. Nàng từng bước đi qua tinh hà, vẫn như cũ trốn cũng không quay đầu lại. Nhìn đen nhánh ác long, truy đến tinh hà biên giới, lại đột nhiên ngừng. Không khó nhìn thấy, nó to lớn mắt rồng bên trong, giấu đầy là sợ hãi. Giống. Nhưng ngửi nó gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi lui vào hắc ám. Nó đi, lúc đến nhiều bức hống hống, lúc đi ỉu xìu không kéo mấy. Ai? Đã thoát ra rất xa giao nguyệt, vô ý thức ngừng chân. Sau lưng, đã không tiếng long ngâm, cũng lại không thấy ác long. Lui. Giao Nguyệt lông mày xinh đẹp trao lên. Triệu Bân cũng tại nhìn, có vẻ như từ Giao Nguyệt vượt qua tinh hà, ác long liền không có đuổi nữa. Thật lâu, cũng không thấy phương kia có động tĩnh, hai người lúc này mới thở dài một hơi, lui tốt. Lui cũng không cần trốn nữa, bị một tôn bán thần nhìn chằm chằm truy, quả thực rất nguy hiểm. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Bân nhảy ra tử phủ, hướng về Giao Nguyệt trong miệng lấp một khỏa đan dược. Ác long thật không biết thương hương tiếc ngọc. Chiều chiều cũng là hướng phải chết đánh, mạnh như Giao Nguyệt cung chủ, đều thương thê thảm, nếu đổi lại là hắn, 10 cái đều không đủ đầu ác long kia diệt. Đi! Giao Nguyệt cuối cùng liếc mắt nhìn, lôi kéo Triệu Bân biến mất không thấy gì nữa. Phía sau nhiều ngày, hai người cũng như cô hồn dã quỷ, trong bóng đêm phóng đáng, gặp đại quái vật, liền tránh ra thật xa, ở đây thật nhiều địa đầu xà, bọn hắn ngoại lai. Không thể trêu vào. Bất quá, cơ duyên cùng ách nạn cùng tồn tại. Hắc động gặp nguy hiểm, từ cũng có tạo hóa. Như Triệu công tử, nhặt được một ngụm nồi sắt lớn, không biết được là vị nào đại lão chế tạo, chất liệu rất là bất phàm, lấy chiến lực của hắn, lại đều gõ không nát, vẫn là Giao Nguyệt cung chủ ra tay, mới đưa nồi sắt đập nát, răng lợi thật tốt long uyên, đủ gặm nửa tháng lâu. Cùng hắn đồng hành, Giao Nguyệt sao có thể không nhặt một chút bảo bối. So sánh Triệu Bân nồi sắt lớn, nàng tại hắc động đạt được chi vật, liền phá lệ xinh xắn linh lung. Đó là một con ngọc vòng tay, toàn thân xanh biếc, là một tôn bất phàm pháp khí, không được hoàn mỹ chính là, vòng ngọc cũng không hoàn chỉnh, phá một chỗ lỗ hổng, khiến uy lực lớn ngã. Cái kia có ánh sáng. Đi tới một vùng tăm tối, Triệu Bân đột nhiên định thân. Giao Nguyệt cung chủ ánh mắt tốt hơn hắn làm cho, có thể mơ hồ thấy rõ, đó là một khối lục địa, lẻ loi treo ở trong hắc ám, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cho dù là cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác khí tang thương. Gọi hắn là hắc động tiên thổ, có vẻ như không có tâm bệnh. Hai người đều xách ra kiếm, lén lén lút lút tới gần. Trong lúc đó, Triệu Bân không chỉ một lần nhìn Giao Nguyệt, nhìn bên dưới bụng. Không biết từ chỗ nào một cái chớp mắt lên, Giao Nguyệt bản nguyên, biến phá lệ không ổn định, hơn nữa, còn có khí huyết tràn ra ngoài, mỗi một sợi đều dắt cuốn lực lượng thần bí, hắn không biết vì sao như thế. Có bảo vật, Giao Nguyệt nhìn chính là hắc động tiên thổ. Đã nhìn ra, Triệu Bân xách ra kính viễn vọng. Từ chiều này phương kia nhìn, có thể gặp tiên quang tràn đầy, có thể gặp dị sắc dâng lên, mông lung bên trong, giống như có thể được gặp một gốc thanh liên, trồng ở trong ngọn núi, còn có một vòng tử nguyệt phối hợp. Tử nguyệt thanh liên. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, ánh mắt rực rỡ sinh huy. Đây chính là đồ tốt, là thế gian ít có kỳ vật. Đã kỳ vật, người bình thường không dùng đến, cần đặc thù huyết mạch. Tựa như Giao Nguyệt cung chủ loại này, nàng bản nguyên sở dĩ sao động, hơn phân nửa là bởi vì gốc kia thanh liên, hai người đều có tử nguyệt dị tượng, nhất định có không tầm thường ngọn nguồn, trái lại hắn, bản nguyên gì động tính cũng không có. Hắn đoán một chút cũng không giả, Giao Nguyệt cùng thanh liên đích xác rất có ngọn nguồn. Hoặc có lẽ là, tử nguyệt thanh liên chính là từ nàng bực này huyết mạch bản nguyên tưới nước. Phàm kỳ vật chung quanh, tất có cường đại tồn tại. Triệu Bân hữu mô hữu dạng kết động ngón tay, như thế một cái bảo bối đặt tại cái kia, không người tới lấy, không có quỷ dị mới là lạ lạc. Nhưng, đợi bọn hắn leo lên hắc động tiên thổ, đợi bọn hắn thận trọng tuần sát một vòng lại một vòng sau, chớ nói bóng người, chớ nói cường đại quái vật,
liền một con chim nhỏ đều không. Không nên a. Triệu Bân đứng cao nhìn xa, thật không có người thủ hộ. Giao Nguyệt cũng kinh ngạc, vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, cũng thần sắc kỳ quái, không gian trong lỗ đen, có như vậy bao kinh khủng tồn tại, không có lý do không nhìn thấy Tử Nguyệt Thanh Liên, đều coi thường. Không cần thì phí, Triệu Bân giúp Giao Nguyệt hái xuống. Hai người như kẻ trộm, cầm Tử Nguyệt Thanh Liên, quay người độn không còn hình bóng. Phía sau, Triệu Bân còn hóa ra phân thân trở về nhìn, rất lâu cũng không thấy có dị dạng. Cái này tạo hóa tới nhẹ nhõm, Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Mấy ngày sau, hai người lại tìm một mảnh cổ lão tiên thổ. Khối này lục địa phá lệ huyền dị, trong đó sơn nhạc rất nhiều, toàn thân đều hiện ra ánh sáng màu bạc, để cho người ta bất giác cho là, trong đó cũng cất giấu hiếm thế chân bảo, hơn nữa còn không thiếu. Lúng túng chính là, không có bảo bối. Nơi đây chính là nhiều núi, chỉ thế thôi. Đến nỗi ánh sáng màu bạc, chính là thổ nhưỡng sở trí. Liền cái này, Giao Nguyệt bàn ngồi ở đỉnh núi, đem Tử Nguyệt Thanh Liên sáp nhập vào thể nội. Có này Thanh Liên tại, nàng có thể khôi phục thương thế, làm không tốt còn có thể tiến giai. Triệu Bân liền chuyên nghiệp, một hơi hóa ra hơn 3.000 phân thân, đứng ở mỗi sơn phong, trong đó có hơn phân nửa, còn phân bố ở tiên thổ bên ngoài, là cái gọi là bên ngoài canh gác. Ta nói lời giữ lời. Ngươi đừng cho ta như xe bị tuột xích. Chờ an bài tốt phân thân, Triệu Bân mới chuyển ra một đống đồ tết. Xong, đồ tết liền bị một mồi lửa toàn bộ đốt đi, trong ngọn lửa chiếu rọi chính là hương. Diễm hình ảnh, mà hắn, thì mang theo một cây tiểu côn, xuyên lấy mặc thiên ban chỉ, đặt ở trên ngọn lửa đốt, đánh thật xa như vậy một nhìn, không biết. Còn tưởng rằng hắn đặt cái kia nướng thịt đâu. Không hổ Nguyệt Thần Đồ Nhi, ta lòng rất an ủi. Hỗn Thiên Ma Vương một lời, lời nói ý vị sâu xa. Ban đêm Đại La Tiên Tông, an lành yên tĩnh. Ngoài núi, có thể gặp một đạo hắc ảnh tự do tại dưới ánh trăng, tựa như cô hồn dã quỷ. Cẩn thận một nhìn, chính là Vĩnh Hằng Đạo Thể, từ rời đi thần minh di tích cổ, hắn liền trèo non lội suối tới Đại La Tiên Tông, dĩ nhiên không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy, là đến tìm Đại La Thánh Tử, chỉ tiếc không trùng hợp, Triệu Bân cũng không tại tông nội, hắn đã đợi rất nhiều thời gian. Ngày khác lại đến. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn lui vào hắc ám, càng lúc càng xa. Không khó nhìn thấy, hắn mỗi đi một bước, bên ngoài cơ thể đều có thần bí sức mạnh rong chơi, thậm chí lưu tại dấu chân trên đất, đều bị che giấu, liền trôi tràn khí tức, cũng cùng nhau bị xóa đi. Hắn như nhàn tản du khách, đi là khắp không bờ bến. Sau lưng, không có vết chân của hắn, cũng không dấu vết của hắn. Đi tới một mảnh thương nguyên, hắn yên lặng định rồi thân. Cũng không phải là mệt mỏi, cũng không phải là muốn nghỉ ngơi, là có người ngăn cản đường đi của hắn, chuẩn xác hơn nói, là một cái hóa hình người chim đại bàng. Không sai, là đại bàng, ánh mắt như kiếm giống như lăng lệ. Đạo hữu, thật là lạ mặt a. Đại bàng nhìn không chớp mắt. Hắn nhìn rõ ràng, gặp nửa đêm, gặp trời tối người yên, thì thấy người này tại Thiên Tông bên ngoài tản bộ, bóng lưng để cho hắn rất quen thuộc, đặc biệt là cái kia hai con ngươi, tựa như ở đâu gặp qua. Làm gì, đối phương che quá kín đáo, thấy không rõ tôn dung. Nguyên nhân chính là có phần này hiếu kỳ, hắn mới một đường đuổi tới nơi đây. Đồng dạng cảm giác quen thuộc, Vĩnh Hằng Đạo Thể cũng có vẻ như từ hắn ra phổ thiên tinh thần, nhìn ai cũng là quen mặt, cái này khiến hắn cảm thấy phảng phất hoàng cùng mê mang, cuối cùng cảm giác là trong mộng phóng đãng. Khách qua đường mà thôi, Vĩnh Hằng Đạo Thể thản nhiên nói. Ngươi như nói chuyện phiếm như vậy, bọn ta nhưng là muốn bão nổi. Lời còn chưa dứt, thì thấy Vĩnh Hằng Đạo Thể sau lưng, lại hiển hóa ba người. Chính là Quỷ Tinh Nghịch, Khò Khè Em Bé cùng đầu chọc lão bọn hắn, hơn nữa cũng là mang theo gia hỏa tới, càng thuộc có thể phá phách cái kia nhân tài, trong tay đen nhánh côn sắt, nhất là sáng rõ. Thuận tiện hay không lấy xuống áo bào đen, Khò Khè Em Bé nói, vẫn không quên đối thủ bên trong đao hà ra từng hơi, dùng tiểu y tay áo trà sát lại xoa, hắn đã có rất nhiều ngày không đánh nhau. Lanh lẹ. Đầu chọc lão cũng thả lời, cũng không phải là hù dọa, là thật có khai chiến tư thế. Đối phương phối hợp còn tốt, nếu là không cho mặt, bọn hắn là không ngại động mạnh, 4-1, trói lại tiểu tử này nên không thành vấn đề, có thể quần ẩu, kiên quyết không một mình đấu. Vĩnh Hằng Đạo Thể không nói, nhấc chân liền đi. Hắn thân pháp quỷ quyệt, đúng như một cái u linh. Bốn người từ không làm, tại chỗ mở quần ẩu mô thức. Đêm này, Thương Nguyên rất náo nhiệt. Đêm này,
ba người một chim bị đánh. Mãi đến Vĩnh Hằng đạo thể rời đi rất lâu, mới gặp bọn họ đứng lên, nên bị đánh mơ hồ, đều ỉu xìu không đáng chú ý ngồi dưới đất, không chỉ lúng túng, còn có một chút hoài nghi nhân sinh. Lão Phu không nhìn lầm chứ? Vĩnh Hằng đạo thể. Bản mệnh dị tượng không lừa được người, hoàn chỉnh huyết thống. Tính sai, liền nên lôi kéo Không Niệm Thiên một khối tới. Quay về một đường, bốn người khập khiễng, không chút nào ảnh hưởng nói chuyện phiếm. Sự thật lại một lần chứng minh, tiên giới ngọa hổ tàng long, như Vĩnh Hằng đạo thể, đơn thuần chiến lực, liền không hề yếu Triệu Bân, tiếc nuối là, bọn hắn đến không nhìn thấy đối phương chân dung. Nói đến Triệu công tử, còn đặt cái kia tận tụy sưởi ấm. Vì tỉnh lại thần minh pháp tắc, hắn tối nay có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Nhìn Mạc Thiên Ban chỉ, đều bị đốt ô bảy, tám đen, nhưng giấu tại trong đó pháp tắc, vẫn là không một chút phản ứng, yên lặng như vậy, giống như tại giải thích một câu nói, không đủ, tiếp tục đốt. Đốt, bao no. Triệu Bân lại chuyển ra một đống. Giao Nguyệt cung chủ từng trách mắt mong nhìn, chào đón cái kia một vài bức tranh, không chỉ một lần kéo khóe miệng, là nàng cô lậu quả văn. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết hàng Tết, quả nhiên thanh kỳ. Du chứ điểm nhi. Cái này, là Giao Nguyệt muốn nói, lưu mấy tấm cho nàng học một ít kinh nghiệm. Ma Vương cũng là đau lòng, tưởng tượng năm đó, Hỗn Thiên Ma Thần cũng là một cái chuyên nghiệp người thu thập, đừng hỏi, hỏi chính là Nguyệt Thần Mang Hảo, đó là một cái đại tỷ đại, nhà hắn bản tôn nhiều nhất là tiểu tùy tùng. Chờ thu con mắt, Giao Nguyệt mới an tâm tan thanh liên. Chuyên trúc cơ duyên của nàng. Lại là một hồi tạo hóa. Bên này, Triệu Bân càng đốt càng mặt đen, đồ tết một đống tiếp một đống ném, nhưng thần minh pháp tắc, lại bền lòng vững dạ, hắn có chút hối hận, cuối cùng cảm giác bị thủy tổ pháp tắc lừa gạt. Tiểu Thiên Thiên, người tiên tông hậu bối quả thực có ý tứ. Trong cõi u minh lời nói, không người nghe thấy. Thượng thương nhóm cũng không trò chuyện a, dù sao cũng phải tìm chút niềm vui. Oanh! Trong bóng tối ngân quang tiên địa, đột nhiên nổ tung một tiếng oanh minh. Âm thanh truyền lại từ Giao Nguyệt, dung tử Nguyệt Thanh Liên, càng là lột xác huyết mạch. Sau đó, chính là một vài bức dị tượng, cùng với ảo diệu thiên âm diễn hóa, dị tượng tới hùng vĩ, thậm chí Giao Nguyệt sự trước tiên bày ra che lấp cấm chế, đều thành bài trí, khó mà che giấu. Điềm tốt, Triệu Bân cách không nhìn ra xa, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Giao Nguyệt cung chủ yếu niết bàn, khó tránh khỏi có thể đột phá tu vi. Nhìn qua phương kia, hắn lại vô ý thức trách mắt, tập trung vào hắc ám chỗ sâu, bốn phương tám hướng, đều có tiếng gầm vang vọng, tùy theo mà đến, chính là từng cỗ nhuộm mùi máu tanh hàn phong, nên Giao Nguyệt dị tượng quá mức hùng vĩ, thậm chí kinh động đến không biết tồn tại. Lão đại, bị Triệu Bân phái đi ra ngoài phân thân, đều truyền về lời nói. Không cần hắn nhóm dự cảnh, Triệu Bân cũng đã trông thấy. Có quỷ dị tà vật hướng cái này mà đến, lại cũng không phải là một cái. Là ô ương ương một mảng lớn, mỗi cũng như cửu u chạy ra lệ quỷ, toàn thân tươi huyết lâm ly, liền trong miệng chảy tràn chảy nước miếng, đều nhuộm tinh hồng huyết sắc, còn có cái kia hai con ngươi, đều hiện ra ma tính quang, tham lam cũng hung tàn. Nhắm mắt khoanh chân Giao Nguyệt, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Một hai con tà vật không có gì, thế nhưng lại là một mảnh uông. Dương biển cả, liền nàng xem đều tê cả ra đầu, là nàng làm không chu đáo, không thể che khuất dị tượng. Mới dẫn xuất họa loạn như vậy. Yên tâm thuế biến. Triệu Bân sách ra Long Uyên, cũng triệu hồi bên ngoài phân thân. Giao Nguyệt tại niết bàn thể phách, không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể hắn tới chặn. Hắn như một đạo tiên quang, hành tẩu ở tất cả sơn phong, bày ra từng chiếc chu tiên xe nỏ, còn có ngân quang tiên thổ cùng hắc động giáp giới chỗ, cũng là một chiếc sát bên một chiếc bầy, chu tiên nô lên khung, nhắm ngay bốn phương tám hướng, tà vật nếu dám tới gần. Vậy liền cuồng oanh loạn tạc. Nói đến là đến. Như nước thủy triều tà vật như biển, thật sự đem mảnh này tiên thổ, coi là mục tiêu. Đánh. Triệu Bân vừa quát âm vang, huy kiếm chỉ phía xa hắc ám. Ra lệnh, chu tiên nô xe bật hết hỏa lực, cường nổ giống như quang vũ xẹt qua hắc ám. Oanh, phanh. Tiếng nổ vang lên theo, vô số phù chú mở ra. Tà vật gặp tai vạ, đặc biệt là xung kích ở phía trước những cái kia. Đều bị tạc chân cụt tay đứt bay đầy trời, nội tình hơi yếu giả, trong khoảnh khắc thành một vũng máu bùn, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Lại đến, chấp trường xe nỏ Triệu Bân phân thân, đều phá lệ tới tinh thần. Cường nỗ lực sát thương vô song, tà vật bị liên miên oanh diệt. Nhưng, bọn chúng không có chút nào e ngại, như tự công thành,
che già măng mọc, mỗi ngã xuống một mảnh, liền có một mảnh khác xông tới, rất có một bộ. Không đem mảnh này tiên thổ thôn tính tiêu diệt không coi là xong tư thế. Có người khống chế. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, con mắt cực điểm híp lại. Như bực này chàng diện, hắn từng tao ngộ qua, cũng chính là ngày xưa U Linh, bị người âm thầm điều khiển, không có ý thức tự chủ, cũng là vũ khí giết người, chỉ cần có mệnh lệnh, liền tử chiến không lùi. Đáng tiếc, hắn tầm mắt có hạn, tìm không được tà vật người điều khiển. Theo hắn suy nghĩ, người điều khiển hơn phân nửa sẽ không rất mạnh, bằng không thì, cũng sẽ không để tà vật tại vò tới trước phong làm pháo hôi. Lão đại, không ngăn được. Một phương, truyền đến phân thân kêu gọi. Triệu Bân mong nhìn lên, liên miên tà vật đã tấn công tiên thổ. Không suy nghĩ nhiều, hắn bước ra một bước đỉnh núi, huy kiếm xuống. Ngừng lại, vạn đạo kiếm mang vung vãi. Cùng một trong nháy mắt, hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi trùng sát đi ra, một cái hóa thành huyết hải, một cái hóa thành lôi hải, tàn phá bừa bãi lăn lộn, cường thế thôn tính tiêu diệt tà vật, lại đem kẻ xâm lấn cưỡng ép đánh trở về. Bên này vừa mới đánh lui, một phương khác lại có kêu gọi. Tà vật rất nhiều, tung cường nỗ lực sát thương vô song, cũng không chịu nổi đối phương che già măng mọc, thậm chí bị giết ra khe, tà vật như biển máu giống như tràn vào. Triệu Bân một bước vượt ngang hư thiên, đã rơi vào trong tà vật sóng người, một kiếm đâm vào đại địa, thiên lôi trận. Ngừng lại, lôi quang lưỡi kiếm phá đất mà lên, từ bãi triều bên trên phách chạm, đem từng cái tà vật, hủy đi thất linh bát lạc, kèm theo ma tính tiếng kêu rên, dù là hắn đều suýt nữa tâm thần thất thủ. Lão đại, bên này. Nói chuyện vớ vẩn, ngăn không được. Có gan đơn đấu. Các phân thân kêu gọi, liên tiếp truyền đến. Bốn phương tám hướng tất cả tà vật, bốn phương tám hướng cũng đều có khe bị đánh ra. Triệu Bân tay cầm Long Uyên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại tiên thổ chạy tới chạy lui. Ma vương là quần chúng, nhìn chằm chằm lại là một phương khác. Tà vật không đáng sợ, căn bản giết không chết Triệu Bân. Chân chính đáng sợ. Là tà vật người điều khiển, cũng ở đây mảnh hắc ám. Đó là một cái hắc bào nhân, cơ thể khi thì vặn vẹo, cũng khi thì ngưng thực, màu đen con mắt, hiện đầy huyết sắc u quang, vô luận là nhìn Triệu Bân, vẫn là nhìn Giao Nguyệt, đều tràn ngập vẻ tham lam. Hôm nay vận khí không tệ. Một cái vĩnh hằng thể, một cái tử nguyệt tiên thể, hai con cá lớn. Giúp đỡ chút a. Triệu Bân một bên huyết chiến một bên mắng to, mắng tất nhiên là thần minh pháp tắc. Hắn cũng không phải sợ tà vật, là sợ tà vật tới gần Giao Nguyệt, nếu quấy rầy Giao Nguyệt thuế biến Niết Bàn, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói, pháp tắc thật sự đi ra. Nó có lẽ là chưa tỉnh ngủ, ỉu xìu không kéo mấy. Tới. Triệu Bân một bước lên trời, huy kiếm chỉ phía xa thiên khung. Ngừng lại, tiếng sấm vang dội, ức vạn sấm sét xé rách. Cảnh tượng hoành tráng đi, vẫn là thiên lôi quyết dễ dùng, đếm không hết lôi đình. Từ trong hư vô đánh xuống, rơi vào trong đống người chính là một mảnh, cái này có thể so sánh Chu Tiên Nô Xe dễ dùng nhiều. Giống. Kỳ Lân gào thét, hoàn toàn như trước đây bá khí ầm ầm. Triệu công tử đại phách lực, lôi điện từ thiên xuống, Kỳ Lân thì từ tiên thổ hướng ra ngoài lao nhanh, cứ thế đánh tà vật một cái phản công kích, quỷ hiểu được có bao nhiêu bị dẫm chết, tà vật uông. Dương, cũng bị sông thất linh bắt lạc, càng nhiều thê lương kêu rên, tại hắc ám vang vọng. Khá lắm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. U tiếng cười vang vọng, tà vật người điều khiển đi ra hắc ám. Tà vật sợ sấm điện, hắn cũng không sợ, lôi đình rơi vào trên người hắn, liền quỷ dị biến mất, không những không có thương hắn một chút, còn bị nuốt đi lôi tức, bên ngoài thân lôi điện thấp chấp động. Siêu quần bạt tụy a, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Hắn lấy Thiên Lôi Quyết đánh qua nhiều người như vậy, vẫn là đầu hẹn gặp lại có người nuốt lôi tức. Phải biết. Lôi đình bên trong là tiềm ẩn thiên uy, nuốt vào thể nội, sẽ gặp phản phệ. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Triệu Bân bên trong nhìn thể phách, nhìn chính là thần minh pháp tắc. Hôm nay thần minh pháp tắc, có vẻ như so với trước kia không đầy đủ không thiếu. Nguyên nhân chính là không đầy đủ, pháp tắc giao phó cho lực lượng của hắn, mới cùng lúc trước không có khả năng so sánh. Oanh! Tà vật người điều khiển một bước vượt qua hắc ám, muốn đăng lâm ngân quang tiên thổ. Triệu Bân đâm đầu vào đỉnh đi lên, phách thiên nhất kiếm, cưỡng ép đem hắn ngăn lại. Đến nước này, hắn mới nhìn rõ đối phương tu vi, chính là một tôn đỉnh phong tiên vương, hơn nữa nội tình không tầm thường, không biết tại hắc động sống bao lâu, chỉ biết hắn bản nguyên quỷ quyệt, rất có thôn phệ chi lực. Cũng đúng, ngay cả thiên lôi quyết lôi tức cũng dám nuốt,
há là một người như vậy vật. Nho nhỏ thái hư cảnh, quả thực đánh giá thấp ngươi. Bị Triệu Bân nhất kiếm chảm lui, tà vật người điều khiển có chút kinh ngạc, hắn nhưng là đỉnh phong tiên vương, lại không phải bình thường đỉnh phong tiên vương, tu vi tuyệt đối áp chế, lại bị thái hư cảnh cản lại. Nhìn qua mới biết, trong cơ thể đối phương có một đạo pháp tắc hộ thể. Chờ một phen phân biệt, ai nha, thần minh cấp pháp tắc. Tuyệt cảnh, mở. Ma đạo, mở. Thiên sát, mở. Triệu Bân tiếng quát không ngừng, liên tục khai tam đại cấm pháp. Không có cách nào, Giao Nguyệt Vô Hạ hắn chú ý, không mở được thiên sát khế ước, cũng không mượn được tu vi cùng sức mạnh, chỉ dựa vào một đạo mơ hồ pháp tắc hộ thể, đối đầu một tôn cực kỳ khủng bố đỉnh phong tiên vương, hắn rõ ràng chiến không được, như thế, hắn phải liều mạng cứng rắn tài năng đi. Lại vẫn là thiên sát cô tinh. Tà vật người điều khiển con mắt, nở rộ cực nóng tinh quang. Hắn không lại lưu thủ, vung cánh tay lên một cái, bao phủ huyết sắc ma hải mà đến. Lăn ra ngoài. Triệu Bân mở vĩnh hằng tiên vực, va chạm ma hải. Phía sau hình ảnh, phá lệ huyết tinh, vĩnh hằng tiên vực không dung chuyển ma hải, trong khoảnh khắc sụp đổ, đáng sợ phản phệ, để cho hắn nổ nửa cái tiên khu, huyết cốt sụp đổ đầy hắc ám. Siêu. Người điều khiển như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống, một ngón tay đâm về Triệu Bân mi tâm. Đó là phong cấm nhất chỉ, một khi bị mệnh chung, chắc chắn sẽ bị hắn giam cầm. Triệu Bân phản ứng không chậm, trong nháy mắt né qua, lật tay liền giết trở lại một kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ. Người điều khiển bước cách tràn đầy, một trường vung mạnh lật ra Triệu Bân. Không đợi Triệu Bân rơi xuống, ma hải liền cuốn tới, vừa đối mặt đem hắn nuốt hết. Mở. Triệu Bân một tiếng lạnh quát, mạnh khai vĩnh hằng kim thân. Vẫn là khổ người tốt đẹp làm cho, ma hải bị sinh sinh xé rách. Hắn như một đầu thương long vọt người mà ra, đại la thiên tay rộng rãi bàng bạc. Tiếc nuối là, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tà vật người điều khiển chỉ nhẹ nhõm một trường, liền vỡ nát thiên thủ. Triệu Bân không địch lại, lại một lần hoành lật ra đi, vừa mới tái tạo tiên khu, lại bị chấn huyết cốt tràn trề, may thần minh pháp tắc che chở. Bằng không thì, một trưởng này liền có thể hủy hắn nhục thân. Vô vị. Người điều khiển cách không lấy tay, phong cấm chi lực kinh khủng. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, tám đạo tiếp thiên quyền hợp nhất, đâm đầu vào đánh lui đại thủ. Cùng một trong nháy mắt, vĩnh hằng giới có từng đạo tiên quang bay ra, mỗi một đạo, cũng là một tôn pháp khí, lại cũng là hàng thật giá thật tiên vương. Minh, nở rộ đều là hào quang sáng chói. Đúng lúc gặp người điều khiển giết tới. Đông đảo tiên vương pháp khí cùng nhau tự bảo. Tiếng oanh minh đầy đủ rung động, dù là đỉnh phong tiên vương, đều bị tạc lộn nhào. Nhưng, cũng chỉ là lộn nhào, người điều khiển nội tình hùng hậu, thể nội cũng có thần bí chi lực hộ thể, thậm chí đông đảo pháp khí tự bảo, chớ nói thương hắn, liền hắn phòng ngự cũng không phá vỡ. Tiểu bối, còn có gì dựa dẫm? Người điều khiển nhe răng cười, cười xâm nhiên đáng sợ. Đường đường đỉnh phong tiên vương, ăn quả đắng như vậy. Triệu Bân cái này phát thao tác, đã đem hắn chọc giận tới, hắn cải biến chú ý, chờ đem vĩnh hằng truyền thừa bắt giữ, sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Phốc! Triệu Bân ho ra đầy máu, nhục thân có giải thể dấu hiệu. Hắn bao nhiêu nghiêu bức a, tự bạo nhiều pháp khí như vậy, lại là tiên vương cấp, bây giờ còn có thể sống được đứng ở chỗ này, đã là kỳ tích, tiên vương cấp phản phệ, ai khó chịu ai biết. Phong! Người điều khiển đăng nhập tiên thổ. Một tòa bảo tháp từ thiên phủ xuống. Triệu Bân không đợi đứng vững, liền bị chùm vào trong tháp. Trong đó, pháp tắc bay tán loạn, càng có lửa nóng hừng hực thiêu đốt, đã quỷ dị vô cùng gò bó, hắn thiên sát trạng thái, trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, ma đạo trạng thái cũng theo đó tán loạn. Mở cho ta. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, một quyền đánh ra. Hắn quyền uy là không tầm thường, lại bị bảo tháp cấm chế tháo sạch sẽ, một quyền như đánh vào không trung. Không thể nổi lên nửa chút gợn sóng, càng chớ nói phá vỡ bảo tháp phong ấn. Bước ngoặt nguy hiểm, mơ hồ thần minh pháp tắc, lóe lên thần minh chi quang. Tuy chỉ một cái chớp mắt, đầy đủ Triệu Bân mở vĩnh hằng chi môn. Oanh! Bảo tháp nổ tung, bị vĩnh hằng chi môn no bạo. Người điều khiển lại kinh ngạc, cái này tiểu vĩnh hằng thể, thủ đoạn không tầm thường, chính xác nói, là thần minh pháp tắc không tầm thường, có thể giúp đỡ tại hắc động mở vĩnh hằng chi môn, hơn nữa. Còn phá hắn bảo tháp. Thuộc về ta. Người này rất tự giác, một tay thăm dò vào Triệu Bân thể phách, muốn phân ly thần minh pháp tắc. Đánh mặt kiều đoạn, tới hợp thời sấn cảnh, đã nói xong về hắn,
nhưng hắn một cái phân ly, sững sờ không có túm ra pháp tắc, không những không có túm ra, còn bị thần minh pháp tắc chặt một đao. Đại chiến đến nước này, hắn lần thứ nhất phá phòng ngự, lòng bàn tay nhiều một đạo huyết khe, hơn nữa, huyết khe vết thương khó mà khôi phục. Ma vương nhìn cái kia tiếc nuối cái nào. Như thần minh pháp tắc không mơ hồ, một đao này chém đi xuống, sẽ vô cùng sảng khoái. Thần long bãi vĩ, Triệu Bân quát to một tiếng. Hoàng kim cự long gào thét mà ra, bỏ rơi người điều khiển một hồi lảo đảo. Lần này, u cười người điều khiển, ngừng lại diện mục dữ tợn, phẫn nộ của hắn, là đối với Triệu Bân, cũng là đối với thần minh pháp tắc, người mẹ nó biết không thiếu a. Lại vẫn dám chặt bản tôn. Tiên vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn mi tâm khắc ra một đạo bí văn, tương tự một cái đầu lâu. Uy áp, tức thì bạo tăng, lúc trước bị xé nứt ma hải, lại một lần đoàn tụ, mang theo cuốn rộng rãi chi lực, hướng Triệu Bân lăn lộn mà đến, vẫn là vừa đối mặt, trực tiếp cuốn vào. Phốc, Triệu Bân tàn phá nhục thân, cuối cùng là nhịn không được, trong nháy mắt nổ thành xương máu. Tiên vương cũng chia cấp bậc, vị này chiến lực, so kiếm thánh không kém bao nhiêu. Người mẹ nó, dưới tuyệt cảnh, Triệu Bân bạo nói tục. Một cái chớp mắt này, hắn dung hợp luân hồi cùng tạo hóa, lại ra chỉ lực chi pháp tắc, kiếm chi đạo uẩn, bản nguyên huyết mạch. Ngưng kết trở thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng, cưỡng ép bổ ra ma hải. Người điều khiển hơi nhíu mày, tên oát con này chính xác quái thai a. Chỉ thái hư cảnh tu vi, lại hai lần phá vỡ hắn ma hải, lại là pháp tắc tại trợ chiến. Nhưng cái kia pháp tắc rất mơ hồ a. Oanh! Triệu Bân một bước rơi xuống, đạp đại địa băng liệt. Nhục thân không còn, hắn chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Liều chết quá ác, hắn lúc này đã là đứng không vững. Ngươi, để cho bản tôn thật bất ngờ. Tà vật người điều khiển cười, phá lệ phấn khởi. Cái này vĩnh hằng thể không tệ, mặc dù là nửa cái siêu, nhưng nội tình không tầm thường, tu nhiều như vậy pháp tắc, nếu là cho hắn nuốt, tuyệt đối đại tạo hóa, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi ra tay. Vẫn là xâm nhiên ma trưởng, cách hắc ám dò tới. Triệu Bân cưỡng ép đứng vững, rút kiếm liền muốn giết ra. Nhưng vào lúc này, sau lưng có một hơi gió mát phật tới, đem hắn cuốn đi. Sau đó, chính là một cái trong suốt tay ngọc, nhẹ nhõm đả diệt ma trưởng, kèm thêm người điều khiển, cũng cùng nhau vung mạnh lộn ra ngoài, bay ngược bên trong, cơ thể phách còn từng tấc nổ tung. Đụng đến ta tướng công, tất chu ngươi xuống hoàng tuyền. Giao Nguyệt đã lên thân, cũng đã đạp thiên mà đến. Nhìn nàng khí thế, cũng không phải là tiên vương, nghiễm nhiên là bán thần cấp. Bán thần. Mắt thấy Giao Nguyệt cung chủ uy thế, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ. Này kết cục có thể xưng hoàn mỹ, không uổng công hắn liều chết ngăn cản tà vật. Nhưng, tại Giao Nguyệt mà nói, cái này cái gọi là hoàn mỹ, lại là một loại thật đáng buồn tiếc nuối, nàng là có cơ hội nhất cử phong thần, làm gì, ngân luận luyện hóa, không chỉ tổn hại nàng căn cơ, còn hỏng khí vận của nàng, như thế, chú định nàng muốn trước tiên đi bán thần một bước này. Ai? Ma vương cũng tiếc hận, định số từ đầu đến cuối có biến số. So sánh Giao Nguyệt, nhà hắn bản tôn cũng rất may mắn, là từ đỉnh phong tiên vương nhảy lên thành thần, bực này ví dụ, sử thượng nhìn mãi quen mắt, phong thần lộ không nhất định kinh nghiệm bán thần. Oanh! Tà vật người điều khiển rơi xuống đất, đập hắc ám sấm sét vang dội. Hắn là thê thảm, cũng là hối hận. Liền không nên cùng cái kia vĩnh hằng thể quá nhiều dây dưa. Liền nên trực tiếp đối với tử nguyệt tiên thể ra tay. Cái này chỉnh, vĩnh hằng thể không có cầm xuống, còn để cho tử nguyệt tiên thể tiến giai bán thần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quỷ hiểu được một cái thái hư cảnh tiểu bối, có thể đem hắn tôn này đỉnh phong tiên vương kiềm chế lại, cái này hay không đi quan trọng, muốn tới tay lớn cơ duyên đại tạo hóa, trực tiếp trở thành thoảng qua như mây khói. Nói cho cùng, hay là hắn quá tự phụ, đánh giá thấp vĩnh hằng huyết thống, cũng xem thường tử nguyệt truyền thừa. Chuyện này không xong. Người điều khiển thả ngoan thoại, lại làm tối sợ chuyện, không dám cùng Giao Nguyệt đại chiến, trực tiếp lui vào hắc ám. Địa thế còn mạnh hơn người, tìm chỗ hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Ngươi, đi, Giao Nguyệt một lời cô quạnh. Theo nàng dứt lời, trong bóng tối có tiên hải mãnh liệt, trong biển có một vòng trong sáng tử nguyệt từ từ bay lên, kỳ quang huy phổ chiếu, thậm chí bỏ chạy người điều khiển, trong nháy mắt bị buộc ra chân thân. Thật coi ta sợ ngươi. Người điều khiển nghiến răng nghiến lợi, ma hải lại bao phủ mà ra. Giao Nguyệt liền cường thế,
một bước đạp ma hải ầm vang nổ diệt. Triệu Bân nhìn thổn thức, bán thần chính là ngưu bức, hắn liều mạng mới có thể xé ra ma hải, đến giao nguyệt cái này, lại một cước đạp tắt, tu vi tuyệt đối áp chế, quả nhiên không phải bầy nhìn. Phốc, người điều khiển đẫm máu, nửa cái thân thể đều nổ thành bùn máu. Hắn nội tình đích xác mạnh, sức hồi phục cũng dị thường bá đạo, thậm chí tan vỡ nhục thân, tại trong khoảnh khắc tái tạo. Cũng là tích tắc này, hắn thay đổi hình thái, mi tâm lại nhiều một đạo bí văn, cái trán còn sinh ra sừng thú, còn có lưng, đã lâu ra từng cây cốt thứ, uy nghiêm đáng sợ nhất chính là khuôn mặt, lại phủ kín lân phiến. Chớ nói Triệu Bân, ngay cả ma vương đều nhìn không ra là cái gì chủng loại, chỉ biết hàng này thể nội, có thần minh sức mạnh tại rong chơi, riêng là đem uy thế, thọt tới bán thần cấp, vô số oán linh, tại trong cơ thể kêu rên. Thiêu đốt bản nguyên cùng tuổi thọ. Triệu Bân hai mắt híp lại, đó là một loại hình thái, cũng là một loại cấm thuật, vì đề thăng chiến lực, cũng vì tỉnh lại thần minh sức mạnh, đại giới dị thường thảm liệt. Còn thiếu rất nhiều. Ma vương ngồi xếp bằng tại vĩnh hằng chi môn, ổn ép một cái. Người điều khiển có bán thần uy thế, cũng không bán thần tu vi, có thần minh sức mạnh, cũng không thần minh nội tình, đối đầu sâu không lường được giao nguyệt, chỉ có chịu trùy phần. Cái này như tại tiên giới, như thế cấp bậc giao nguyệt cung chủ. Là có thể đồ chí tôn. Đương nhiên, không phải bình thường thần minh ngoại trừ, thí dụ như Nguyệt Thần cùng Đế Tiên loại kia, cùng giai cơ bản vô địch, hơn nữa có thể vượt cấp đánh nhau. Ngay cả Ma Vương đều nói như vậy, người điều khiển há có thể không bị đánh. Chớ nhìn hắn một trận thao tác mạnh như cọp, chờ giao Nguyệt buông xuống, hết thảy đều yếu ớt như giấy trắng, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị lột sừng thú, kèm thêm lưng bên trên cốt thứ, cũng bị từng cây nhổ, còn lại chỉ là một bộ huyết lâm thịt nát nát vụn cốt. A, à, tà vật người điều khiển phẫn nộ gào thét, diễn mở Zedo Maso. Đó là một cái kình thiên cự nhân, thân thể nguy nga, ma sát tàn phá bừa bãi. Giao Nguyệt đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước, chỉ óng ánh tay ngọc từ thiên nắp rơi. Phốc, khổng lồ Zedo Maso, tức thì vỡ nát. Người điều khiển nhục thân, cũng hủy thành xương máu. Hắn cuối cùng là sợ, hư ảo nguyên thần liều mạng trốn chạy. Giao Nguyệt nhẹ giơ lên tay, đem hắn vây khốn vào trong màu tím mặt trăng, mặc cho người điều khiển kiệt lực va chạm, cũng dẫy không mở tử nguyệt gò bó, thể nội oán linh cùng ma sát, cũng bị sinh sinh tan hết. Đến nước này, hắc ám mới rơi vào bình tĩnh. Đến nước này, màu tím mặt trăng mới rơi xuống. Giao Nguyệt đại thần thông, luyện diệt người điều khiển chân thân, chỉ còn dư nguyên thần tinh túy cùng thần minh sức mạnh, cùng nhau sáp nhập vào trong cơ thể của Triệu Bân, chưa thỏa mãn Triệu công tử. Ngừng lại kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ rộng rãi bàng bạc chi lực, tràn ngập toàn thân hắn, suýt nữa no bạo thể phách. Nguyên thần tinh túy đi, hắn từng nuốt qua không ít, cũng là chân thân chất dinh dưỡng. Ngược lại là thần minh sức mạnh, để cho hắn rất cảm thấy mới lạ, nhìn tâm thần rong chơi. Nhìn một chút, thần minh sức mạnh biến mất, chính xác nói, là bị thần minh pháp tắc thôn phệ. Ta, Triệu Bân một hơi thở gấp thuật, tại chỗ ho ra máu. Thần minh pháp tắc làm như không có nghe thấy, làn khói vọt trở về Mạc Thiên Ban chỉ. Nuốt thần minh sức mạnh, nó một điểm không mơ hồ, không những không mơ hồ, còn phá lệ hăng hái, tại ban chỉ trong thế giới, trên nhảy dưới tránh, còn kém tới một câu, lão nương thiên hạ đệ nhất. Cho ta trả lại. Triệu Bân nắm ban chỉ, sắc mặt đen tối. Thần minh pháp tắc cũng là có ý tứ, tế một đạo thần minh chi quang, hoảng Triệu công tử hai mắt bôi đen. Ngụ ý cũng hết sức rõ ràng, yêu người nào người đó. Ta nuốt chính là ta. Chờ Triệu Bân hai mắt thành thanh minh, Giao Nguyệt đã rơi vào hắn bên cạnh thân. Nàng không nhìn thần minh pháp tắc, nhìn chằm chằm là sâu trong bóng tối, như nước đôi mắt đẹp phá lệ thâm thúy, có một tồn tại mạnh mẽ, đang hướng bọn họ cái này phương mà đến, liền nàng rất cảm thấy tim đập nhanh. Tới một không dễ chọc. Ma vương con mắt, đồng dạng cực điểm híp lại. Triệu Bân phát giác khác thường. Cũng hướng phương kia nhìn lại. Lọt vào tai, liền nghe xích sắt hoa lạp âm thanh. Trừ này, chính là một loại bước chân nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hắc ám động rung động, không thấy kỳ nhân, trước tiên cảm giác thần minh uy áp, băng lãnh chi khí, tựa như đến từ địa ngục. Tại bọn hắn mong nhìn xem, một bóng người tự hắc âm thầm chậm rãi đi ra. Đó là một cái nam tử trung niên, người khoác áo giáp, tay cầm chiến qua, như từ thời gian phần cuối mà đến. Đạp tuế nguyệt trường hà mà đi, đầu vai che đầy tuế nguyệt cho bụi, tang thương mà cổ lão. Hắn thể phách anh hùng hãn, lại hai mắt trống rỗng.
hắn uy áp cực mạnh, lại thần sắc thất thần. Trạng thái như vậy, rất giống khi trước cửu U tà quân. Cũng có thần minh sức mạnh, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nhìn nhiều sau đó, hắn lại phủ định cái suy đoán này. Không phải thần minh sức mạnh, cái kia rõ ràng chính là một tôn thần, chuẩn xác hơn nói, là một tôn thần minh cấp cổ thi, trong tay xách theo cái kia cán chiến mâu, chính là hàng thật giá thật cực đạo thần khí. Quỷ La Thần. Này một lời, Giao Nguyệt cùng Hỗn Thiên Ma Vương chăm miệng một lời. Hai người đều khó mà tin, trong truyền thuyết sớm đã táng diệt Quỷ La Thần Minh, lại cũng tại Hắc Động, mảnh này vô biên trong bóng tối vô tận, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu nhân vật khủng bố. Quỷ La Thần. Triệu công tử trong lòng một lời, đầu trở về nghe danh hào này. Nhìn Giao Nguyệt thần thái liền biết, cái kia không là bình thường thần. Rầm rầm, xích sắt va chạm âm thanh, lại một lần vang lên. Đưa mắt nhìn ra xa, mới gặp Quỷ La Thần thủ bên trong nắm chặt một sợi dây xích, mà xích sắt một chỗ khác, thì buộc một cái quái vật khổng lồ, đó là một đầu đã chết hắc long, khổng lồ như núi. Đen nhánh ma long. Triệu Bân gặp chi, không khỏi kinh hãi. Hôm đó, chính là đầu này long đuổi giết hắn cùng Giao Nguyệt, lấy Giao Nguyệt nội tình, đều bị thương cực kỳ thảm liệt, không nghĩ, lại bị Quỷ La Thần diệt, tôn kia thần minh cũng là có ý tứ, diệt diệt tất cả, còn lôi kéo nhân ra thi thể, tại Hắc Động vừa đi vừa về tản bộ. Oanh! Quỷ La Thần một bước định thân, đạp hắc ám lắc lư. Hắn mặt xám như cho, trống rỗng con mắt không thấy nửa điểm ánh mắt. Hắn tại nhìn Giao Nguyệt, cũng tại nhìn Giao Nguyệt cái kia luận màu tím mặt trăng. Hắn trong bóng đêm thủ hộ nhiều năm Tử Nguyệt Thanh Liên, tại mấy ngày trước đây ném đi, có vẻ như liền tại đây cá nhân thể nội. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Giao Nguyệt lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Nàng bên cạnh thân Triệu Bân, lúc này cũng rất cảm thấy kiềm chế. Rất rõ ràng, Quỷ La Thần không phải chạy cái này du sơn ngoạn thủy. Đang khi nói chuyện, Quỷ La Thần đã giơ lên tay, năm ngón tay mở ra hướng Giao Nguyệt. Chanh! Giao Nguyệt xách ra tiên kiếm. Mi tâm còn khắc ra thiên sát bí văn. Tại Hắc Động, nàng không phải thần minh đối thủ, nhưng bây giờ Quỷ La Thần, không phải không thiếu sót thần minh, thật muốn khai chiến, nàng không phải như vậy dễ nắm, tung chiến không được cũng có thể mở đột. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, cũng mở thiên sát bí văn. Hai ngày sát thành khế ước, hắn cho mượn Giao Nguyệt tu vi cùng sức mạnh. Bởi vì Giao Nguyệt cảnh giới tăng lên tới bán thần, hắn có thể mượn được càng nhiều. Đừng nhảy nhót. Trợ chiến, Triệu Bân kêu thần minh pháp tắc. Pháp tắc cũng là biết chuyện, biết Quỷ La Thần không dễ chọc, trước tiên vào trong cơ thể của Triệu Bân, thần minh hào quang, tùy theo bao phủ, thần cấp đại đạo thiên âm, cũng bởi đó vang vọng. Người cũng trở nên mạnh mẽ, Triệu Bân nhìn lướt qua pháp tắc. Xem ra, khi trước thần minh sức mạnh, hàng này không có phí công nuốt. Nhìn Quỷ La Thần, lại cứng ngắc dẫy dụa cổ. Lần này, hắn nhìn chính là Triệu Bân. Nhìn Triệu Bân trên người thần minh quang huy. Chính là thần minh quang huy, để cho hắn trống rỗng con mắt, nhiều một tia mờ mịt. Lạnh quá a. Triệu Bân chỉ cảm thấy quanh thân, có gió mát tại tàn phá bừa bãi. Bị thần minh cổ thi chăm chú nhìn, cảm giác cũng không thế nào hảo. Thật lâu, cũng không gặp Quỷ La Thần có cử động. Thật lâu, mới thấy hắn nâng tay lên nhẹ nhàng rủ xuống. Hắn thu con mắt, chậm rãi chuyển thân, càng lúc càng xa. Mãi đến hắn bóng lưng biến mất ở trong bóng tối, Triệu Bân cùng Giao Nguyệt đều không rõ cho nên, cái này tôn thần, quả thực có tư tưởng, thật xa chạy tới, một lời không phát, không biết là cái ý gì. Quỷ La Thần đi, Giao Nguyệt thì trên dưới quét lượng Triệu Bân. Nàng thần sắc có chút quái, chỉnh Triệu Bân rất mất tự nhiên. So Triệu công tử càng mắc tiểu chính là Ma Vương, chỉ vì, Giao Nguyệt nhìn căn bản cũng không phải là Triệu Bân, mà là thân ở vĩnh hằng cánh cửa bên trong hắn. Bây giờ, cô nàng kia đã khóa chặt hắn. Ánh mắt dễ dùng như thế sao? Ma Vương trong lòng thầm nhủ. Mạnh như kiếm thánh đều nhìn không thấu vĩnh hằng chi môn, Giao Nguyệt có thể nhìn thấu. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, bán thần cấp Giao Nguyệt cung chủ, ánh mắt không phải bình thường thật tốt làm cho, ai bảo nàng cùng Triệu Bân đều tại thiên sát trạng thái đâu. Nàng có thể thông qua khế ước làm nhìn lén. Tiền bối, Triệu Bân đưa tay tại Giao Nguyệt trước mắt lung lay. Giao Nguyệt không ngôn ngữ. Tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên Triệu Bân đầu vai. Sau đó, chính là oanh một tiếng vang dội, vĩnh hằng chi môn vô căn cứ kiên quyết ngoi lên mà ra. Giao Nguyệt đa tài đa nghệ, không chỉ thay Triệu Bân triệu vĩnh hằng tiên tàng, còn thay Triệu Bân mở cửa, trong đó kỳ quái, có vĩnh hằng quang huy rong chơi,
càng có vĩnh hằng bí văn khắc họa. Ngươi, đi ra, Giao Nguyệt cung chủ không chút nào nói nhảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giao Nguyệt một lời, Triệu đến Triệu Bân ngoái nhìn, bới lấy cửa lớn đi đến nhìn. Có ý gì, hắn vĩnh hằng cánh cửa bên trong, còn cất giấu một người. Đi ra, Giao Nguyệt cung chủ lại là một tiếng lạnh quát. Không đi ra, cái này mát mẻ, Ma Vương nghiêm túc nói. Thật là có người. Triệu Bân kinh ngạc, vô tận ánh mắt tìm. Làm gì hắn tầm mắt có hạn, không tìm được bóng người. Siêu. Vẫn là Giao Nguyệt dứt khoát, một tay thăm dò vào trong môn, nhẹ nhõm bắt ra Ma Vương. Gặp chi, Triệu công tử lông mày chọn lão cao, cái này mẹ nó hỗn thiên Ma Vương a. Nhưng ma đầu kia, không phải sớm bị phong tại đạo gia tế đàn sao? Sao còn tại hắn vĩnh hằng cánh cửa bên trong? Chẳng lẽ, Ma Vương làm chướng nhãn pháp? Đúng, chắc chắn là chướng nhãn pháp, lừa gạt bốn tôn bán thần, bị phong chỉ là một cái tên giả mạo, trước mắt vị này. Mới thật sự là hỗn thiên Ma Vương, nhưng vì sao không đầy đủ như vậy, thì cấm pháp sau phản phệ. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Giao Nguyệt cười nhìn Ma Vương. Hiếm thấy người còn nhớ rõ bản vương. Ma Vương chậm chậm nói xong, hắn còn đọc ngược tay, mong rằng hướng về phía không thiết thực hắc ám, cũng như hôm đó Giao Nguyệt, gương mặt thâm trầm, đem thân là tiền bối tư thái cái nào. Uy nghiêm a, chỉnh ra dáng. Tóm lại một câu nói. Bức cách dần vào giai cảnh. Đáng tiếc, hôm nay không phải hắn trang bức ngày tốt lành. Giao Nguyệt cũng không nuông chiều hắn, tại chỗ chói gô, may nàng tiến giai bán thần cảnh, thật vừa đúng lúc ngửi được Ma Vương một tia khí tức, may nàng cùng Triệu Bân đoạn đường này, không có cởi quần áo không có lên giường, bằng không thì, đó chính là thỏa đáng hiện trường trực tiếp. Ta bản tôn tốt xấu là ma thần, không nể mặt mũi như vậy. Ma Vương lạnh lùng nói. Giao Nguyệt cung quy điều thứ 7. Nhưng thấy hỗn thiên ma thần truyền thừa. Thiến, Giao Nguyệt nói cầm một bộ quyển trục, tại Ma Vương trước mắt lung lay, hàng thật giá thật Giao Nguyệt cung quy. Triệu Bân đụng lên đi nhìn lên, ải nha, điều thứ 7 thật sự là viết như vậy. Hắn não động mở rộng, Giao Nguyệt một mạch cùng hỗn thiên một mạch, tại thời cổ tất có thù hận. Có, thù hận còn không nhỏ. Giao Nguyệt biết nội tình, Ma Vương cũng biết nội tình. Ma thần siêu quần bạt tụy a. Trước kia thường đi Giao Nguyệt cung điều, hí kịch muội tử. Sự tình chính là loại chuyện này, hai mạch truyền thừa từ cổ không ít vật lộn. Họa không bằng truyền thừa, Ma Vương hít sâu một hơi. Môn quy viết như vậy, vãn bối cũng không biện pháp. Giao Nguyệt tiện tay xách ra sát kiếm. Ta tới. Triệu Bân xung phong nhận việc, đoạt lấy Giao Nguyệt kiếm trong tay. Cắt tiểu, đệ đi, không có gì kỹ xảo, nhắm ngay liền tốt. Ngắm không cho phép cũng không có việc gì, nhiều chặt hai đao tổng hội xuống. Ta, là theo chân Nguyệt thần lẫn vào, hỗn thiên Ma Vương một lời thâm trầm. Thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi, Triệu Bân lạnh lùng nói, tất nhiên hàng này tại Vĩnh Hằng Chi Môn, cái kia hắn cùng với kiếm thánh nói tới bí mật, Ma Vương nhất định cũng nghe đến, không làm thân thích mới là lạ. Không tin hỏi nàng, Ma Vương vội vàng hoảng đạo. Triệu Bân trách mắt, nhìn về phía bên cạnh thân Giao Nguyệt. Giao Nguyệt nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ đầu, toàn bộ tiên giới đều biết, Nguyệt thần có cái tiểu tùy tùng, cũng chính là hỗn thiên ma thần, cái kia hai tại không phong thần phía trước, cũng không ít nghịch ngợm gây sự. Ma Vương đã xuất từ ma thần, nói là đi theo Nguyệt thần lẫn vào, cũng không mau bệnh. Lần này, đổi Triệu Bân nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều Ma Vương một mắt. Đừng nói, bây giờ lại nhìn tôn này đại ma đầu, đích xác so trước kia thuận mắt nhiều. Nhưng, không có gì tuyệt đối. Ai nói ma thần truyền thừa, liền nhất định sẽ lo liệu bản tôn ý nguyệt, tựa như năm đó Hồng Thước Tàn Niệm, vẫn hận bản tôn, mãi đến táng diệt một chớp mắt kia, mới chính thức thả xuống khúc mắc. Ta, là người trong nhà, Ma Vương ý vị thâm trường nói. Xong, hắn liền bị Triệu Bân chôn sống, tìm một cái quan tài, che giấu Ma Vương tất cả khí tức, tại Vĩnh Hằng giới tìm một khối phong thủy bảo địa, tạo cái tiểu ngôi mộ. Hắn không tin Ma Vương, ít nhất sẽ không tin hoàn toàn. Phải hay không phải, tìm được Tú Nhi hỏi một chút liền biết. Trước đó, phong ấn cho thỏa đáng, tiết kiệm giết nhầm người. Ma Vương cái kia phiền muộn a, này liền bị chôn. Rút sạch phải đi một chuyến đạo gia, Triệu Bân trong lòng một lời. Không đợi hắn làm rõ đầu mối, thì thấy nữ tử hương đâm đầu vào Phật tới, Giao Nguyệt lại ôm cổ của hắn, gương mặt còn xông tới, tiểu tướng công, ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta. Vậy quá nhiều.
Triệu Bân bình tĩnh, lại không thể che hết mặt của hắn hồng. Không sao, sau này từ từ nói. Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cho Triệu công tử trên mặt, ấn một vòng môi đỏ, lần này không người lại nhìn lén, mảnh này hắc ám chính là đẹp nhất lãng mạn nhất. Ông, thần minh pháp tắc nở rộ ánh sáng, lại vì hai người mở đường. Lại hiện thân nữa, đã là vũ trụ mênh mông, tinh huy có phần rực rỡ. Vừa mới đi ra, thì thấy sâu trong tinh không có một đạo tử quang lấp lóe. Giao Nguyệt gặp chi, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, lôi kéo Triệu Bân bước vào vực môn. Lại là cấp độ kia tử quang. Triệu Bân trong lòng một lời, ngày xưa từng gặp một lần. Rất rõ ràng, Giao Nguyệt cung gặp nạn, tử quang là tín hiệu cầu cứu, nhìn Giao Nguyệt thời khắc này thần thái, sẽ không có giả, theo hắn suy nghĩ, hẳn là lại là huyết tộc đám thỏ chết bầm kia. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ngồi xếp bằng. Đã bắt gặp, chuyện này hắn phải giúp. Đã muốn tham chiến, trước tiên cần phải khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giống. Hắn không phải long tộc truyền thừa, thể nội lại có tiếng long ngâm. Tất cả bởi vì người điều khiển nguyên thần chi lực, long ngâm là đạo âm. Khó tránh khỏi, tà vật người điều khiển liền cùng long tộc một mạch có ngọn nguồn. Luyện. Triệu Bân hét lên một tiếng, cường thế đem luyện hóa. Nguyên thần tinh túy, tất cả thành hắn chân thân chất dinh dưỡng. Phía sau, chính là thể phách vết thương, tất cả tại vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, cực điểm tái tạo. Hắn không có thuế biến, nhưng cùng người điều khiển một trận chiến, lại ma luyện hắn đấu chiến tâm cảnh. Chẳng biết lúc nào, hai người mới ra vực môn. Hướng một phương nhìn ra xa, có thể gặp một mảnh tiên thổ. Giao Nguyệt cung tọa lạc tại trong tiên thổ, chính là mảnh tinh vực này, số lượng không nhiều siêu cấp đại phái, mặc dù rời xa hồng hoang đại lục, nhưng tinh không ngọa hổ tàng long, không hề yếu tu luyện thánh địa. Hôm nay Giao Nguyệt tiên thổ, phá lệ náo nhiệt. Có thể thấy máu tộc đại kỳ, cũng có thể thấy máu tộc cường giả. Không ít người tới, mặt đất cùng bầu trời đều có, bóng người như nước thủy triều như biển, liên hợp khí thế, đè càn khôn sấm sét vang dội, máu đỏ tươi mùi tanh, tùy ý tung bay ở giữa thiên địa. Giao Nguyệt cung tiên sơn, đã bị bao bọc vây quanh. Nhìn ngoài núi bốn phương tám hướng, đều bày đầy sát trận. Sát trận uy lực không tầm thường, đã oanh kích dài đến mười mấy ngày. Còn tốt. Giao Nguyệt cung bảo hộ thiên kết giới, đầy đủ có thể chịu, đến nay cũng không bị công phá, nhưng nếu không ai giúp quân, bị oanh phá chỉ vấn đề thời gian, bởi vì đánh tới không chỉ là huyết tộc người, còn có không ít thế lực khác, thật có một hơi chiếm đoạt Giao Nguyệt cung tư thế. Lão bà tử, người Giao Nguyệt cung còn có thể khiêng bao lâu? Tràn ngập ma lực u tiếng cười, vô hạn vang vọng với thiên tế. Kẻ nói chuyện, chính là một cái huyết bào trung niên, đang nằm nghiêng tại trên giường nằm. Thích ý thưởng thức một màn này, trong mắt rất nhiều hung ác bạo ngược chi quang, hôm nay bất diệt Giao Nguyệt cung, thề không bỏ qua. Muốn chiến cái kia liền tới. Giao Nguyệt bên trong ngọn tiên sơn, truyền ra lời nói lạnh như băng. Cái gọi là lão bà tử, là chỉ Giao Nguyệt lão tổ, lúc nói chuyện khóe miệng còn có máu tươi trôi tràn, nàng già, khí huyết khô cạn, đã không còn năm đó thịnh huống, nếu không phải như thế, nàng Giao Nguyệt cung, gì đến 5 lần 7 lượt bị người đánh đến tận cửa. Huyết tộc lại sao dám? Như vậy làm càn. Cho ta đánh. Huyên náo hét to, vang dội đầy minh mông tiên thổ. Sau đó, chính là rung động tiên khung tiếng ầm ầm. Giao Nguyệt cung bên ngoài nhiều núi đỉnh, quan sát đi xem, trên mỗi một ngọn núi, đều bày chu sát trận, đều là huyết tộc thủ bút, đều do tiên vương chấp trưởng, đang mãnh liệt oanh kích Giao Nguyệt kết giới. Trừ này, chính là đầy trời cường giả, như thành một tầng vân mạc, che càn khôn lờ mờ. Nhìn đại địa bên trên, nhưng là một tấm màu đen thảm, bóng người tụ thành màu đen thảm. Huyết tộc kéo ra chiến trận quá lớn, nguyên nhân chính là quá nhiều người, mới bao phủ ra từng mảnh nhỏ huyết hải, đang một lần lại một lần bao phủ Giao Nguyệt tiên sơn, ăn mòn Giao Nguyệt cung bảo hộ thiên pháp trận. Trong núi, Giao Nguyệt lão tổ nghiễm nhiên mà đứng, thần thái ngưng trọng vô cùng. Tình trạng như thế, cho dù Giao Nguyệt cung chủ sát trở về, cũng khó thay đổi càn khôn. Không có cách nào. Huyết tộc lần này xuất động cường giả nhiều lắm, mà còn có thế lực khác trợ chiến, có vẻ như tự khai đánh ngày đó lên, chính là chạy hủy diệt nàng Giao Nguyệt cung tới. Cái này, lại là một hồi hạo kiếp. Nếu không có viện quân, Giao Nguyệt cung nhất định hủy. Liền lão tổ đều như vậy, càng chớ nói Giao Nguyệt cung bọn tiểu bối, từ trưởng lão cho tới đệ tử, cũng là sắc mặt tái nhợt, bảo hộ thiên kết giới một khi phá, không khác diệt tộc chi chiến. Nhưng, không người khiếp chiến.
tất cả mọi người đều phủ thêm chiến y. So sánh Giao Nguyệt Cung, ngoài núi huyết tộc người, liền cười phá lệ xâm nhiên. Cái kia từng trương diện mục dữ tợn, chính là tà ác nhất, hung tàn nhất khắc họa. Răng rắc, ầm ầm bên trong, có như thế một đạo âm thanh nhỏ nhẹ. Là Giao Nguyệt Cung bảo hộ thiên kết giới, càng là phá một góc, tuy chỉ cọng tóc một dạng khe hở, lại làm cho huyết tộc phá lệ phấn khởi, phá sừng liền tốt, công phá kết giới chỉ vấn đề thời gian. Đánh, mãnh liệt hơn công phạt, theo nhau mà tới. Băng lãnh hủy diệt sức mạnh, xuyên thấu qua sợi tóc một dạng khe hở, chui vào Giao Nguyệt Tiên Sơn, băng diệt từng tòa cung lâu cung điện, không thiếu đệ tử bị tác động đến, nội tình kẻ yếu tại chỗ táng diệt, thủ vững nhiều ngày Giao Nguyệt Cung, cuối cùng là tại tối nay, nhiễm đỏ bừng huyết sắc. Lão bà tử, tuyệt vọng sao? Vẫn là huyết vương, cười dữ tợn đáng sợ. Đáp lại hắn, chính là một vòng màu tím mặt trăng, từ Giao Nguyệt bên trong ngọn tiên sơn, từ từ bay lên, nó là trong sáng không tì vết, như trong mộng quang cảnh, không còn thực tế, cổ lão xa xăm. Giao Nguyệt cung người thấy, đều đôi mắt đẹp chi quang lóe sáng. Đó là cung chủ tử Nguyệt dị tượng, nàng đánh trở lại. Ngoài núi huyết tộc các cường giả gặp chi, thì lông mi hơi nhíu. Từ trận trước đại chiến, Giao Nguyệt cung chủ liền biến mất nhị thế gian. Nghe đồn nàng đã táng diệt, lại mẹ nó còn sống. Tới tốt lắm, huyết vương ánh mắt như đuốc, cười càng bạo ngược. Hiếm thấy tối nay cảnh tượng hoành tráng, cùng nhau thu thập cũng là bớt lo, thật sự cho rằng một cái Giao Nguyệt cung chủ, liền có thể thay đổi càn khôn. Chớ trêu, bọn hắn lần này là chạy diệt tộc tới. Ai? Cùng với kinh ngạc âm thanh, huyết tộc người đều ngửa đầu nhìn Tử Nguyệt. Tối nay mặt trăng tím dị tượng, có vẻ như cùng bọn hắn trong trí nhớ, không thể nào một dạng, mặt trăng bên trong lại giấy lên màu trắng ngọn lửa, lại càng đốt càng vượng, chợt nhìn giống như một hỏa mặt trăng, quỷ dị như vậy chi cảnh, nhìn chính bọn họ đều tâm thần hoảng hốt, giống như là đang nằm mơ. Nằm mơ giữa ban ngày là được rồi, cũng không nhìn một chút đó là ai thần thông. Tử Nguyệt là Giao Nguyệt, màu trắng ngọn lửa nhưng là Triệu Bân mộng ảo tiên hỏa, chiếm được mộng chi đảo, bị hắn luyện vào trong hai con ngươi. Phối hợp hắn đồng lực, có thể sử dụng bá đạo huyễn thuật. Nói trắng ra là, hắn là đem mộng đạo huyễn thuật, in vào trong mặt trăng. Cái này cũng là vì cái gì huyết tộc người nhìn, hội tâm thần hoảng hốt nguyên nhân. Bây giờ đốt hỏa Tử Nguyệt, chính là một cái loại cực lớn huyễn thuật, phàm nguyệt quang phổ chiếu chi địa, phàm nhìn nguyệt chi người, đều sẽ bị thần không biết quỷ không hay kéo vào mộng đạo trong ảo thuật. Hai người thực biết chơi. May Hỗn Thiên Ma Vương bị chôn sống, nếu hắn còn tại. Nhất định có như thế một phen thổn thức, không hổ hai ngày sát, không hổ trời đất tạo nên, hai người bọn họ liên thủ sử dụng đốt hỏa Tử Nguyệt, không chỉ nhìn xem mỹ diệu, còn mẹ nó tặc tà dị. Nhìn những cái kia ngửa mặt lên trời nhìn Nguyệt huyết tộc người, cả đám đều bừng tỉnh giống như trở thành ngu xuẩn, hai mắt trống rỗng, thần sắc cũng thất thần, chớ nói thái hư cảnh, liền đỉnh phong cảnh tiên vương, đều đang mơ hồ bên trong cúi hạ thủ cánh tay, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là một đám không có tình cảm khôi lỗi đâu. Bao, bịch, phanh, treo ở hư không bí bảo, liên miên rơi xuống. Đó là huyết tộc người bản mệnh pháp khí, bởi vì chủ nhân rơi vào huyễn cảnh, bọn chúng cũng gặp họa theo. Đồng dạng rơi xuống, còn có đứng ở bầu trời huyết tộc cường giả, cũng như từng khối thiên thạch, từ thiên đập xuống, rơi vào trong đống người, chính là vũng máu một mảnh, đặc biệt là tiên vương cấp pháp khí cùng tiên vương cấp cường giả, đều nặng dị thường, lại kèm theo tuyệt diệt chi lực. Đập chúng tiên vương không có gì, nếu đập chúng tu vi yếu, không phải liền rất khó chịu sao? Cái này, Giao Nguyệt cung người cũng tại nhìn, nhìn thần sắc ngơ ngẩn. Không tệ, các nàng cũng không bị huyễn thuật. Hoặc có lẽ là Triệu Bân mộng đạo huyễn thuật, tránh khỏi Giao Nguyệt cung. Này đối đồng lực cùng nguyên thần đẳng cấp, đều có cực cao yêu cầu, bằng không thì, rất khó điều khiển chính xác như vậy. Trên thực tế, chỉ dựa vào Triệu Bân tự thân. Là xa xa làm không được, nhưng tăng thêm thần minh pháp tắc cùng thiên sát khế ước, vậy thì nói khác. Thật là bá đạo huyễn thuật. Giao Nguyệt lão tổ ngọc khẩu khẽ nhếch, không nghĩ tới nhà mình đồ nhi, còn có thể sử dụng thần thông như vậy, một cái cực lớn cấp huyễn thuật, riêng là đem toàn bộ huyết tộc đại quân, chỉnh mơ mơ màng màng, liền đỉnh phong cấp tiên vương, lại cũng khó thoát Tử Nguyệt mộng ảo. Vẫn rất hảo xử. Giấu tại chỗ tối Triệu Bân, ý vị thâm trường nói. Giao Nguyệt cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Triệu Bân huyễn chi thuật, có như thế thu hút tâm thần người ta ma lực, nàng càng không có nghĩ tới, mộng ảo tiên hỏa cùng Tử Nguyệt dị tượng phối hợp, có thể như vậy kỳ diệu. Đương nhiên,
Triệu Bân đối với mộng chi đạo lĩnh hội, cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào Tử Nguyệt căn bản sử dụng như thế cấp bậc huyễn thuật. Lão bố nhóm nói quả nhiên không giả, nam nữ phối hợp, làm không ngừng nghỉ. Chanh! Triệu Bân một nâng cao Long Uyên, chỉ phía xa thiên khung. Hắn vận chuyển thiên lôi quyết, dẫn động ức vạn sấm sét. Tối nay là một cảnh tượng hoành tráng, tất nhiên là dùng quần công đại chiêu. Lôi đỉnh kiếm mang như quang vũ, phô thiên cái địa mà đến, trong phạm vi nhất định, không khác biệt công phạt, tùy theo xuống, còn có lôi đỉnh kỳ lân, mỗi lớn như núi cao, từ thiên lao nhanh. Thái sơ thiên lôi quyết, Giao Nguyệt cung người kinh ngạc. Lại vẫn tiềm ẩn thiên uy, rất nhiều trưởng lão lẩm bẩm ngữ. Phốc, phốc, huyết tộc đại quân Tao Ương, đều bị quăng vào huyễn cảnh, chớ nói tế pháp khí, ngay cả hộ thể tiên quang tất cả giải tán, bị lôi điện đánh cho ngã trái ngã phải, số đông da chóc thịt bong, huyết cốt bắn bay, không thể nào kháng đánh, như huyền tiên cấp, động hư cảnh cùng thái hư cảnh, nhục thân thì bị chém thành bùn máu, thảm hại hơn. Nhưng là tại chỗ thân tử đạo tiêu. Không chết cũng không sao, đằng sau còn có lôi đình kỳ lân, chui vào đống người bên trong, tùy ý mừng rỡ, quỷ hiểu được bao nhiêu người bị dẫm chết. Nếu còn không chết, cũng không sao. Giao Nguyệt công phạt, sẽ để cho bọn hắn biết, bông hoa vì đi hồng như vậy. Tử Nguyệt Nguyệt Quang, không chỉ nhìn xem trong sáng, lực sát thương cũng tặc hung hãn. Mỗi một sợi Nguyệt Quang, cũng như một thanh vô kiên bất tồi kiếm, cũng như Triệu Bân thiên lôi quyết, một khi rủ xuống, chính là không khác biệt công phạt. Mà phía dưới đám thỏ chết bầm kia, chính là thỏa đáng bia sống, liền bảo hộ thiên tiên quang cũng không tế ra, cả đám đều yếu ớt như giấy trắng. Mờ tối thiên địa, trong nháy mắt huyết lâm xối. Ô ương ương sóng người, là liên miên biến thành vũng máu. Nhưng như thế phạm vi lớn sát lục, cũng không nửa điểm kêu thảm, vô luận là lôi đình vẫn là nguyệt quang, cũng là vô tình thu hoạch. Bia sống đi, hướng chết đánh là được rồi. Đứng bất động bị người chặt. Muốn chính là một cái hiệu suất. Giết! Giao Nguyệt lão tổ tay cầm thiên kiếm, người thứ nhất giết đi ra. Sau người, còn có Giao Nguyệt cung cường giả, cũng là phô thiên cái địa tới, giết vào trận địa địch, liền điên cuồng đánh, thanh nhất sắc quần công đại chiêu, hủy diệt kiếm trận, huyền không pháp khí, như gió thu quét lá vàng, đem rơi vào ảo cảnh huyết tộc người, từng nhóm đưa lên hoàng tuyền lộ, thậm chí trước sau bất quá 3, 5 trong nháy mắt, ngăn ở ngoài núi huyết tộc người. Liền bị giết thất linh bát lạc. Phá! Huyết quang chợt hiện lúc, một đạo băng lãnh quát tháo, vang dội đầy hạo vũ chư thiên. Không biết ai tại nói, chỉ biết theo hắn dứt lời, đốt hỏa tử nguyệt hình thành dị tượng, liền bị cường thế đánh vỡ. Rơi vào ảo cảnh huyết tộc người, trong khoảnh khắc khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn là mộng bức. Mấy cái nháy mắt phía trước, Giao Nguyệt cung người còn tại trong núi, bây giờ, sao đều giết rồi đi ra. Mấy cái nháy mắt phía trước, bọn hắn còn nhân cường mã tráng, lúc này lại nhìn, lại đổ một mảnh lại một mảnh, cái này đâu chỉ thương vong thảm trọng, đơn giản chính là hủy diệt đả kích. Là cái kia đốt hỏa tử nguyệt. Phản ứng nhanh người, trong nháy mắt nhìn thấu manh mối. Nguyên nhân chính là nhìn ra manh mối, bọn hắn mới phá lệ chấn kinh. Mẹ nó, Giao Nguyệt có thể sử dụng bá đạo như vậy huyễn thuật, vẻn vẹn một vầng trăng, liền đem nhiều cường giả như vậy, đều kéo vào trong ảo cảnh. Không có ý thức thanh tỉnh chính bọn họ, cũng không phải chính là bia sống sao. Chỉ cần đối phương muốn giết, không cần quá lâu, liền có thể đem bọn hắn giết cái toàn quân bị diệt. Giết! Ổn định trận cước huyết tộc người, tất cả chiến lực toàn bộ triển khai. Đáng tiếc, kinh nghiệm một phen sát lục, bọn hắn bây giờ đội hình, đã không phải tuyệt đối áp chế Giao Nguyệt cung, đặc biệt là đỉnh phong cấp cường giả, không biết bị diệt bao nhiêu, trong đó có phần lớn nửa, đều thành nguyên thần trạng thái. Quỷ hiểu được bọn hắn mơ hồ lúc, đối phương mở bao nhiêu quần công đại thuật. Chiến! Giao Nguyệt lão tổ hét lớn một tiếng, rút kiếm giết vào trận địa địch. Giao Nguyệt cung người cũng chiến ý dâng cao, không có tuyệt đối áp chế, ai thua ai thắng, không đếm có biết. Oanh! Phanh! Huyết sắc đại chiến, trong nháy mắt kéo ra màn che. Sa thiên đi xem, đó là một mảnh nhuốm máu hỗn loạn chi địa, cùng với cái kia sấm sét vang dội, kịch liệt lắc lư. Quá nhiều người đẫm máu hư không, quá nhiều người vọt lên tận trời, dị thường thảm liệt. Oanh! Giao Nguyệt đã từng bước đi qua càn khôn, huy kiếm chém về phía hư vô. Sau đó, thì thấy một bóng người bị buộc ra. Đó là một cái áo bào đen lão giả, thỏa đáng bán thần cấp. Lúc trước, chính là hàng này phá đốt hỏa tử nguyệt. Bán thần đi, từ không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, sở dĩ chậm 3,
Năm trong nháy mắt ra tay, đơn giản là muốn cho huyết tộc ăn chút đau khổ, dùng cái này tới suy yếu đối phương. Dù sao, hắn là được mời tới hỗ trợ. Vô luận huyết tộc thân người chết, vẫn là Giao Nguyệt cung táng diệt, với hắn mà nói cũng không đáng kể, chỉ lấy thủ lao liền tốt. Hắn đêm nay ba, năm trong nháy mắt không sao, huyết tộc người đâu chỉ chịu đau khổ, đã bị giết hoài nghi nhân sinh, một cái đốt hỏa tử nguyệt huyễn thuật, không biết chôn bao nhiêu người. Tiền bối, thật lạ mặt a. Giao Nguyệt nhạt đạo, một trưởng hôm sau đánh tới. Khách qua đường mà thôi. Áo bào đen lão giả u cười, ngoài miệng nói như vậy lấy, trên tay lại không nhàn rỗi, cũng là một trưởng vỗ tới. Oanh! Hai trưởng va chạm, nhất thời một mảnh hủy diệt chi quang. Cùng một trong nháy mắt, còn có một đạo vầng sáng hướng ra ngoài lan tràn, bán thần cấp đánh nhau, dư ba cũng không phải đùa giỡn, thậm chí vầng sáng chỗ đến, không gian bị nghiền từng khúc sụp đổ. Nhìn đấu chiến song phương, Giao Nguyệt sừng sững không động. Ngược lại là áo bào đen lão giả, nghênh trời lật bay ra ngoài. Thần sắc hắn kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Giao Nguyệt, lại tiến giai bán thần. Đồng dạng kinh dị, còn có đại chiến huyết tộc người cùng Giao Nguyệt cung người, khó trách nhuốm máu tử nguyệt như vậy tà dị, có thể đem nhiều cường giả như vậy kéo vào huyễn cảnh, nguyên là bán thần cấp thi pháp. Hảo, Giao Nguyệt lão tổ vô cùng tới tinh thần. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, nàng thần thái trong nháy mắt trẻ tuổi không thiếu. Còn có Giao Nguyệt cung cường giả, cũng đều chiến ý bạo tăng, nhà mình cung chủ tiến giai bán thần, cho các nàng đầy đủ sức mạnh. Trái lại huyết tộc người, sắc mặt liền phá lệ khó coi. Cái này ba năm cái trong nháy mắt, càn khôn bị nghịch chuyển a. Oanh! Áo bào đen lão giả một bước định thân, đạp hư không sụp đổ. Giao Nguyệt thân như quỷ mị, trong chốc lát tới người, lại cho hắn bổ một trường. Thật sao, đường đường bán thần cấp, lại bị vung mạnh lật ra, thể phách còn nổ xương máu. Bay ngược bên trong, tên kia lại hóa thành hai bóng người, một nam một nữ, một lão già một cái lão ẩu, đều được áo bào đen, lại cũng là bán thần cấp, cuồn cuộn thiên lực tịch thiên quyển địa. Âm dương lão quân, Giao Nguyệt đôi mắt đẹp híp lại. Đã đoán đúng, hai nửa thần yếu ớt nở nụ cười. Càng là âm dương huyết thống, đại chiến triệu bân, hướng thiên liếc mắt nhìn. Cái gọi là âm dương huyết thống, là một mạch cực quỷ quái truyền thừa, thư hùng song thể, có thể nam có thể nữ, nhưng một người, cũng có thể phân ly thành hai người, hơn nữa, tu vi là ngang cấp. Gặp chi, Giao Nguyệt cung người thần sắc đột biến. Âm dương lão quân cũng không phải là người bình thường vật, tách ra tới, chính là hai tôn bán thần. Cùng cấp bậc cùng cảnh giới, đó là hai đánh một A. Tới, Giao Nguyệt lão tổ rút kiếm, phải sát nhập hư không cho đồ nhi trợ chiến. Nàng lão già khọm này, kiềm chế một tôn bán thần, vẫn là làm được.